Chủ thành, bây giờ làm thế nào đây? Những người khác hỏi. Đúng vậy, nếu như Lê Quân rời khỏi thành vô song, vậy thì tương lai của chúng ta sẽ hoàn toàn mất rồi. Nếu như để những thế lực khác đưa đi, vậy thì thật sự không thể tưởng tượng nổi. Sắc mặt Phó Phong Thu giống như ăn phải ruồi vậy, anh ta lập tức hạ lệnh, đuổi theo, nhanh đuổi theo cho tôi. Nhất định phải bắt người quay lại lần này, anh ta hạ quyết tâm, cho dù tất cả mọi người, cũng phải bắt Lê Quân trở về. Khi những cao thủ thành vô song đang muốn đi bắt Lê Quân lại, đột nhiên lại vang lên tiếng ầm am. Ơ ó vô số bóng người từ trên trời đáp xuống, đứng trên tường thành, đó là đám người Tiêu Phong. Cảm nhận được khí tức lớn mạnh của đám người Tiêu Phong, mọi người thành vô song đều ngẩn ra. Phó Phong Thu hét lên, anh là Tiêu Phong. Danh tiếng của người như một bóng cây, Tiêu Phong rất nổi tiếng trong liên minh chúa tể, ai mà không biết. Các người thật to gan, dám bắt con gái nhà nào vậy? Tiêu Phong lạnh giọng nói. Làm sao, còn có gì để nói sao? Phó Phong Thu vô thức nhận ra có gì đó không ổn. Tôi hỏi anh, đoạn thời gian trước là ai đánh bại liên minh chúa tể? Mặc dù cuối cùng là tộc Bảo Long ra tay, nhưng chiến tích chủ yếu vẫn là binh lính kỳ lạ kia. Phó Phong Thu thành thật trả lời. Gần đây có cao thủ Lạc Việt đến nước Chiến Ưng đưa Hứa Chính Kiệt về, hơn nữa còn giết cả cường giả Thất Trọng Thiên, anh có biết không? Biết, giết cường giả Thất Trọng Thiên thật sự khiến người khác không thể tưởng tượng được. Phó Phong Thu hít một ngụm khí lạnh. Tiêu Phong kiêu ngạo nói, vậy tôi nói cho anh biết, hai chuyện này hoàn toàn là do cùng một người làm, hơn nữa người vừa ở trước mặt các người, chính là sư phụ tôi Diệp Lâm Quân. Chưa nói ra lời khiến người khác kinh sợ thì chưa yên. Tiêu Phong vừa nói xong, cả thành vô song đều im lặng như chết. Mọi người đều ngẩn ra. Người xoay chuyển tình thế vậy mà lại chính là ba của Lê Quân. Người bình thường đó sao? Hóa ra anh ta vẫn luôn ngông cuồng, vẫn luôn xem thường thành vô song, vẫn luôn chế nhạo bọn họ yếu là thật sao? Trước cường giả đã giết cường giả Thất Trọng Thiên, bọn họ yếu như một con kiến vậy. Anh ta nói không sai, đưa Lê Quân đến chỗ của bọn họ, chính là để đặt nền móng. Dầm! Phó Phong Thu trực tiếp quỳ xuống đất. Những người khác đều chảy mồ hôi ròng ròng. Sợ chết mất! Bọn họ vậy mà còn muốn giết anh ta nữa? Sao lại có thể chui ra cách nghĩ như vậy chứ? Lý Tử Nhiệm đã rời khỏi thành vô song bắt đầu lo lắng, mọi người nói xem thành vô song sẽ không đuổi theo chứ? Diệp Lâm Quân vừa muốn nói gì đó, thì phía sau đã có một đoàn người đuổi theo, dẫn đầu đám người là Phó Phong Thu. Anh ta mang theo một số lượng lớn người đuổi theo nhóm người Diệp Lâm Quân. Diệp Lâm Quân cau mày, trong lòng bắt đầu mang oan Tiêu Phong làm việc không tốt, đến cả chút chuyện này mà cũng không xử lý ổn thỏa được. Nhóm người Lý Tử Nhiệm nhìn thấy một nhóm người đuổi đến, đều bị dọa hỏng. AZ khi bọn họ vừa muốn thất thanh la lên, thì không ngờ nhóm người Phó Phong Thu lại kêu ra tiếng. Nhìn thấy Diệp Lâm Quân, mọi người giống như nhìn thấy ma vây. Phó Phong Thu dẫn theo nhóm người lập tức chuyển phương hướng, chạy vào trong rừng núi bên cạnh. Hóa ra đám người Phó Phong Thu hoàn toàn không phải đuổi theo Diệp Lâm Quân mà là đi đến mộ của lão thành chủ để kiểm tra. Để chứng minh lúc đầu trong khi giao thủ với hắc báo người cứu Lê Quân là ai. Bọn họ kỳ lạ quá, không phải là đuổi theo chúng ta sao? Mấy người Lý Tử Nhiệm cảm thấy nghi ngờ đối với hành vi của đám người Phó Phong Thu. Sau khi đám người Phó Phong Thu đến lăng mộ của lão thành chủ, lập tức bảo người mở lăng mộ ta. Sai khi nhìn thấy thi thể trong quan tài, mọi người đều hiểu. Hoàn toàn không có lão thành chủ gì cả. Lão thành chủ sớm đã chết rồi. Lúc đó chính là Diệp Lâm Quân đã cứu Lê Quân, cũng là một tay anh ta giết hắc báo. Lúc đó anh ta đã nói rồi, chỉ là không ai tin. Mọi người đều nghĩ tất cả những chuyện này là do lão thành chủ ra tay. Đúng rồi, có phải đại sư Diệp đã nói sẽ giúp đỡ chúng ta một lần sao? Phó Phong Thu hỏi. Đúng đúng đúng. Chúng ta phải trân trọng cơ hội lần này. Hóa ra là con gái của anh ta, nếu không sao có thể có thiên phú cao như vậy chứ? Diệp Lâm Quân dẫn ba người trở về nhà ở Giang Bắc. Nhìn thấy Lê Quân, ông bà đều rất vui mừng. Sau khi Lê Quân đã rời khỏi thành vô song, khiến đám người Lý Hồng Thái cảm thấy bất mãn. Bỏ đi, có thể ngày nào cũng được nhìn thấy Lê Quân so với đi thành vô song gì đó càng tốt. Hơn Trịnh Nhã Uyên và Chí Oanh nhanh chóng ôm lấy Lê Quân.
Đối với những người bình thường mà nói, gia đình đoàn tụ mới là quan trọng nhất. Đặc biệt là trong đoạn thời gian trước quốc nạn rơi xuống đầu, mọi người đều quen với biệt ly, càng hiểu tình thân mới quan trọng thế nào. Đặc biệt là hai nhà Lý Trịnh đã chạy mất không ít người. Ba người già vô cùng nhớ Lê Quân. Cho nên cho dù Diệp Lâm Quân mang Lê Quân trở về, bọn họ cũng không nói gì cả. Cái gì, bác và chú hai đều chạy đến nước Chiến Ưng rồi sao? Lý Tử Nhiệm biết được chuyện này thì vô cùng ngạc nhiên. Diệp Lâm Quân bất lực cười. Anh còn đích thân gặp bọn họ ở nước Chiến Ưng nữa. Đúng rồi, vừa mới truyền tin tức đến. Nước Chiến Ưng đã trục xuất rất nhiều người Lạc Việt đến đó. Ai bảo nhóm người này chạy ra ngoài, bây giờ thì tốt rồi, đáng đời Lý Hồng Thái mắng chửi. Quả nhiên tin tức về việc trục xuất những người này đã được truyền ra toàn thế giới. Hả, thảm như vậy sao? Lý Tử Nhiệm hỏi. Đúng vậy, điều này đều là do cao thủ thần bí Lạc Việt kia, một mình đi vào nước Chiến Ưng đưa Hứa Chính Kiệt trở về. Hoàn toàn khiến nước Chiến Ưng tức giận. Mới làm ra hành động như vậy để báo thù. Lý Hồng Thái giải thích. Còn nghe nói cao thủ thần bí kia chính là người tộc Bảo Long cử đến nữa. Tộc Bảo Long quả nhiên mạnh mà, có bọn họ ở đây, Lạc Việt nhất định sẽ được yên bình. Chính vào lúc này bên ngoài truyền đến tiếng bước chân. Hóa ra là bà cụ nhà họ Lý và đám người Lý Văn Chấn đến. Bọn họ vừa vào cửa, đã trực tiếp đi đến chỗ Diệp Lâm Quân. Sao ông bà lại đến đây? Lý Tử Nhiệm hỏi. Không phải là vì những người con bất hiếu kia sao? Bọn họ bị đuổi khỏi nước Chiến Ưng, tước đoạt thân phận và tài sản, bây giờ đã bị vứt bỏ ở nơi hoang dã. Chúng ta không phải đến đây để tìm Diệp Lâm Quân đón bọn họ về, phục hồi thân phận cho bọn họ sao? Mấy người nói ra mục đích. Mọi người ngạc nhiên. Hóa ra bọn họ đến là muốn Diệp Lâm Quân đón những người kia trở về, thuận tiện phục hồi quốc tịch Lạc Việt, thân phận cho bọn họ. Cho dù mấy người già này mảng bọn họ thế nào, cho dù bọn họ có phản bội lại tổ tông thế nào. Nhưng một khi xảy ra chuyện, sao bọn họ có thể yên tâm để con cái mình ở bên ngoài chịu khổ chứ? Khi bọn họ vừa muốn thất thanh la lên, thì không ngờ nhóm người Phó Phong Thu lại kêu ra tiếng. Nhìn thấy Diệp Lâm Quân, mọi người giống như nhìn thấy ma vây. Phó Phong Thu dẫn theo nhóm người lập tức chuyển phương hướng, chạy vào trong rừng núi bên cạnh. Hóa ra đám người Phó Phong Thu hoàn toàn không phải đuổi theo Diệp Lâm Quân mà là đi đến mộ của lão thành chủ để kiểm tra. Để chứng minh lúc đầu trong khi giao thủ với hắc báo người cứu Lê Quân là ai. Bọn họ kỳ lạ quá, không phải là đuổi theo chúng ta sao? Mấy người Lý Tử Nhiệm cảm thấy nghi ngờ đối với hành vi của đám người Phó Phong đúng lúc nghe thấy Diệp Lâm Quân trở về. Bọn họ vội vàng đến tìm Diệp Lâm Quân. Dựa vào thân phận của Diệp Lâm Quân mà nói. Chuyện đón người và phục hồi thân phận chỉ cần anh nói một câu là được. Thật sự quá đơn giản. Bọn họ quả thật phản bội lại Lạc Việt, phản bội lại Tố Tông. Nhưng chúng ta là người làm ba mẹ làm ông bà, sao có thể trơ mắt nhìn bọn nó chết nơi đất khách được chứ? Chúng ta quyết định đón toàn bộ bọn nó về, chúng ta muốn mắng chửi thì mắng chửi, không làm sao cả. Hạo Quân à, chúng ta đặc biệt đến tìm cháu, là muốn cháu đi đón người về. Đúng vậy. Cháu chỉ cần nói một câu, là có thể đón được người về, còn hồi phục quốc tịch Lạc Việt cho bọn nó nữa. Lần đầu tiên trong 2 năm này, bọn họ đối với Diệp Lâm Quân khách khí như vây. Bọn họ thoát khỏi quốc tịch Lạc Việt rồi sao? Diệp Lâm Quân hỏi. Ừ, mấy đứa bất hiếu này, lúc đầu cho rằng Lạc Việt sẽ mất, cho nên đều chạy hết, nói cũng không nghe. Ngô Thị Lan khóc lóc nói. Diệp Lâm Quân cười, vậy bọn họ đều là người trưởng thành rồi đúng không? Đúng vậy, làm sao thế? Lý Văn Chấn vô thức trả lời. Nếu đã là người trưởng thành, thì phải chịu trách nhiệm với những hành động của mình. Cháu tin hành động phản bội Lạc Việt tuyệt đối không phải là bọn họ nhất thời xúc động. Sau khi rời khỏi Lạc Việt, cho dù là tốt hay xấu, đều do bọn họ tự mình gánh lấy. Diệp Lâm Quân nghiêm túc nói. Hả? Cháu có ý gì? Lúc này mấy người mới phản ứng lại. Ý của cháu rất đơn giản. Cháu không đi, nếu như bọn họ đã rời khỏi Lạc Việt, thì đừng bao giờ trở lại nữa. Cháu còn ra mệnh lệnh lúc đầu người rời khỏi Lạc Việt sẽ không được quay trở lại nữa. Không được cho phép ăn ở. Thái độ của Diệp Lâm Quân rất cứng rắn, khiến tất cả mọi người đều ngẩn ra. Cậu dám, bà cụ gầm lên. Cháu có gì mà không dám chứ?
Diệp Lâm Quân cười lạnh. Nếu như bọn họ đã rời đi, không còn là người Lạc Việt nữa, không cần thiết phải quay trở lại. Cậu nói cái gì, dù sao chúng ta cũng là người một nhà. Không thể vì bình thường Phúc Long hay có xích mích với các người, mà trả thù vào lúc này được. Ngô Thị Lan nói. Đúng vậy, người một nhà mà, cậu có thể trơ mắt nhìn bọn họ chết bên ngoài sao? Bây giờ cậu là người gì rồi, lẽ nào không nhận người thân, muốn đại nghĩa diệt thân sao? Mọi người mồm ba miệng bảy nói. Đến cả Chí Oanh và Trịnh Nhã Uyên cũng khuyên nói, Hạo Quân thật ra chuyện này cũng không lớn, con sắp xếp một chút nhé. Con chỉ cần nói một câu thôi mà, nhìn xem mấy người lớn đã lo lắng thế nào rồi. Bà cụ nhớ đến cái gì đó, vội vàng bảo Lý Tử Nhiệm khuyên. Nhưng Lý Tử Nhiệm lại lập tức đứng ở bên cạnh Diệp Lâm Quân, con nghe theo Hạo Quân. Ừ, chuyện này con không quan tâm, bọn họ đáng phải chịu như vậy. Thái độ của Diệp Lâm Quân rất cứng rắn, hoàn toàn không cho bất kỳ cơ hội nào. Mặc cho bọn họ tự sinh tự diệt. Không chỉ như vậy, Diệp Lâm Quân còn lập tức phát lệnh xuống tất cả những người lúc trước rời khỏi quốc tịch Lạc Việt đều không được bước vào Lạc Việt một bước, chứ đừng nói đến được khôi phục thân phận. Mệnh lệnh là do đích thân Diệp Lâm Quân đưa ra, cho dù đối phương có thân phận gì cũng đều không được. Mệnh lệnh được đưa ra đã gây lên sự bất mãn của vô số người. Bây giờ Lạc Việt đã thể hiện sức mạnh chưa từng có. Cộng thêm hầu hết cuộc sống của những người ở nước ngoài đều không được như ý. Dù sao nhân mạch tài nguyên đều ở Lạc Việt, kiếm tiền cũng ở Lạc Việt. Ở nước ngoài bọn họ chỉ sống bằng tiền dành dụm sẽ có ngày tiêu hết tiền. Hơn nữa bọn họ phát hiện người ngoài đều đang lợi dụng đè ép giá trị của bọn họ. Không hề thật sự hoan nghênh bọn họ. Đợi đến gì giá trị của bọn họ hết, bọn họ sẽ bị đuổi đi. Đặc biệt là các động tác gần đây của nước Chiến Ưng, đã khiến bọn họ nhận ra một điểm, Lạc Việt mới là tốt nhất. Bọn họ phải nhanh chóng trở về Lạc Việt. Cho nên, do nhiều yếu tố khác nhau, những người đã chạy khỏi lúc trước đều lần lượt muốn trở về. Thậm chí có một số người nổi tiếng đã mua xong vé, muốn đáp chuyến bay trở về. Kết quả Diệp Lâm Quân đột nhiên ra mệnh lệnh như vậy, khiến rất nhiều người đều ngây ngốc. Mấy người già cũng chỉ mắng Diệp Lâm Quân mất hết tính người, không có biện pháp nào cả. Khi mệnh lệnh của Diệp Lâm Quân ban xuống, nhanh chóng được thực hiện ở khắp mọi nơi. Có điều xảy ra rất nhiều phản đối và ngăn cản. Euro ó một số người dựa vào quyền thế và địa vị của mình, muốn cưỡng ép xông vào, hai bên thậm chí còn phát sinh xung đột. Ngày hôm sau, Diệp Lâm Quân nhận được điện thoại của Tiêu Phong nói xảy ra chuyện lớn rồi. Hóa ra cảng lớn nhất của Hải Phòng sắp cập bến tàu du lịch 10.000 tấn. Các hành khách trên con tàu này đều là những người nổi tiếng giàu có đã rời khỏi quốc tịch Lạc Việt lúc trước. Bây giờ nguy cơ của Lạc Việt đã được giải trừ. Những người này muốn quay trở về. Kết quả mệnh lệnh của Diệp Lâm Quân đã ngăn cản kế hoạch trở về Lạc Việt của bọn họ. Cho nên một số lượng đông đảo, các ngôi sao nổi tiếng đều tụ tập lại với nhau. Vì vậy bọn họ bao một con thuyền lớn, chở hàng nghìn người thuộc giới thượng lưu trở về. Trong mắt bọn họ, trên con tàu này của bọn họ đều là tinh anh, cho dù ở đâu, bọn họ đều có giá trị. Bọn họ tin Lạc Việt sẽ không từ chối nhóm người tinh anh bọn họ. Hơn nữa trên con tàu này đều là những người còn quyền có thế. Ai dám ngăn cản chứ? Nhưng đáng sợ hơn là những ngôi sao nổi tiếng trên tàu vậy mà lại đưa ra tin tức sẽ quay trở về Lạc Việt, để đám fan hâm mộ đến đón bọn họ. Tin tức hàng trăm ngôi sao nổi tiếng đều đã được tung ra. Fan của bọn họ không thể bình tĩnh được. Tàu cập bến lúc 12 giờ trưa. Những fan hâm mộ này đã để cảng từ 5-6 giờ để giành được vị trí. Đều muốn trở thành người đầu tiên đón ngôi sao mà mình yêu thích trở về. Vấn đề khó khăn là càng ngày càng nhiều fan hâm mộ. Theo tin tức từ Tiêu Phong, cảng đã tập trung hơn 50.000 fan hâm mộ, con số vẫn đang còn tăng lên. Anh ta không thể xử lý được chuyện này. Lúc này mới nhờ đến Diệp Lâm Quân giúp đỡ. Sau khi Diệp Lâm Quân nhận được tin thì sắc mặt thay đổi. Nhóm diễn viên này thật sự có thủ đoạn, có thể nghĩ ra chiêu trò như vậy. Để fan hâm mộ đến đón. Như vậy người bình thường tuyệt đối không thể xử lý được. Không thể đánh fan hâm mộ hoặc xua đuổi bọn họ. Nếu như vậy sẽ tạo nên ảnh hưởng rất lớn. Cho nên cho dù Tiêu Phong là một cường giả cấp cao, đối diện với chuyện này cũng không thể làm gì được. Đặc biệt fan hâm mộ càng ngày càng đông, không thể khống chế được. Đợi tôi đích thân đến xử lý chuyện này.
Diệp Lâm Quân lập tức đến phía bên cảng Giang Hải. Nhóm fan hâm mộ này thật đáng thương, hoàn toàn không biết mình bị lợi dụng. Diệp Lâm Quân ngồi trên trực thăng, nhìn một đám đông fan hâm mộ dưới đất anh không khỏi thở dài. Một nhóm người ngây thơ, chiêu này thật độc. Lợi dụng fan hâm mộ để phản kích chúng ta. Một khi chúng ta có bất cứ hành động kích động nào, vậy nhất định sẽ gây ra ảnh hưởng vô cùng lớn. Sau khi Tiêu Phong nhìn thấy Diệp Lâm Quân thì giải thích. Tiêu Phong cũng là người rất thông minh, có điều loại tình hình này anh ta không dễ xử lý. Tóm lại là không thể sử dụng vũ lực. Lúc này, số lượng fan hâm mộ đã tăng lên 100.000 người rồi. Bến cảng không lớn đã tràn đầy người. Ngay khi Diệp Lâm Quân đến, con tàu từ Tinh Quốc đến đã cập bến, sắp đổ bộ lên bờ. Trên bong tài, hàng nghìn tinh anh đang nhìn về bến cảng. Khi nhìn thấy đám đông fan hâm mộ, mọi người đều nở nụ cười. Cao Triệu Minh và Hùng Diệu Nhi dẫn đầu đám minh tinh càng phấn khích hơn. Nhìn đi, cách của chúng tôi có hay không? Hóa ra fan hâm mộ đến đón, là cách bọn họ đề ra. Fan hâm mộ càng nhiều, Lạc Việt sẽ càng không dám chống lại bọn họ. Cho nên trước khi xuất phát, bọn họ đã kích động fan hâm mộ đến đón. Không chỉ như vậy, bọn họ còn mời hàng chục hãng truyền thông nổi tiếng quốc tế ở trên tàu. Như vậy, cho dù bọn họ có bị đuổi đi, những truyền thông này cũng sẽ truyền tin tức ra ngoài, tạo lên ảnh hưởng vô cùng lớn. Không thể không nói, bọn họ rất thông minh. Chuẩn bị nhiều như vậy, Lạc Việt sẽ không còn lý lo để ngăn bọn họ nữa. Dưới sự bàn luận từ các phía, chỉ có thể cho bọn họ vào Lạc Việt, hơn nữa còn phục hồi thân phận cho bọn họ nữa. Bọn họ có thể tiếp tục kiếm tiền, tiếp tục có địa vị rất cao ở Lạc Việt. Chuyện lúc trước rời khỏi Lạc Việt không hề có một chút ảnh hưởng nào đối với bọn họ cả. Dầm! Cuối cùng tàu cũng cập bến. Những fan hâm mộ này đều bắt đầu điên cuồng. Euro có thể được nhìn thấy nhiều ngôi sao nổi tiếng với khoảng cách gần như vậy, mọi người có thể không kích động sao? Nhóm fan hâm mộ đều điên cuồng xông đến, may mà Tiêu Phong đã sắp xếp người từ trước, cản bọn, họ ở bên ngoài, nhưng cũng chỉ có thể chặn lại. Nhớ đâu có phát sinh nào đó, nhóm fan hâm mộ này sẽ mất kiểm soát. Những người này hoàn toàn không thể ngăn được bọn họ. Cao Triệu Minh, Hùng Diệu Nhi, hoan nghênh mọi người trở lại. Hoan nghênh, nhiệt liệt hoan nghênh. Cửa lớn Lạc Việt vĩnh viễn vì mọi người mà mở cửa. Vĩnh viễn hoan nghênh mọi người trở lại. Đám fan hâm mộ điên cuồng gào thét, cứ như có ai dám ngăn cản những ngôi sao này, bọn họ sẽ liều mạng với người đó vậy. Gần 100.000 fan hâm mộ cùng hô vang, khung cảnh vô cùng hoành tráng. Tiêu Phong và những người khác muốn ngăn cản cũng không có cách nào ngăn được. Tình hình còn nghiêm trọng hơn so với những gì bọn họ tưởng tượng. Bọn họ chỉ dám nói một chữ đám fan hâm mộ 100.000 người này có thể sẽ ăn bọn họ mất. Càng không nói sẽ tạo thành ảnh hưởng thế nào. Sau khi dừng ở cảng Cao Triệu Minh và những người khác để đám truyền thông quốc tế xuống tàu trước. Đây là công ty truyền thông Hàn Phong số 1 phương Đông. Đây là công ty truyền thông Kevin lớn nhất phương Tây. Nhóm truyền thông này vừa xuống tàu đã bắt đầu giới thiệu thân phận, hơn nữa còn sử dụng các thiết bị để bắt đầu quay phim, thậm chí còn phát trực tiếp. Cái này, Tiêu Phong thấy vậy đầu đau muốn chết. Bằng cách này, bọn họ đến cả cơ hội chặn tin tức cũng không có. Trừ khi đều giết hết những truyền thông này. Nhưng có thể sao? Sự việc còn nghiêm trọng hơn những gì bọn họ tưởng tượng. Tiêu Phong siết chặt tay, chuyện này e rằng không dễ giải quyết rồi, hoặc là nói không thể giải quyết được. Lúc này, nhóm người đi đầu Cao Triệu Minh lần lượt xuống tàu. Ai cho các người bước xuống, cút đi cho tôi. Âm thanh này như tiếng sấm vậy khiến tất cả mọi người có mặt đều ngẩn ra. Đặc biệt là nhóm tỉnh Anh vừa mới xuống tàu, toàn bộ đều dừng lại, ngấn ra nhìn về phía xa. Chỉ thấy Diệp Lâm Quân đang chậm chậm đi tới. Tiếng hét vừa rồi của Diệp Lâm Quân đã trấn áp mọi người, đến cả đám người Tiêu Phong cũng bị giật mình. Theo quan niệm của đám người Tiêu Phong, chuyện này phải được giải quyết một cách mềm mỏng. Có thể thương lượng giải quyết thì giải quyết, kiên trì không được dùng thủ đoạn cứng rắn để giải quyết. Càng cứng rắn thì càng khó giải quyết. Có thể nói dùng phương pháp cứng rắn để giải quyết chuyện này là hành vi ngu ngốc. Kết quả bọn họ vừa mới nghĩ như vậy xong, thì Diệp Lâm Quân đã hét lên. Bọn họ cũng ngây ngốc. Diệp Lâm Quân muốn làm cái gì? Lẽ nào muốn dùng phương thức cứng rắn nhất để giải quyết chuyện này sao?
Qua mười mấy giây, những người Cao Triệu Minh mới phản ứng lại. Anh đang nói cái gì? Hùng Diệu Nhi run rẩy hỏi. Tôi nói các người cút đi. Các người không được đặt chân vào Lạc Việt nửa bước. Toàn bộ đều cút đi cho tôi. Diệp Lâm Quân nói từng chữ từng câu một. Âm thanh như sấm, khiến mọi người sợ hãi, đồng tử co rút lại, bàn chân vừa mới giẫm xuống lập tức thu lại. Đám người Cao Triệu Minh quả thật bị khí trường lớn mạnh của Diệp Lâm Quân quả sợ. Một câu cũng không dám nói ra. Nhưng hàng nghìn fan hâm mộ phía sau lại không đồng ý. Đám đối với thần tượng của bọn họ như vậy, các người dám sao? Anh nói cái gì, bảo bọn họ cút đi sao? Anh có quyền gì chứ? Bọn họ đều là tinh anh nhân tài, đuổi bọn họ ra ngoài là tổn thất lớn của Lạc Việt. Tôi khuyên các người nên bình tĩnh giải quyết chuyện này, nếu như các người dùng thủ đoạn cứng rắn thì đừng trách bọn tôi không đồng ý. Đúng, bọn tôi không đồng ý. Bọn tôi không đồng ý. Đám fan hâm mộ bắt đầu náo động lên, không thể khống chế nổi. Mười mấy nhà truyền thông quốc tế đều nhanh chóng ghi lại hiện trường, đưa những tin tức này ra ngoài. Đám người Cao Triệu Minh thấy vậy, cũng đều lộ ra nụ cười. Những người này dù có cứng rắn thế nào, bọn họ cũng có fan hâm mộ làm lá chắn rồi. Anh ta đắc ý nhìn về phía Diệp Lâm Quân, đúng, fan hâm mộ của chúng tôi nói không sai. Từ chối chúng tôi là tổn thất lớn đối với Lạc Việt. Tôi khuyên anh nên nhìn rõ tình hình, ngoan ngoãn mời bọn tôi về Lạc Việt, mới là chuyện mà các người nên làm. Hùng Diệu Nhu cũng phụ họa theo, đúng vậy, ghế trị mà chúng tôi mang đến không gì có thể so được. Tôi có 17 triệu fan hâm mộ, anh là thứ gì chứ? Dám bảo tôi cút đi sao? Đúng vậy, tài sản của tôi là 9.000 tỷ, giá trị của tôi không lớn hay sao? Anh có thể mang đến bao nhiêu tài nguyên chứ? Còn không phải sao? Tôi có hàng trăm nhà máy, tôi có thể cung cấp bao nhiêu công việc chứ? Đám người tinh anh này lần lượt lên tiếng. Có một nói một, rất nhiều lời của bọn họ đều đúng. Nhưng có một điểm, bọn họ không chỉ cho đi, mà còn đòi lại. Không có Lạc Việt, bọn họ sao có fan hâm mộ, có tài sản, có nhà máy chứ? Đây không phải là không ở được nước ngoài, nên mới muốn về nước giành lợi ích với đồng bào sao? Nói thì cao lớn lắm. Nhưng thật ra đều là vì chính mình. Nói hay lắm. Chúng tôi ủng hộ mọi người. Ai dám đuổi bọn họ đi. Trừ khi bước qua người chúng tôi. Đúng đúng đúng. Có chúng tôi ở đây. Tôi xem ai dám ngăn cản. Đám fan hâm mộ rất dễ bị cảm động. Thần tượng chỉ nói vài câu. Bọn họ đã nhiệt huyết dâng trào. Một khi Diệp Lâm Quân muốn ngăn lại. Bọn họ sẽ cản đầu tiên. Nhìn thấy hiệu quả của đám fan hâm mộ này. Những người kia đều cười. Bọn họ đều kiêu ngạo nhìn Diệp Lâm Quân. Mọi người hoan nghênh thần tượng trở về. Hoan nghênh. Đám fan hâm mộ bắt đầu hô hào. Thậm chí có một số fan hâm mộ còn thoát khỏi sự kiềm chế, xông về phía trước để đón tiếp thần tượng của mình. Đám người Cao Triệu Minh thuận thế đi xuống tàu. Chỉ cần bọn họ đến Lạc Việt thì chuyện khôi phục thân phận đều không là vấn đề gì cả. Cửa quan trọng nhất đã qua rồi. Hàng nghìn tỉnh anh đều đắc ý bước vào Lạc Việt. Rất nhiều ánh mắt còn khiêu khích nhìn Diệp Lâm Quân. Sắc mặt nhóm người Tiêu Phong rất khó nhìn. Sự việc đã phát triển đến mức bọn họ không muốn nhìn thấy. Lần này không dễ khống chế chỉ có thể trơ mắt ra nhìn. Phương pháp hòa bình cũng đều không được nữa, chứ đừng nói đến phương thức bạo lực. Ai cho các người xuống đây? Lúc này, giọng nói của Diệp Lâm Quân vang lên. Hả, gạch chéo. Ánh mắt tất cả mọi người đều tập trung trên người Diệp Lâm Quân. Chỉ nhìn thấy Diệp Lâm Quân đi từng bước về phía nhóm người, sau đó dừng trước mặt bọn họ. Diệp Lâm Quân giẫm lên vài kẻ, lạnh giọng nói, tôi xem ai dám bước về phía trước một bước. Ai dám bước qua vài kẻ này, tôi sẽ không lưu tình. Đám người Tiêu Phong nhìn thấy Diệp Lâm Quân tức giận, trong lòng lo lắng không yên. Sư phụ, cái này không hợp lắm đâu, chuyện này không thể làm lớn được. Tiêu Phong nói nhỏ bên tai Diệp Lâm Quân. Xảy ra chuyện gì? Một mình tôi sẽ tự gánh vác. Thái độ của Diệp Lâm Quân rất kiên quyết. Sao anh lại bá đạo như vậy chứ? Anh cho rằng anh là ai chứ? Đám fan hâm mộ bắt đầu không đồng ý. Cao Triệu Minh cười nói, tôi ngược lại muốn xem nếu như bước lên vạch này thì sẽ thế nào. Cao Triệu Minh kiêu ngạo nhìn Diệp Lâm Quân, dâm qua vạch mà Diệp Lâm Quân chỉ định. Bây giờ thì sao? Anh làm gì được tôi?
Cao Triệu Minh nhìn Diệp Lâm Quân cười lạnh nói. Diệp Lâm Quân nhíu mày nhìn Cao Triệu Minh. Giây tiếp theo, Diệp Lâm Quân giơ chân lên, đạp Cao Triệu Minh bay đi. Cả người Cao Triệu Minh vẽ một hình parabol trên không trung, rồi đập mạnh vào bong tàu. Lúc này, mọi người đều sững sờ. Ai cũng không ngờ sẽ ra tay. Lần này phiền phức lớn rồi. Tiêu Phong trầm giọng nói. Anh điên rồi sao? Sao anh dám đánh người? Anh là ai chứ? Dám đánh người sao? Mọi người phản ứng lại, A cũng tức giận, lần lượt chỉ trích Diệp Lâm Quân. Tôi tên Diệp Lâm Quân, mệnh lệnh đó là do tôi hạ xuống, Diệp Lâm Quân nói. Vậy anh cũng không được đánh người. Anh ta là ngôi sao lớn có 20 triệu fan hâm mộ đấy, sao anh dám đánh chứ? Đúng vậy, anh dựa vào cái gì chứ? Mau xin lỗi đi. Mọi người đều tức giận. Diệp Lâm Quân cười nhạt, đung đưa nắm đấm, các người nói xem tôi dựa vào cái gì? Dựa vào cái này. Dầm. Anh phất tay một cái, một cỗ sức lực vô hình đẩy tất cả các fan hâm mộ ở trước mặt ra. Đám fan hâm mộ này không biết xảy ra chuyện gì, đã bị đẩy ra phía sau Diệp Lâm Quân. Không chỉ như vậy, Diệp Lâm Quân còn dựng lên một bức tường khí vô hình trước mặt đám fan hâm mộ. Đám fan hâm mộ bắt đầu náo động, ai cũng muốn xông qua. Bốp bốp bốp, ai cũng bị ngăn bởi một bức tường khí vô hình. Tất cả mọi người đều tức giận, đồng thời cũng vô cùng kinh hãi. Cho dù bọn họ có làm gì, cũng không thể phá được bức tường vô hình này. Diệp Lâm Quân lấy sức của bản thân chặn gần 100.000 fan hâm mộ lại. Hùng Diệu Nhi và những người khác đều ngẩn ra. Bọn họ đã nghĩ ra rất nhiều chuyện xảy ra ngoài ý muốn nhưng không ngờ Diệp Lâm Quân sẽ cứng rắn như vậy. Diệp Lâm Quân nhìn đám người, cười lạnh nói, muốn đến Lạc Việt sao? Không thể nào, đều cút đi hết cho tôi. Tôi không tin anh có thể một mình chịu hết trách nhiệm lớn như vậy. Không cút đúng không, tôi đích thân ra tay. Anh dám ra tay thử xem. Nhiều người nhìn như vậy, nhiều truyền thông quốc tế đang ở đây như vây, anh động một ngón tay thử xem. Những người này đều không phục, trừng Diệp Lâm Quân. Bốp, bốp, bốp. Diệp Lâm Quân lười phí lời với bọn họ, một đạp một người, đạp những người này bay lên tàu. Thủ đoạn bá đạo khiến mọi người kinh sợ, đến cả những truyền thông quốc tế cũng ngẩn ra. Ánh mắt Diệp Lâm Quân nhìn về phía bọn họ, ai cho phép các người bước vào lãnh thổ Lạc Việt? Các người tự tiện ra vào Lạc Việt, không có bất kỳ thủ tục nào đúng không? Dựa theo quy tắc của Lạc Việt, tôi có lý do để đuổi hết các người ra ngoài. Một câu nói của Diệp Lâm Quân khiến mọi người nghẹn lời. Bọn họ quả thật không làm bất kỳ thủ tục nhập cư nào. Dù sao cũng không có quốc tịch Lạc Việt cứ vội vàng xông vào như vậy, toàn bộ đều là nhập cảnh bất hợp pháp. Những gì Diệp Lâm Quân làm là đúng. Cút, đều cút hết đi cho tôi. Diệp Lâm Quân gầm lên một tiếng. Toàn bộ những truyền thông quốc tế này đều chạy đi. Ai dám đến nữa, chính là chết. Diệp Lâm Quân đấm dầm một cái. Trên mặt biển cách đó không xa bị xẻ thành đôi, tạo thành vết nứt lớn hàng nghìn mét. Không chỉ như vậy, uy lực lớn đã đẩy tàu du lịch đi. Hoàn toàn không thể khống chế được. Cảnh này khiến toàn bộ những người có mặt kinh sợ. Đây còn là người sao? Sau khi xử lý xong những người này, Diệp Lâm Quân quay người hủy đi bức tường khí trước mắt đám fan hâm mộ. Toàn bộ fan hâm mộ đều nổ tung. Anh là ai chứ? Anh dựa vào cái gì mà đuổi bọn họ đi? Bọn họ là thân tượng của chúng tôi. Anh dựa vào cái gì chứ? Ai cũng tức giận trừng Diệp Lâm Quân. Diệp Lâm Quân cười, vậy tôi hỏi các người một câu, đoạn thời gian trước, khi Lạc Việt rơi vào nguy hiểm, thần tượng của các người đang ở đâu? Cái này, bọn họ, giờ. Diệp Lâm Quân nói một câu duy nhất khiến đám fan hâm mộ câm nín, một câu nói hoàn chỉnh cũng không thể nói ra được. Rất nhanh, 100.000 fan hâm mộ không có ai lên tiếng. Mọi người đều nhìn nhau, yên ắng đến nỗi đáng sợ. Tôi đến để nói cho mọi người biết. Khi quốc gia gặp nguy, thần tượng của các người ra nước ngoài lẩn tránh. Thậm chí vào lúc Lạc Việt nguy nan nhất, khi sắp bị diệt, bọn họ đều kiên quyết bỏ quốc tịch Lạc Việt, gia nhập quốc tịch khác. Khi các người đang gặp khó khăn, thần tượng của các người lại chạy trốn, bọn họ xứng đáng với các người sao? Mấy câu hỏi của Diệp Lâm Quân khiến đám fan hâm mộ ngẩn ra. Mọi người không phải là đồ ngốc, trừ những người có ý niệm quá sâu hoặc là đầu óc có bệnh. Trên cơ bản đều có thể phản ứng lại. Các người luôn nói thần tượng của các người mang lại động lực cho các người, nhưng khi các người đang gặp khó khăn nhất, người cứu các người là ai?
Là bọn họ sao? Không phải, là từng chiến sĩ Lạc Việt, từng võ giả Lạc Việt không tiếc mạng không sợ máu rơi. Là bọn họ đã cứu mọi người thoát khỏi nguy nan. Lần này các người cũng có thể cảm nhận được, vào thời khắc chân chính, đều là những người đó âm thầm bảo vệ các bạn. Ngược lại thần tượng của các người bình thường chiếm tài nguyên chiếm địa vị, đều chạy trốn mất. Tất nhiên không thể phủ định hoàn toàn, cũng có rất nhiều ngôi sao nổi tiếng làm gương bằng cách quyên góp tiền, tiếp tế cho tiền tuyến. Nhưng nhóm người mà các người thích đang làm cái gì chứ? Theo đuổi thần tượng không sai, tìm một hình mẫu làm thần tượng cũng không sai. Nhưng xin các người lau sáng mắt tìm một người có nhân phẩm tốt được không? Im lặng rất lâu. Đám fan hâm mộ đều được truyền cảm hứng. Một người trong đó còn run rẩy hỏi, xin hỏi anh là ai? Nghe cho rõ đây, anh ấy chính là anh hùng có công lớn nhất cứu Lạc Việt, Nhất Phũ Kiên Vương. Tiêu Phong cao giọng nói. Lần này toàn bộ 100.000 người đều ngồi không yên nữa. Toàn bộ đều ngưỡng mộ nhìn Diệp Lâm Quân. Bây giờ mọi người Lạc Việt đều đang ca ngợi nhưng chiến sĩ Lạc Việt. Nghe thấy danh hiệu Nhất Phũ Kiên Vương, mọi người đều không thể bình tĩnh được nữa. Các anh chị em, các anh hùng như Nhất Phũ Kiên Vương còn có Tần Bắc Minh, Lão Tần mới là thân tượng mà chúng ta nên theo đuổi. Mọi người đừng để bị những biểu hiện bên ngoài mê hoặc. Chúng ta phải theo đuổi vẻ ngoài đẹp đẽ, càng phải theo đuổi bên trong đẹp đẽ. Thấy những người này có giác ngộ như vậy, đám người Tiêu Phong đều mỉm cười. Nhân cách của Diệp Lâm Quân rất quyến rũ, không ngừng gia tăng trong lòng bọn họ. Loại chuyện này, anh dùng thủ đoạn bạo lực để giải quyết còn khiến những người này nhận ra giá trị chân chính. Sau lần này, đối với mệnh lệnh này, không ai dám chống lại nữa. Những kẻ phản đồ đã từng rời khỏi Lạc Việt cũng không thể quay lại nữa. Điều nực cười nhất là mọi người đều phát hiện không có đám tinh anh. Này, Lạc Việt như thế nào thì vẫn thể đấy, mọi chuyện đều vận chuyển bình thường. Không có bọn họ, còn có những người khác đứng ra thay thế, còn làm tốt hơn bọn họ. Một ngày khi Diệp Lâm Quân đang chỉ dẫn cho Lê Quân, đột nhiên có mấy người toàn thân đầy máu đột nhiên xông vào. Anh Diệp cứu bọn tôi với. Những người này quỳ trên đất, van xin nói. Các người là tộc người Bắc Ma sao? Diệp Lâm Quân thông qua khí tức phán đoán được thân phận của bọn họ. Đúng, anh Diệp cứu chúng tôi với. Cảm xúc bọn họ đều kích động. Các người làm sao vậy? Diệp Lâm Quân chặn thương thế của bọn họ lại, sau đó mới hỏi. Anh Diệp, sáng hôm nay tộc của chúng tôi và những môn phái khác đột nhiên bị những cao thủ không rõ danh tính đến công kích. Thủ đoạn của bọn họ rất tàn bạo, đến để diệt tộc. Chúng tôi thừa nhận là đã phạm phải sai lầm. Nhưng sau đó chúng tôi đã bảo vệ kinh thành. Chúng tôi cũng coi như là người có công, không cần phải diệt tộc chứ. Bọn họ lập tức nói rõ tình hình. Diệp Lâm Quân điều tra một chút, đám người Tiêu Phong đều biết. Hóa ra là tộc Bảo Long ra tay, muốn thanh trừ hết những tà môn ngoại đạo này. Những thế thực thần phục Diệp Lâm Quân cũng nằm trong số đó. Tộc Bắc Ma suýt chút nữa đã bị diệt tộc. Mấy người chạy thoát vội vàng chạy đến chỗ của Diệp Lâm Quân nhờ giúp đỡ. Diệp Lâm Quân lập tức thông báo cho Tiêu Phong, bảo đội trưởng Viêm Long dừng tay. 3. Có người đến Lê Quân nhắc nhở. Đúng vào lúc này, bên ngoài truyền đến tiếng động nhẹ. Rất nhanh, trong dân xuất hiện 8 bóng người, toàn bộ đều mặc áo choàng đen, mang mặt nạ đến, phía sau mang nỏ, cầm dao dài. Tộc Bảo Long đã từng xuất hiện trên chiến trường phía đông. 8 người này vừa xuất hiện, khí trường đã tản hết ra. Kiếm khí đáng sợ và sát khí ngưng tụ lại, ở trong sân như một cơn gió điên cuồng quét qua vậy. Chém ngang mặt, giống như một lưỡi dao sắt bén, đau đớn dữ dội. Anh Diệp, chính là bọn họ. Mấy người nhìn thấy những kiếm khách này, đều bị dọa sợ. Cách đó không lâu, những người này đã trực tiếp đã tàn sát cả tộc bọn họ chỉ còn lại mấy. Người bọn họ. Bọn họ vô cùng sợ hãi nhưng kiếm khách này. Giao bọn họ ra đây. Giọng nói của 8 người khàn khàn, giọng điệu tràn đầy ra lệnh. Xin lỗi, đây là nhà tôi, không hoan nghênh các người. Mau cút đi, Diệp Lâm Quân nói. Những người này đều là tà môn ngoại đạo mà tộc Bảo Long muốn giết, tôi khuyên anh đừng quản nhiều chuyện như vậy. Nếu không anh cũng phải chết. Mấy người trần đầy sát khí, hoàn toàn không hề đặt Diệp Lâm Quân vào mắt. Tôi cũng phải chết. Ha ha! Nói cho chủ các người biết, bọn họ là người của Diệp Lâm Quân tôi,
các người không thể động vào. Diệp Lâm Quân cười. Diệp Lâm Quân, chúng tôi không quan tâm anh là ai. Những người này chúng tôi nhất định phải giết. Kiếm khách của A tộc Bảo Long đều mắt ở trên trời, ai cũng có thần thái như ông trời vậy, hoàn toàn không đặt Diệp Lâm Quân vào trong mắt. Vậy thì chỉ có thể đánh thôi. Diệp Lâm Quân cũng không nhiều lời, trực tiếp ra tay. Cho dù tám người này có mạnh thế nào, gần như có thể diệt được tộc đứng sau Bắc Ma, nhưng đối với Diệp Lâm Quân bây giờ mà nói, chẳng là gì cả. Tám người đều bị Diệp Lâm Quân quét sạch như gió thu cuốn lá rụng. Lúc này, đội trưởng Viêm Long đã nhận truyền đến tin tức, nói rằng tộc Bảo Long sẽ không dừng tay, những tà môn ngoại tộc này nhất định phải diệt trừ toàn bộ. Tiêu Phong Anh không nói những người này là người của tôi sao? Diệp Lâm Quân chất vấn. Nói rồi, nhưng đội trưởng Viêm Long bọn họ nói rằng nguy hiểm của kinh thành đã hoàn toàn được tộc Bảo Long giải quyết, không có quan hệ gì với những tà môn ngoại đạo này. Nghe thấy Tiêu Phong giải thích, Diệp Lâm Quân đen mặt. Được, tôi đích thân đi cứu người. Diệp Lâm Quân lập tức khởi hành, rất nhanh đã đến ngọn núi thăm sâu nào đó ở phía Bắc. Các thế lực lớn đã từng thần phục anh bây giờ đều là tàn binh bại tướng, bọn họ tập trung lại một chỗ, giữ lại hơi tàn. Trong thời gian ngắn ngủi, các thế lực lớn đã tổn thất một nửa. Hàng trăm cao thủ tộc Bảo Long áp đến trước mặt, chỉ cần một trận công kích, những người còn lại đều sẽ bị diệt hết. Đúng vào thời khắc nguy nan này, Diệp Lâm Quân đến rồi. Là bọn họ đã giải trừ nguy hiểm của kinh thành, coi như có công lao ngang nhau. Giết bọn họ, chính là không nể mặt Diệp Lâm Quân tôi. Diệp Lâm Quân nhìn thấy thương vọng thảm hại, rất tức giận. Bọn họ nhất định phải chết, ai cản thì sẽ giết người đó. Tộc Bảo Long không quan tâm ai cả. Chuyện bọn họ đã nhận định thì không ai có thể thay đổi được. Là anh ta, chính là anh ta đã đánh bị thương tám người của chúng ta. Lúc này có người chỉ vào Diệp Lâm Quân nói. Hóa ra là anh, được, lần này sẽ không tha cho anh nữa. Bầu không khí của Dương Cung Bạt Kiếm của hai bên đang trên đà bùng phát. Vì sợ mọi chuyện lớn hơn, đội trưởng Viêm Long cũng vội vàng chạy tới. Hiểu lầm thôi. Chúng tôi đã điều tra rõ ràng rồi, quả thật là do bọn họ đã giải trừ nguy hiểm của kinh thành. Bây giờ bọn họ là người của Nhất Phũ Kiên Vương. Đội trưởng Viêm Long giải thích chuyện này. Người dẫn đầu tộc Bảo Long cười lạnh nói, vậy bọn họ cũng là bị Nhất Phũ Kiên Vương ép làm chuyện này. Giữ những tà môn ngoại đạo này lại chính là một mối họa, diệt trừ đi là tốt nhất. Nếu như giữ lại, tuyệt đối sẽ gây họa rất lớn. Diệp Lâm Quân cười lạnh, đó là chuyện của tôi, các người không quản được. Cuối cùng dưới sự thỏa hiệp của đội trưởng Viêm Long, tộc Bảo Long mới tha cho những tà môn ngoại đạo còn sót lại. Cuối cùng nhóm cao thủ tộc Bảo Long cũng rời đi. Người này là Nhất Phũ Kiên Vương sao? Lúc trước chính anh ta đánh bại Liên Minh Chúa Tể sao? Đúng, chính là anh ta. Có điều tôi đã từng nhìn thấy người này ra tay, nhìn công pháp của anh ta rất giống một ma đầu, có người nghi ngờ nói. Đúng, không sai, rất giống đại ma đầu kia. Quan trọng là anh ta còn ở một chỗ với những tà môn ngoại đạo này, tôi bắt đầu nghi ngờ thân phận của anh ta rồi. Nếu như thân phận quan trọng như Nhất Phũ Kiên Vương lại do một ma đầu khống chế thì không phải Lạc Việt sẽ sớm rơi vào hiểm nguy sao? Chúng ta phải nhanh chóng quay về báo chuyện này với chủ nhân, ngoài ra tôi cảm thấy chúng ta cũng nên thông báo cho Phủ Thiên Sách. Những gì đám người tộc Bảo Long nói và tộc Bắc Ma lúc trước cũng không khác mấy, đều đề cập đến một ma đầu. Diệp Lâm Quân cho dù thế nào cũng không ngờ, cuộc gặp gỡ hôm nay với tộc Bảo Long, sau này sẽ mang lại rất nhiều tai họa cho anh. Bắt đầu từ bây giờ các người đi theo tôi đi. Diệp Lâm Quân muốn bọn họ gia nhập chiến đội bí mật của mình. Một mặt là để đề cao lực chiến đấu, mặt khác cũng để đội trưởng Viêm Long yên tâm. Dù sao lúc trước tộc Bảo Long nói những người này là một mối tai họa ngầm. Nếu như thả bọn họ đi, đội trưởng Viêm Long sẽ thật sự lo lắng. Nhưng Diệp Lâm Quân quản lý bọn họ thì không có gì phải lo lắng cả. Đội trưởng Viêm Long cũng rất vui mừng. Diệp Lâm Quân có thể thu phục được những người này, cũng sẽ nâng cao hiệu quả chiến đấu của Lạc Việt. Diệp Lâm Quân không hề trực tiếp về Giang Bắc mà thông theo chỉ dẫn của đội trưởng Viêm Long, đến căn cứ bí mật của Liên minh Khoa học Kỹ thuật Thần Long. Liên minh Khoa học Kỹ thuật Thần Long đại diện cho công nghệ tiên tiến nhất của Lạc Việt. Liên quan đến hàng không, vũ khí và các phương tiện khác. Vừa đến căn cứ, Diệp Lâm Quân đã phát hiện có rất nhiều ánh mắt nhìn chăm chăm mình.
nhưng nhìn anh đều không phải là người, đều là những máy móc vô tình. Căn cứ phòng thí nghiệm sắt đen mà Iverson giấu lúc trước đã được xem là rất đỉnh cao rồi, nhưng so với căn cứ trước mặt, hoàn toàn bé nhỏ. Căn cứ này, tuyệt đối là căn cứ công nghệ tiên tiến nhất. Rất nhanh, Văn Hy đã đến. Anh đến là muốn xem tình hình của Hứa Chính Kiệt đúng không? Văn Hy trực tiếp nói thẳng. Đúng vậy. Anh ta rất có trách nhiệm, trước mắt không có gì bất thường cả. Anh, ta cũng là người tài giỏi nhất mà tôi từng thấy. Mới chưa được bao lâu, mà đã giúp chúng tôi giải quyết được rất nhiều vấn đề khó. Văn Hy nói. Nhưng Diệp Lâm Quân lại nhíu mày, càng như vậy, càng phải phòng bị. Người như thế có tâm bất chính. Thứ nhất, sẽ gây ra nguy hiểm rất lớn với Lạc Việt. Thứ hai, các người đại diện cho công nghệ tiên tiến nhất Lạc Việt, một khi anh ta làm rò rỉ ra ngoài thì làm sao? Văn Hy nghiêm túc nghe Diệp Lâm Quân nói, đều rất đúng. Có điều Văn Hy là một người rất kiêu ngạo, từ nhỏ cô ta đã tồn tại như một người xuất chúng, bây giờ lại là khoa học mạnh nhất. Cho dù Diệp Lâm Quân nói đúng, cô ta cũng không cho là vậy. Đặc biệt cô ta không thích nhìn dáng vẻ Diệp Lâm Quân chỉ trỏ như vậy. Lẽ nào bọn tôi không biết sao? Cô ta hỏi ngược lại. Tôi khuyên các người vẫn nên cử nhiều người canh chừng, nhỡ đâu xảy ra chuyện thì hối hận không kịp đâu. Diệp Lâm Quân nhắc nhở một câu. Lần này Va Văn Hy không nói gì. Bởi vì lời Diệp Lâm Quân nói giống suy nghĩ của cô ta. Cô ta đã nhiều lần kiến nghị điều thêm người canh chừng Hứa Chính Kiệt, nhưng đều bị phủ quyết. Có điều những người khác đều không đồng ý. Anh cố ý gây chuyện đúng không? Sao phải cử thêm người canh chừng chứ? Hứa Chính Kiệt là đồng bào của chúng ta, là đồng chí của chúng ta, đúng, không sai, đồng chí Hứa Chính Kiệt đã nhận ra sai lầm của mình. Những đóng góp mà anh ấy tạo ra trong những ngày này đã đủ để chứng minh tất cả rồi. Anh là ai chứ? Đến căn cứ của chúng tôi là có ý gì? Còn khiến một đồng chí tốt bị oan uổng nữa chứ? Những người này đã hoàn toàn bị Hứa Chính Kiệt thuyết phục. Bây giờ Hứa Chính Kiệt có địa vị rất cao ở căn cứ này. Trong mắt những nhân viên khoa học kỹ thuật này, không có mưu mô đấu đá, mọi người đều sùng bái kẻ mạnh. Hứa Chính Kiệt rất mạnh, đủ để bọn họ ngưỡng mộ. Cho nên bây giờ vừa nghe thấy Diệp Lâm Quân nhắc đến Hứa Chính Kiệt, mọi người đều không đồng ý. Hứa Chính Kiệt bất lực cười. Dựa trên điều này, cô ta đã kiến nghị bao nhiêu lần cũng đều bị bác bỏ. Quan trọng nhất là biểu hiện của Hứa Chính Kiệt rất an phận, không có bất kỳ sai sót nào. Cô ta cũng không tiếp tục nói được nữa. Đây không phải là bạn học cũ sao? Sao tôi lại nghe thấy có người nói, phải cử thêm người để canh chừng tôi nhỉ? Đúng vào lúc này, Hứa Chính Kiệt đi ra, cười nhìn Diệp Lâm Quân. Mọi người đều là đồng bào, cần gì phải thế chứ? Hơn nữa tôi đã biết sai rồi. Chính vào hôm qua, tôi đã quyên góp hết toàn bộ tài sản để bù đắp cho những lỗi lãm mà tôi đã gây ra, để trong lòng tôi dễ chịu hơn một chút. Hứa Chính Kiệt có chút tự trách. Mọi người vỗ tay. Mọi người bắt đầu vỗ tay. Hôm qua Hứa Chính Kiệt quả thật đã quyên góp hết tất cả tài sản. Một con số cao ngất trời. Hứa Chính Kiệt như vậy, mọi người càng khâm phục, càng tín nhiệm hơn. Nhưng anh ta càng như vậy, đối với Diệp Lâm Quân và Văn Hy mà nói thì càng không bình thường. Con đường của thiên tài là khắc nghiệt nhất. Quyên góp hết toàn bộ tài sản của mình là hành vi cực đoan. Hứa Chính Kiệt nhìn Diệp Lâm Quân nói, tôi biết anh vẫn luôn nghi ngờ tôi, nếu như anh không yên tâm, thì trực tiếp giết tôi đi. Anh ta dám, nếu như anh ta muốn giết anh, trừ khi giết sạch chúng tôi. Đúng, chúng tôi bảo vệ anh. Những nhân viên công nghệ này đều giống như bị điên vây. Hứa Chính Kiệt đắc ý nhìn Diệp Lâm Quân. Ý đó dường như đang nói với Diệp Lâm Quân rằng, bây giờ anh muốn giết tôi cũng không thể giết được. Sớm muộn gì tôi cũng sẽ giết anh. Diệp Lâm Quân cười lạnh. Anh mau rời khỏi căn cứ của chúng tôi đi, nơi này không hoan nghênh anh. Hy vọng sau này sẽ không gặp lại anh nữa. Mọi người bắt đầu đuổi Diệp Lâm Quân. Nhóc con, anh có bất kỳ hành động gì khác thường, tôi đều sẽ biết, sau đó sẽ giết anh. Diệp Lâm Quân cảnh cáo một tiếng, sau đó rời đi với Văn Hy. Anh yên tâm đi, có tôi nhìn rồi. Khi tiễn Diệp Lâm Quân rời đi, Văn Hy không nhịn được nói một câu. Xem ra vẫn còn có người thông minh. Diệp Lâm Quân cười. Anh! Văn Hy muốn nổi điên rồi. Căn cứ này đều là những người có EQ cao nhất.
hầu hết tất cả các nhà khoa học nổi tiếng đều ở đây. Không khoa trương mà nói thì những người thông minh nhất trên cả nước đều ở đây. Kết quả Diệp Lâm Quân lại nói như vậy. Anh ta là đang cố ý chế nhạo. Có điều nhìn bóng lưng Diệp Lâm Quân rời đi, Văn Hy nở nụ cười. Là một nhà khoa học, lý tưởng của cô ta là cứu nước bằng những công nghệ khoa học. Trong mắt cô ta, những võ giả đều là người lỗ mãng. Nhưng lần này Lạc Việt gặp nguy, lại được những võ giả này giải quyết. Cô ta vẫn rất khâm phục, chỉ là cô ta kiêu ngạo không nói ra miệng mà thôi. Hứa Chính Kiệt, cách đó không xa nhìn bóng lưng Diệp Lâm Quân rời đi, anh ta cười lạnh nói, Diệp Lâm Quân nói không sai, nhóm người IQ cao này có IQ rất thấp, rất dễ lừa. Diệp Lâm Quân mày đợi đấy, tao tuyệt đối sẽ tạo lên một cơn sóng lớn. Cho dù trận chính nước chiến ưng đã trôi qua rất nhiều ngày, nhưng toàn thế giới vẫn đang bàn luận về vấn đề này. Nước chiến ưng vô cùng mất mặt. Mối thù của bọn họ với Lạc Việt lại càng sâu hơn. Có điều cả nước chiến ưng đột nhiên mất đi tiếng nói, im lặng khiêm tốn đến đáng sợ. Nhưng Lạc Việt lại đột nhiên xảy ra một chuyện lớn. Lúc trước tộc Bảo Long nổi lên. Thật ra tộc Bảo Long không phải chỉ là một tộc, nó có tổng cộng 9 gia tộc cổ bảo vệ. Nguồn gốc của các gia tộc cổ được bắt nguồn từ rất lâu rồi. Có một số còn không có trong lịch sử. Tuy nhiên 9 gia tộc cổ này cũng không phải là chỉnh thể, nhưng bọn họ nắm giữ cơ mật và bảo vệ những thứ quan trọng nhất của Lạc Việt. Cho nên có một thể chế cổ khác ở Lạc Việt, luôn có cơ cấu tồn tại để khống chế bọn chúng. Cơ cấu mạnh nhất gọi là Phủ Thiên Sách. Cũng được biết đến với nền tảng bảo vệ đất nước. Cơ cấu Phủ Thiên Sách do rất nhiều cơ cấu nhỏ tạo thành. Trong số đó, Thiên Cơ Các là nắm giữ bí mật và tin tình báo trên toàn thế giới. Vào một ngày, Thiên Cơ Các làm ra một chuyện lớn kinh thiên động địa. Náo động khắp Lạc Việt, thậm chí trên toàn thế giới. Bởi vì Thiên Cơ Các đã mỏ lại danh sách cổ xưa, Thiên Địa Bảng của Lạc Việt. Danh sách Thiên Địa Bảng của Lạc Việt là gì? Đó là một thời gian dài trước đây, sớm hơn nhiều so với trước khi giao ước của các vị thần được đưa ra, bảng xếp hạng của những cường giả ở Lạc Việt. Cái gọi là địa bảng là danh sách các cường giả còn trẻ dưới 30 tuổi, được gọi là thiên kiêu bảng, tiềm lực bảng. Mà thiên bảng là xếp hạng tất cả những cường giả. Bởi vì trong một thời gian dài như vậy, không có một người nào có đủ thực lực, đủ tư cách lọt vào danh sách cho nên thiên địa bảng của Lạc Việt đã im hơi lặng tiếng quá lâu. Ngoại trừ một số bộ tộc cổ đại, căn bản không có ai nghe nói qua. Nhưng nay thời thế đã thay đổi rất nhiều. Giao ước của các vị thân bị xé bỏ. Cường giả tràn vào thế giới như mây, lọt vào mắt mọi người. Đặc biệt, Diệp Lâm Quân đã lãnh đạo quân đội của mình đánh bại Liên Minh Chúa Tế, lại ở nước chiến ưng chém chết 5 trong 7 trọng thiên cường giả. Tình hình thay đổi đáng kể. Bây giờ đã xuất hiện những người có đủ điều kiện để leo vào thiên địa bảng của Lạc Việt. Bên cạnh đó, Thiên Cơ Các gần như kiểm soát mọi bí mật và tình báo của thời gian. Danh sách các cao thủ tiềm ẩn của Lạc Việt cũng được ghi lại. Tuy vẫn còn rất nhiều thế lực và cường giả chưa xuất hiện, hoặc nói là giấu giếm rất sâu. Nhưng Thiên Cơ Các biết mọi thứ về họ, bao gồm cả xếp hạng sức mạnh của họ. Nói như vậy hầu như tất cả các cao thủ Lạc Việt đều nằm dưới sự kiểm soát của Thiên Cơ Các. Đó là lý do tại sao họ có thể xếp được thiên địa bảng công bằng nhất. Ngay sau khi thiên địa bảng được công bố, sẽ khiến toàn bộ Lạc Việt và cả thế giới khiếp sợ. Nhưng hầu hết những cường giả trong danh sách đều không được mọi người biết đến. Hầu hết chỉ là những danh hiệu. Tất nhiên, tên thật thậm chí càng khó mà biết được. Người duy nhất quen thuộc trong danh sách là người đàn ông bí ẩn đã liên tiếp giết chết 5 trong số 7 trọng thiên cường giả ở nước chiến ưng. Mặc dù nhiều người đã biết người đó là Diệp Lâm Quân. Nhưng để tránh ảnh hưởng đến người thân và bạn bè của Diệp Lâm Quân, vệ binh Viêm Long vẫn giấu kín mọi chuyện. Nếu không sẽ gặp quá nhiều rắc rối. Mật danh của người đàn ông bí ẩn là Trấn Thiên Vương. Ngụ ý lấy tay trấn trời đất. Nhưng điều khiến người ta khiếp sợ là người đã giết 5 trong số 7 trọng thiên cường giả Trấn Thiên Vương lại chỉ xếp hạng 20 cuối thiên địa bảng. Thật đáng sợ. Tất cả điều này thật đáng sợ. Điều này khiến Lạc Việt và cả thế giới khiếp sợ. Một cường giả khiến cho cường giả nước chiến ưng rơi vào bế tắc chỉ đứng thứ 20. Vậy những người phía trước phải mạnh đến mức nào? Đặc biệt là 3 người đứng đầu mạnh đến mức nào? Không phải sẽ hủy diệt thế giới luôn hay sao?
danh sách này một khi công bố ra ra sẽ khiến tất cả mọi người kinh hãi. Thiên địa bảng là một lời cảnh báo cho thế giới, để cho các người biết Lạc Việt mạnh như thế nào. Có ít nhất 19 người giỏi hơn Trấn Thiên Vương. Cường giả thất trọng thiên thậm chí còn không đủ tư cách để lọt vào bảng. Điều này thật quá đáng sợ. Ai dám xâm lược Lạc Việt một lần nữa chứ? Muốn chết sao? Không ai có thể nói rằng bảng này là giả mạo bởi vì thứ này là do Thiên Cơ Các công bố ra ngoài. Các quốc gia khác đều công nhận. Trong một thời gian, giới võ thuật Lạc Việt khuynh đảo, thể hiện những vinh quang chưa từng có. Các quốc gia nước ngoài khác lại vô cùng tuyệt vọng. Lần này, hoàn toàn bị Lạc Việt bỏ xa. Diệp Lâm Quân cũng nhanh chóng tìm hiểu về địa bảng. Đối với thứ hạng của mình, anh không hứng thú chút nào. Chẳng qua anh rất tò mò về bảng này mà thôi. Anh cũng từng hỏi qua vệ binh Viêm Long. Câu trả lời của vệ binh Viêm Long đúng như thế, quả thật có ý khiến nước Anh kinh sợ, ngoài ra chuyện của Phủ Thiên Sách bọn họ không quản được. Phủ Thiên Sách và vệ binh Viêm Long là những tổ chức có cùng cấp bậc và có thể hợp tác với nhau, nhưng không thể chỉ huy lẫn nhau. Diệp Lâm Quân lại mở địa bảng ra. Thiên địa bảng đều là những người trẻ tuổi, Diệp Lâm Quân thậm chí còn không biết họ. Nhưng khi nhìn thấy đoạn cuối, sắc mặt anh lập tức thay đổi. Tương tự như Hắc Thần Giáo ở thành Vô Song. Cũng có những cường quốc ở nước ngoài chắc chắn không muốn Lệ Quân lớn lên. Một khi Lệ Quân lớn lên sẽ là mối đe dọa đối với các quốc gia ở nước ngoài. Vì vậy họ sẽ tìm mọi cách để diệt trừ Lệ Quân từ trong trứng nước. Mọi người có mặt đều biết rằng đây không phải chuyện vui. Lệ Quân vẫn còn quá nhỏ để bảo vệ bản thân. Họ không có năng lực bảo vệ Lệ Quân. Nếu nguy hiểm xảy đến, ai có thể ngăn chặn được? Đừng lo lắng, có tôi ở đây ai dám động vào Lệ Quân. Diệp Lâm Quân lạnh lùng nói. Thôi dẹp đi, chuyện này của Lệ Quân tương đương với việc chọc vào ổ rắc rối. Không biết có bao nhiêu người đang muốn cướp Lệ Quân đây. Tương lai, mặt của đứa nhỏ chúng ta còn có thể không nhìn thấy được. Ai ra, Lệ Quân đáng thương của tôi, làm người thường không tốt sao? Vài người già đau khổ ôm lấy Lệ Quân. Nếu cháu là Trấn Thiên Vương thì tốt rồi. Nhưng tôi nghe nói Trấn Thiên Vương thuộc tộc Bảo Long. Vài người thở dài. Bởi vì vệ binh Viêm Long giữ bí mật, tin tức của Trấn Thiên Vương không thể bị dò dỉ. Diệp Lâm Quân lạnh lùng nói, nhưng cháu là Nhất Phũ Kiên Vương, xem ai dám động đến con gái cháu. Diệp Lâm Quân vừa nói xong, dường như không ai để ý đến anh. Mọi người vẫn còn đang bàn luận, bà cụ đề nghị, hay là thế này đi, chúng ta tìm trước cho Lệ Quân một thế lực lớn làm chỗ dựa. Như vậy, nguy hiểm của Lệ Quân sẽ được giải quyết rồi, còn có thể có tương lai tốt đẹp hơn nữa. Cách này rất được, tôi đồng ý. Tôi cũng đồng ý. Đề nghị của bà cụ dường như nhân được sự đồng ý của tất cả mọi người. Có điều đầu tiên, thế lực này phải siêu cấp lợi hại, mới có thể bảo đảm được an toàn của Lệ Quân. Thứ hai, phải là danh môn chính phái. Nếu không sẽ giống như đẩu Lệ Quân vào hố lửa vậy. Đây là sự thật. Nếu như Lệ Quân bị đưa đến những tà môn ngoại đạo thì coi như hoàn toàn xong rồi. Mọi người đều lần lượt thảo luận. Diệp Lâm Quân cười lạnh, thế giới của võ giả làm gì có chính tà chứ, chỉ có mạnh hiếp yếu mà thôi. Tà môn ngoại đạo không nhất định đều là người xấu mà. Thành Vô Song thế nào? Trong lòng bọn họ được coi là danh môn chính phái không? Nhưng không phải đều như nhau sao? Đều là lợi dụng Lệ Quân. Đối tốt với Lệ Quân. Hoàn toàn là bởi vì giá trị của con bé. Đương nhiên đường ngang ngã tắc như Hắc Thần Giáo thì nên trực tiếp loại bỏ. Diệp Lâm Quân cậu nói lung tung cái gì vậy? Lẽ nào cậu muốn đích thân đưa Lệ Quân vào trong tay tà môn ngoại đạo sao? Mọi người tức giận nói. Diệp Lâm Quân không quan tâm. Chỉ cần anh còn ở đây, Lệ Quân sẽ được an toàn. Lý Tử Nhiệm và những người khác bàn bạc tìm một thế lực lớn để làm sư môn của Lệ Quân. Diệp Lâm Quân không có hứng thú tham gia, anh bắt đầu viết ra các kỹ thuật và kỹ năng chiến đấu. Kế hoạch tiếp theo của anh không chỉ muốn luyện tập đội quân bí mật, còn muốn nâng cao trình độ tổng thể của các chiến sĩ Lạc Việt. Diệp Lâm Quân đã kết hợp tất cả các yếu tố để viết ra các kỹ thuật và kỹ năng chiến đấu khác nhau cho các chiến sĩ Lạc Việt luyện tập. Ví dụ những chiến sĩ bình thường thì phải luyện tập ở trình độ luyện môn. Những người có căn bản như Ngũ Đại Chiến Vương, đối với tình hình của mỗi người. Diệp Lâm Quân sẽ đặc biệt viết các công pháp khác nhau cho bọn họ luyện tập. Cho dù bây giờ là thời đại của cường giả,
Diệp Lâm Quân cũng phải tạo thành một bộ bất khả chiến bại. Đoạn thời gian này Trấn Thiên Vương và Lê Quân thật sự quá nổi tiếng. Càng ngày càng nhiều người biết đến. Cũng có rất nhiều người khai thác thông tin của bọn họ. Trên trang web đen của thế giới ngầm, các tư liệu liên quan đến Trấn Thiên Vương và Lê Quân được bán với giá rất cao nhưng vẫn có vô số người mua nó. Đủ để thấy mọi người rất tò mò với hai người. Diệp Lâm Quân cũng có thể cảm nhận rõ ràng người đến gần đây càng ngày càng nhiều. Xem ra rất nhiều người đã nhìn chúng Lê Quân. Còn có một người cũng nhìn chúng Lê Quân. Đó chính là Hứa Chính Kiệt. Trong căn cứ, trong phòng anh ta. Trên bức tường, dán ba bức ảnh. Là một nhà Diệp Lâm Quân. Bức ảnh của Diệp Lâm Quân và Lê Quân đã bị đâm vô số nhát dao. Diệp Lâm Quân, mày cho rằng mày mạnh đến mức này, thì tao không giết được mày sao? Đợi đấy đi, sẽ rất nhanh thôi. Còn có con gái cục cưng của các người, thật đáng yêu, thiên phú lại cao như vậy. Thật sự không thể tưởng tượng nổi tương lai các người sẽ hạnh phúc thế nào. Có điều tao sẽ đích thân kết thúc hạnh phúc của các người, Hứa Chính Kiệt điên cuồng nói. Trên bàn của anh ta có một bản đồ thí nghiệm, các đường kẻ, công thức dày đặc trên đó. Hứa Chính Kiệt điên cuồng nhìn vào, dường như đây chính là cách duy nhất để đánh bại Diệp Lâm Quân vậy. Đúng vậy. Rất nhanh, Hứa Chính Kiệt sẽ tiến hành một thí nghiệm điên cuồng quy mô lớn. Mà căn cứ Liên minh Khoa học Kỹ thuật Thần Long có đầy đủ yêu cầu để hoàn thành thí nghiệm của anh ta. Nếu như thí nghiệm này thành công, sẽ chấn động toàn thế giới, đồng thời cũng là một thảm họa lớn. Chủ yếu là do Hứa Chính Kiệt ở căn cứ quá tự do. Không có ai canh chừng thì không nói, còn có quyền hạn vô cùng cao. Tất cả các phòng thí nghiệm cao nhất, anh ta dường như đều có thể sử dụng. Anh ta hoàn toàn có thể mượn lý do đóng góp để làm việc của riêng mình, hoàn toàn không có ai nghi ngờ. Cũng chỉ có Văn Hy bình thường chú ý đến Hứa Chính Kiệt, những người khác hoàn toàn không nghi ngờ gì cả. Chủ yếu là vì năng lực của Hứa Chính Kiệt quá cao, đến được mây ngày, nhưng đã giúp mọi người giải quyết được rất nhiều. Sau khi bình tĩnh lại, Hứa Chính Kiệt mặc quần áo bảo hộ, đến khu căn cứ phòng thí nghiệm. Tôi muốn sử dụng phòng thí nghiệm số 3. Người phê duyệt chính là Văn Hy. Cô ta thường xuyên kiểm tra Hứa Chính Kiệt, có máy giám sát âm thanh không, hoặc là những thiết bị nào khác. Được, phê chuẩn. Nhìn thấy Hứa Chính Kiệt và đoàn đội của anh ta vào phòng thí nghiệm, Văn Hy luôn cảm thấy có gì đó kỳ lạ. Nhưng cụ thể là cái gì, cô ta cũng không thể nói được. Bây giờ quyền hạn của Hứa Chính Kiệt càng ngày càng lớn, có thể sử dụng được phòng thí nghiệm số 3. Cô ta luôn cảm thấy không phải là chuyện tốt nhưng mọi người đều tuyệt đối tin tưởng Hứa Chính Kiệt. Đừng xảy ra chuyện gì đấy. Văn Hy xoa đầu, bên khác Diệp Lâm Quân để Tứ Thiên Vương thu thập toàn bộ tín vật của anh em Điện Trấn Thiên. Khi vừa mới trở về, Diệp Lâm Quân đã bảo Tứ Thiên Vương đi chuẩn bị. Nhóm anh em này không có xương cốt, lúc còn sống đều không tên không họ, vẫn luôn sống trong bóng tối, nhưng vẫn giữ lạc Việt tiến về phía trước. Sau khi chết, Diệp Lâm Quân phải làm cho bọn họ một mộ chôn quần áo và di vật. Hơn nữa còn khắc tên của bọn họ lên trên. Hôm nay, mộ chôn di vật đã được hoàn thành xong. Diệp Lâm Quân đích thân bày tỏ lòng kính trọng với anh em bọn họ, khắc tên lên mộ cho bọn họ. Trong nghĩa trang phía đông bắc thành Phượng Thiên, Diệp Lâm Quân dẫn theo Lê Quân, phía sau có Tứ Thiên Vương và những người khác. Cầm kiếm ra đây. Diệp Lâm Quân trầm giọng nói. Người phía sau rút thanh kiếm dài ra, sau đó, Diệp Lâm Quân khắc từng tên một lên bia mộ. Lăng mộ Đỗ Tuấn Hạo, lăng mộ Cao Lương Bằng, lăng mộ Trương Hồng Minh. Tổng cộng có 999 bia mộ, Diệp Lâm Quân khắc từng tên một, đám người Tứ Thiên Vương phía sau im lặng đứng thẳng. Sau khi khắc xong, Diệp Lâm Quân cầm một vò rượu, rót lên phía trước, anh nâng nửa còn lại lên uống. Các anh em một đường bình an, mọi người hô vang. Gần 1.000 ngồi mộ mới sao. Lúc này, cách đó không xa có một đoàn người đi đến. Người đàn ông dẫn đầu nhìn đám người Diệp Lâm Quân, cười nói, cậu chủ, hình như là mộ di vật. Nghe nói đều là hy sinh trên chiến trường, đến cả thi thể cũng không còn. Có người bên cạnh nói. Một đám ngốc, ai cũng thần kinh, chết rồi, ai nhớ đến các người nữa chứ. Ai cũng đi liều mạng, cuối cùng đến cả thi thể còn không thể giữ lại, người đàn ông thanh niên chế nhạo. Mấy người bên cạnh phối hợp theo, đúng, không sai. Chỉ là một lũ bị tẩy não mà thôi. Thật sự đều là chết vô ích. Một đám ngu mà thôi. Còn bảo vệ Lạc Việt, thật ra là bảo vệ một lũ người dân ngu ngốc.
Bọn họ không ngừng thảo luận. Đúng vậy, bọn họ còn phát ra mệnh lệnh, không cho người rời khỏi Lạc Việt quay lại. Đúng rồi, cậu chủ, cậu quay lại kiểu gì vậy? Mọi người đều người về phía người thanh niên tò mò. Hóa ra người thanh niên này lúc đầu cũng chạy trốn khỏi Lạc Việt bây giờ vậy mà lại quay về rồi. Xem ra mệnh lệnh của Diệp Lâm Quân không có tác dụng với anh ta. Có điều Diệp Lâm Quân nghe rõ những lời bọn họ nói. Các người đứng lại cho tôi, giọng nói của Diệp Lâm Quân như sấm vang. Anh không cho phép sau khi các anh em hy sinh lại bị chế giễu sỉ nhục như vậy. Hơn nữa anh cũng đã hạ lệnh rồi, người này sao có thể trở về được chứ? Rốt cuộc là có bối cảnh và năng lực thế nào, mà có thể không quan tâm đến mệnh lệnh mà đích thân anh hạ xuống vậy? Quá nhiều câu hỏi, Diệp Lâm Quân không thể không quan tâm. Sau khi nhóm người An Thể Kỳ nghe thấy, toàn bộ đều thích thú. Bọn họ dừng lại, đều nhìn về phía nhóm người Diệp Lâm Quân. Nhóc con, cậu đang gọi chúng tôi sao? An Thể Kỳ cười cười với Diệp Lâm Quân. Người bên cạnh nhắc nhở nói, cậu chủ, cậu vừa trở về, không nên chọc vào chuyện khác thì tốt hơn. Thằng nhóc này đã quản đến đầu tôi rồi. Đi, qua đó xem. An Thể Kỳ dẫn theo đám đàn em người làm đi đến trước mặt Diệp Lâm Quân. Nhóc con, gọi tao lại làm gì? Diệp Lâm Quân lạnh lùng nói, có hai chuyện. Chuyện thứ nhất, mau quỳ xuống xin lỗi. Không nói lời dọa người thì không sao, Diệp Lâm Quân vừa nói xong, nhóm người An Thế Kỳ đều ngẩn ra. Nói bọn tao quỳ xuống xin lỗi sao? Dựa vào cái gì chứ? Dáng vẻ của An Thế Kỳ như gặp quỷ. Vừa rồi mày nói cái gì, trong lòng không biết sao? Những người được chôn cất ở đây đều là liệt sĩ của Lạc Việt. Mày không tôn kính thỏ cúng thì không nói, mà ngược lại còn nói những lời xúc phạm. Mày phải xin lỗi. Diệp Lâm Quân nghiêm túc nhìn anh ta. Ha ha ha. Không ngờ đám người An Thế Kỳ đều bật cười. Lẽ nào tao nói không đúng sao? Bọn họ chỉ là một lũ ngu ngốc. Chết rồi đến cả thi thể cũng không còn. Mày nói xem vì cái gì chứ? An Thế Kỳ cười chế nhạo nói. Những người khác cũng hùa theo. Đúng vậy, lũ ngu ngốc này quá đáng thương rồi. Còn cả mộ di vật, thật sự buồn cười chết chúng tao mất. Đôi mắt Diệp Lâm Quân dần dần nheo lại, một luồng sát khí hùng vĩ bao trùm lấy tất cả mọi người. Miệng các người không sạch sẽ chính là lý do phải quỳ xuống xin lỗi. Tôi nói lần cuối, quỳ xuống xin lỗi. Diệp Lâm Quân giống như ma vương vậy, khí thế đáng sợ đè ép đám người An Thế Kỳ. Nhưng An Thế Kỳ vẫn cứng đầu nói, mày biết tao là ai không? Mày có thân phận gì mà dám bảo tao quỳ xuống xin lỗi chứ? Diệp Lâm Quân liếc anh ta, đây là vấn đề thứ hai. Vừa nói xong Diệp Lâm Quân giơ chân đạp lên chân An Thế Kỳ. Chỉ nghe thấy tiếng rắc rắc, An Thế Kỳ đã quỳ xuống đất. An Thế Kỳ cũng không ngờ Diệp Lâm Quân lại động tay, còn mạnh như vậy. Thật ra trong người An Thế Kỳ có một sức mạnh đặc biệt, Diệp Lâm Quân đã sớm nhận ra, nhưng trong mắt anh thì lại yếu ớt như một con kiến. Bốp bốp bốp, Diệp Lâm Quân lại đạp liên tiếp mấy cái, những người khác cũng đều quỳ xuống, phát ra tiếng kêu thảm thiết. Xin lỗi, Diệp Lâm Quân bình tĩnh nói. Tao không xin lỗi. Tao không sai. An Thế Kỳ ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm Diệp Lâm Quân, có mấy phần cốt khí. Bốp, Diệp Lâm Quân ấn mặt anh ta xuống ma sát với mặt đất. Chẳng mấy chốc mặt anh ta đã bê bết máu, cơn đau rát khiến An Thế Kỳ kêu lên như tiếng heo bị chọc tiết. Tôi xin lỗi An Thế Kỳ chỉ đành thỏa hiệp. Cuối cùng, những người khác quỳ trước mộ di vật của các anh hùng Lạc Việt, lần lượt xin lỗi. Cho dù xin lỗi, những đám người An Thế Kỳ này rõ ràng là không phục. Hôm nay tao gặp được mày coi như là tao xui xẻo. Mày có dám ở lại đây đợi một lúc không? Không cần quá lâu, chỉ cần mười mấy phút là được, An Thế Kỳ nhìn Diệp Lâm Quân hỏi. Thấy Diệp Lâm Quân im lặng, An Thế Kỳ tiếp tục kiêu ngạo. Có phải là đàn ông không? Sợ rồi, không dám sao? Mày quên tao nói có hai chuyện rồi sao? Bây giờ là chuyện thứ hai. An Thế Kỳ ngược lại cảm thấy thú vị, cười chế giễu nói, nào, mày nói xem là việc gì? Nói thân phận của mày cho tao biết. Diệp Lâm Quân muốn biết rốt cuộc An Thế Kỳ có thân phận gì mà anh ta có thể trở về Lạc Việt. Thật bai ua tẻ hấy sóc thân phận của tao. Ha ha ha. Mày chỉ cần trò mười mấy phút là sẽ biết thôi. An Thế Kỳ cười. Cuộc đời khẩn như va óc đấp nhìn ánh mắt Diệp Lâm Quân, giống như đang nhìn một con mồi vậy. Cuộc đời khi phông như va óc đấp được,
tao đợi. Đúng lúc, Diệp Lâm Quân muốn điều tra đến cùng. Thật bai ua tẻ hãy sóc mấy phút sau có hàng trăm xe ô tô màu đen đậu ở bên ngoài Nghĩa Trang. Cộng thêm đoàn vệ sĩ đi cùng, ít nhất cũng phải cả nghìn người. Bản thất thập sư La chỉ rất rõ ràng, đây là một cảnh gia tộc đi cúng bái, lai lịch của bọn họ cũng rất lớn. Thật xấu hổ với mình tập đoàn tài chính nhà họ An đứng đầu thành Phượng Thiên, đừng quái lại với tép khi Lạc Việt Lâm vào nguy nan, bọn họ có khoảng cách rất gần chiến trường phía đông, việc làm đầu tiên của bọn họ là lựa chọn rời khỏi Lạc Việt, đến đảo Đông Ca. Thật xấu hổ với mình bây giờ, Lạc Việt đã trở lại bình thường, nhà họ An lại âm thầm quay lại. Việc đầu tiên khi trở lại là đến cúng bái tổ tiên, đừng làm như vậy nhữ nhé, dù sao trong lòng bọn họ cũng rõ ràng, lúc đầu rời khỏi Lạc Việt, chính là hành vi phản bội tổ tông. Sau này quay lại, vội vàng đến cúng bái tổ tiên. An Thế Kỳ thân là hậu bối, đến trước, không ngờ lại gặp Diệp Lâm Quân, tôi không biết mình A San A Pem cái quái gì rất nhanh, người nhà họ An đã vào Nghĩa Trang. Ông nội, cứu cháu với. Phía xa, An Thế Kỳ đã bắt đầu gọi. Tiếng hét này, khiến mọi người nhà họ An đều kinh động, rất nhanh, hàng nghìn người đã vây lại. Nhìn thấy đám người An Thế Kỳ quỳ trên đất, người nhà vô cùng tức giận, tôi không biết mình A San A Pem cái quái gì. Điều kỳ lạ là Diệp Lâm Quân thấy trong bọn họ có không ít võ sĩ mặc trang phục đảo Đông Ca. Mọi người còn đều là cao thủ. Đặc biệt sau khi những võ sĩ đảo Đông Ca này nhìn thấy Lê Quân, sắc mặt đều thay đổi, tại sao bạn lái làm như vậy, quả nhiên là nhận ra Lê Quân. Dù sao bây giờ Lê Quân cũng nổi tiếng như vậy. Thông tin, ảnh và các tư liệu khác của con bé đều bị truyền ra ngoài. Những người này nhận ra cũng không có gì kỳ lạ cả, đừng làm như vậy nhữ nhé, ai bảo các người quỳ xuống. Một ông già tóc trắng dẫn đầu, chống gậy, xông đến nhóm người Diệp Lâm Quân tức giận gầm lên. Là tôi. Diệp Lâm Quân nhàn nhạt nói, ba đừng quái lại với táp CS đang làm đúng, ông nội chính là nó muốn biết thân phận của cháu. Xin ông nói với nó đi. Sau khi An Thế Kỳ có chỗ dựa, giọng nói bắt đầu cứng lên, thật xấu hổ với mình nhóc con, nghe cho rõ đây, chúng ta là gia tộc đứng thứ nhất thành Phượng Thiên nhà họ An. Đây là cháu trai của An Trường Phong tôi, cậu dám bảo nó quỳ xuống. Tôi sẽ khiến cậu không thể chịu nổi. An Trường Phong gầm lên chấm ans, đang làm gì thế vậy, tôi hỏi ông, đoạn thời gian trước có phải nhà họ An các ông bỏ quốc tịch Lạc Việt đi ra nước ngoài đúng không? Diệp Lâm Quân hỏi. An Trường Phong đối chọi gay gắt nói, đúng, không sai. Chúng tôi đến đảo Đông Ca, làm sao? Vậy gần đây các người còn dám quay về sao? Lẽ nào không biết cấm lệnh sao? Giọng điệu của Diệp Lâm Quân lạnh đi vài phần. Người nhà họ An đều cười, tất nhiên là biết. Lệnh cấm chỉ dành cho những người yếu, không kiểm soát được đến nhà họ An chúng tôi. Chúng tôi muốn về Lạc Việt thì về, ai có thể làm gì chúng tôi chứ? Là ai cho các người bước vào Lạc Việt? Diệp Lâm Quân hỏi. Nhóc con mày, mẹ nó là ai? Chuyện nhà họ An chúng tao cũng đến lượt mày truy hỏi sao? Người nhà họ An tức giận. Lệnh cấm là do tôi hạ xuống. Chuyện này tôi sẽ điều tra đến cùng. Tôi nhìn vào nhà họ An các người rồi. Diệp Lâm Quân lạnh giọng nói. Cái gì? Cậu là Nhất Phủ Kiên Vương sao? Sắc mặt An Trường Phong thay đổi. Không ngờ sẽ gặp Diệp Lâm Quân ở đây. Sắc mặt những người khác của nhà họ An cũng thay đổi. Sau khi đám võ sĩ đảo Đông Ca nghe thấy, sắc mặt ngưng trọng. Vậy mà lại bắt đầu bắt người nhà họ An xin lỗi. Đây là Diệp Lâm Quân mà bọn họ không ngờ tới. Nhà họ An vậy mà lại nghe lời võ sĩ đảo Đông Ca, hơn nữa võ sĩ đảo Đông Ca lại khuất phục nhanh như vậy sao? Đây nhất định là có âm mưu. Sắc mặt Diệp Lâm Quân ngưng trọng lại. Mau chóng xin lỗi. Chuyện này là do các người làm sai. Lạc Việt là một nước khiến người khác tôn trọng. Những người này đều là anh hùng của Lạc Việt, sao có thể để các người sỉ nhục chứ? Những võ sĩ đảo Đông Ca bắt đầu thúc giục nói. An Trường Phong cũng vậy. Tôi xin lỗi. An Thế Kỳ lại xin lỗi lần nữa. Cuối cùng thái độ của nhà họ An thay đổi 180 độ, người nhà họ An vội vàng xin lỗi. Đây là điều mà không ai nghĩ tới. Thậm chí người nhà họ An còn nói có thể lập tức rời khỏi Lạc Việt, mọi thứ đều nghe theo yêu cầu lệnh cấm của Diệp Lâm Quân. Điều này khiến Diệp Lâm Quân càng chắc chắn rằng bọn họ nhất định đang có âm mưu. Nhanh khuất phục như vậy, thậm chí còn lập tức rời khỏi Lạc Việt, rõ ràng là có chuyện sợ anh biết được. Anh muốn nhanh chóng làm sáng tỏ quan hệ,
cơ không để mục đích của bọn họ lộ ra. Bỏ đi, nếu như đã quay lại thì thành thật ở lại đi. Bọn họ cũng xin lỗi rồi, không sao đâu, Diệp Lâm Quân không trừng phạt bọn họ nữa, chính là vì muốn xem những người này muốn giở trò gì. Sau khi người nhà họ An hoảng loạn cúng bái xong, thì đều trở về. Canh chừng bọn họ, đặc biệt là những người đảo Đông Ca đó. Chú ý động tĩnh của bọn họ. Diệp Lâm Quân phân phó cho Tứ Thiên Vương. Diệp Lâm Quân luôn cảm thấy bất an. Cộng thêm phản ứng của những người này khi nhìn thấy Lê Quân. Trong lòng Diệp Lâm Quân rất bất an. Có điều cũng may là tình cờ gặp được. Nếu không những người này không chừng sẽ gây ra chuyện lớn. Bây giờ đều do Tứ Thiên Vương canh chừng, sẽ không xảy ra sai sót gì cả. Sau khi làm xong việc này, Diệp Lâm Quân dẫn Lê Quân trở về Giang Bắc. Trên đường, Diệp Lâm Quân che giấu hành tung, đi rất nhanh. Bây giờ người nhìn vào Lê Quân rất nhiều, anh không sợ xảy ra chuyện, mà là sợ phiền phức. Đều là một đống lâu la, giết cũng quá phiền phức, còn không bằng không gặp thì hơn. Lê Quân, trước khi về nhà, ba đưa con đi gặp sư phụ của ba. Là thầy ấy cho ba hai cơ hội STSNG lại. Diệp Lâm Quân quyết định đến nhà tù gặp sư phụ. Vâng ạ. Vâng ạ. Lê Quân gật đầu, trong đôi mắt to tròn tràn đầy mong chờ. Rất nhanh, hai ba con đã đến nhà tù Giang Bắc. Diệp Lâm Quân đến phòng giam của sư phụ tùy ý. Người đầu rồi. Điều khiến Diệp Lâm Quân ngạc nhiên chính là không thấy sư phụ hờ đâu cả. Người đâu rồi? Diệp Lâm Quân vội vàng gọi quản lý nhà tù đến hỏi. Tù nhân số 49 mấy ngày trước đã được thả ra rồi. Ngày ông ta mong chờ cuối cùng cũng đến. Ông ta cũng không dễ dàng gì mà, ở trong tù mong đợi 20 năm, cuối cùng cũng được ra ngoài rồi, quản ngục thở dài. Diệp Lâm Quân cau mày, ra tù rồi. Không phải chứ. Diệp Lâm Quân còn cho rằng sự phụ hờ sẽ luôn ở trong tù. Anh có cần điều tra thông tin tư liệu của ông ta không? Hay là tôi đọc cho anh nghe nhé? Quản ngục cúi người hỏi. Không cần đâu. Diệp Lâm Quân đã không còn tâm tư để nghe nữa. Theo khả năng của ông cụ, việc ông vào tù thế nào và thông tin nhất định đều là giả. Điều tra cũng sẽ không điều tra ra được gì cả. Diệp Lâm Quân đoán sư phụ tùy ý vào tù thật ra là để ẩn cư thôi, để trốn tránh sự việc hoặc là con người nào đó. Người có năng lực như vậy, nếu như ngồi tù, ai có thể bắt được ông chứ? Không thể không nói, địa điểm mà ông ta chọn để ẩn cư thật là tốt. Rất ít người nghĩ đến ẩn cư trong tù vậy mà ông ẩn cư 20 năm. Trong đây nhất định là có nguyên nhân. Chắc là đang trốn cái gì đó, hoặc là lời hứa ẩn cư gì đó. Nếu như bây giờ ông ta đã ra tù rồi, vậy rõ rằng ông ta muốn đối diện với nó, hoặc là xảy ra chuyện. Có điều Diệp Lâm Quân không lo lắng, với sức mạnh của sư phụ tùy ý, ai có thể làm thương ông chứ? Anh ra ngoài đi. Diệp Lâm Quân bảo quản ngục ra ngoài, đánh giá phòng giam của ông cụ. Lê Quân cũng đi theo anh vào phòng giam, rất tò mò đối với những thứ này. Lúc này Diệp Lâm Quân đang lần mò bức tường, đột nhiên anh phát hiện bức tường trống rỗng. Sau khi anh mở bức tường ra, bên trong vậy mà lại giấu đồ. Sau khi Diệp Lâm Quân nhìn thấy, sắc mặt thay đổi. Bên trong có ba cuốn, cổ tịch và một tấm bản đồ da dê bị thiếu, còn có một mảnh lệnh bài màu đen. Đây rõ ràng là để lại cho mình. Diệp Lâm Quân run rẩy cầm cổ tịch và tấm bản đồ da dê lên. Tấm bản đồ da dê thiếu hình như là một tấm bản đồ, có điều không hoàn chỉnh. Hơn nữa nhìn chất liệu và mức độ hư hỏng, chắc là đã có từ rất lâu rồi. Diệp Lâm Quân cũng không nhìn thấy nội dung gì trên lệnh bài màu đen. Về phần ba cuốn cổ tịch, Diệp Lâm Quân lật ra, bên trong dường như phát sáng. Đồ tốt, toàn là đồ tốt. Cho dù sư phụ tùy ý có làm thế nào cũng không để mình gọi là sư phụ, nhưng ông lại truyền lại mọi thứ cho mình. Sư phụ, hy vọng có thể được gặp lại người. Diệp Lâm Quân mang những thứ này đi, còn xóa hết những dấu vết đã đến phòng giam. Sau khi đưa Lê Quân về nhà, Diệp Lâm Quân bị mắng. Trong thời kỳ này, anh mang Lê Quân ra ngoài đi lung tung, không sợ xảy ra chuyện gì sao? Nhỡ Lê Quân xảy ra nguy hiểm thì phải làm sao? Có điều thấy mọi người quan tâm đến Lê Quân, Diệp Lâm Quân cũng không nói gì cả. Những ngày này, mọi người đều đang tích cực tìm sư môn làm chỗ dựa cho Lê Quân, nhóm người Lý Tử Nhiệm đã chọn được vài thế lực lớn, thậm chí đã liên hệ đến.
Bây giờ là thời đại nhiều cường giả, thành vô song bọn họ đã sớm không đặt vào trong mắt nữa rồi. Cái này hình như không được, chỉ có cường giả lục trọng thiên. Đúng, sư môn mà Lê Quân dựa vào phải có cường giả thất trọng thiên, như thế mới có thể bảo vệ được Lê Quân, cũng để Lê Quân có tương lai tốt. Mọi người bắt đầu tranh cãi khí thế ngất trời. Trong số vài thế lực lớn mà bọn họ chọn ra, chỉ là lục trọng thiên. Bọn họ một lòng muốn có cường giả thất trọng thiên, những làm gì có dễ dàng như vậy chứ? Bây giờ các cường giả thất trọng thiên đều là sự tồn tại hư ảo. Đúng, nếu như các cường giả trên bảng xếp hạng có thể thu nhận Lê Quân là đồ đệ thì tốt rồi, cho dù là Chấn Thiên Vương đứng chót cũng được. Vậy tương lai của Lê Quân nhất định sẽ tiền đồ vô lượng. Nhìn mọi người thảo luận, Diệp Lâm Quân không có bất kỳ hứng thú nào. Trở về phòng của mình, Diệp Lâm Quân bắt đầu nghiên cứu cổ tịch mà sư phụ tùy ý để lại. Lúc này, Tiêu Phong gửi đến tin tức. Nghe nói trên trang mạng đen có mười mấy cao thủ đến Lạc Việt, hoặc là muốn bắt Lê Quân đi, hoặc là muốn giết Lê Quân. Sư phụ, tình hình gấp gáp, nói không chừng bọn họ đã đến rồi, Tiêu Phong lo lắng nói. Không cần lo lắng, đợi bọn họ đến, đúng lúc một lưới bắt gọn. Tiêu Phong canh chừng động tĩnh của những người này. Thứ Diệp Lâm Quân đợi chính là bọn họ tập trung lại một chỗ. Từng người đến một, quá phiền phức rồi. Nơi khác, trong căn cứ Liên minh Khoa học Kỹ thuật Thần Long. Kế hoạch của Hứa Chính Kiệt đang được thực hiện theo trình tự. Mấy ngày nay Hứa Chính Kiệt đã hoàn thành 9 thí nghiệm. Những thí nghiệm này nhìn qua thì là đóng góp cho Lạc Việt, nhưng đều đã được Hứa Chính Kiệt lên kế hoạch, cho dù Văn Hy vẫn luôn canh chừng Hứa Chính Kiệt, cũng không hề nhận ra. Sau khi trở về chỗ ở của mình, Hứa Chính Kiệt lại đánh một số nữa. Trong bảng biểu kế hoạch của anh ta chỉ còn lại một thí nghiệm cuối cùng. Sau khi hoàn thành thí nghiệm này, Hứa Chính Kiệt sẽ tiến hành kế hoạch cuối cùng của mình. Sau khi hoàn thành dữ liệu thí nghiệm, trong mắt Hứa Chính Kiệt lộ ra sự điên cuồng. Diệp Lâm Quân, sắp rồi, rất nhanh thôi mày sẽ được nhìn thấy một con người khác của tao. Đến lúc đó tao sẽ đích thân thổi bay mày dưới chân tao. Còn có Lý Tử Nhiệm và con nhóc đó cũng không thoát được đâu. Điên cuồng. Hứa Chính Kiệt điên cuồng. Anh ta không chỉ có thể phát triển được vũ khí sát thần, mà còn có thể sử dụng công nghệ hiện đại mà biến mình thành sát thần. Ngày mai sẽ là thí nghiệm cuối cùng, cũng là lúc tao làm thế giới kinh ngạc. Hứa Chính Kiệt nở cụ cười. Anh ta nhìn những đồng nghiệp ở căn cứ, ánh mắt có một tia tiếc nuối. Bởi vì những người này trong mắt anh ta, đều là người chết, đều là vật thí nghiệm. Văn Hy nhìn ánh mắt Hứa Chính Kiệt, cô ta cảm thấy đáng sợ. Các người không nhận thấy ánh mắt của Hứa Chính Kiệt rất đáng sợ sao? Văn Hy hỏi. Những người khác đều lắc đầu, đối với câu hỏi của Văn Hy, mọi người đều nghi ngờ. Không có, đoạn thời gian này Chính Kiệt làm 9 thí nghiệm kinh người. Ánh mắt loại thiên tài bá đạo này không có vấn đề gì mà. Đúng vậy, thiên tài trước giờ luôn cô độc hoặc là không bình thường. Ánh mắt cậu ta đáng sợ, ngược lại là sự đầu tư vào khoa học. Những người khác phản bác nói. Văn Hy vào đầu, thật sự là do mình nghĩ nhiều sao? Không được, mình phải đi xem anh ta. Cô ta kiểm tra những thí nghiệm Hứa Chính Kiệt đã làm gần đây. Càng nghĩ càng cảm thấy không đúng. Nhớ đâu thí nghiệm ngày mai xảy ra chuyện thì sao? Mình phải đảm bảo không thể xảy ra chuyện. Nhưng sao mình có thể ngăn cản hoặc là đảm bảo được chứ? Đúng rồi. Trong rối rắm, cô ta nhớ đến một người. Diệp Lâm Quân đang ở Giang Bắc xa xôi nhận được điện thoại. Sau khi tiếp máy, vậy mà lại là Văn Hy gọi tới. Tôi cảm thấy Hứa Chính Kiệt không được bình thường, thí nghiệm ngày mai có thể xảy ra vấn đề. Anh có thể đến đây không? Văn Hy trực tiếp nói thẳng ý mình. Được, vậy tôi sẽ cố gắng đến đây thật nhanh. Có tin tức gì thì liên lạc với tôi đầu tiên. Từ trước đến giờ, Diệp Lâm Quân luôn cảm thấy Hứa Chính Kiệt là một mối nguy hiểm rất lớn. Nghe thấy Văn Hy nói như vậy, Diệp Lâm Quân càng lo lắng. Anh muốn lập tức đến căn cứ Liên minh Khoa học Kỹ thuật Thần Long. Về phần an toàn của Lê Quân, anh không cần phải lo lắng. Chưa kể bản thân Lê Quân cũng sở hữu một thực lực mạnh nhất định. Chiến đội mà anh bí mật dạy dỗ có thể bảo vệ chu toàn cho Lê Quân, hơn nữa còn có đám người Tiêu Phong. Cho nên anh không cần phải lo lắng đến an nguy của Lê Quân. Sau khi sắp xếp xong cho Lê Quân, Diệp Lâm Quân lên đường. Luôn miệng nói an toàn của Lê Quân để cho cậu ta bảo vệ,
con xem vào thời khắc mấu chốt, cậu ta chạy đi đâu chứ? Mặc dù địa vị của cậu ta cao, nhưng vẫn không thể dựa vào. Vẫn là tự chúng ta nghĩ cách thôi. Tôi nghe nói đám cao thủ nước ngoài còn muốn đến đây để đối phó với Lê Quân nữa, chúng ta phải bảo vệ Lê Quân cho tốt. Hai nhà Lý Trịnh đều phàn nàn. Tình hình quả thật cấp bách, hàng loạt các cao thủ nước ngoài đã đến Lạc Việt, sắp muốn ra tay với Lê Quân. Diệp Lâm Quân đi cả đêm đến căn cứ Liên minh Khoa học Kỹ thuật Thần Long. Văn Hy âm thầm tiếp đón Diệp Lâm Quân. Hơn nữa còn cải trang Diệp Lâm Quân thành một nhân viên khoa học trong căn cứ, mặc đồ bảo hộ, không có ai nhận ra. Cứ như thế, Diệp Lâm Quân thành công trà trộn vào trong căn cứ. Có điều anh muốn tiếp cận Hứa Chính Kiệt Vân là rất khó. Phải xuyên qua tầng tầng mật mã, còn có nhận dạng sinh học. Cho dù có Văn Hy ở đây, cũng không được. Diệp Lâm Quân chỉ đánh đợi đến thí nghiệm ngày mai, lại cảnh giác động tĩnh của Hứa Chính Kiệt. Một đêm này, Hứa Chính Kiệt dường như mất ngủ, anh ta tràn đầy phấn khích và điên cuồng. Ngày hôm sau, Hứa Chính Kiệt và đoàn đội đã được sự cho phép đến phòng thí nghiệm thứ hai. Hôm nay, đoàn đội Hứa Chính Kiệt tiến hành thí nghiệm năng lượng vật chất. Nếu như thí nghiệm thành công, có thể sử dụng lên các loại vũ khí mới, ví dụ như vũ khí sát thần. Toàn căn cứ khoa học kỹ thuật Thần Long đều rất coi trọng cái này, tất cả các nhân tài và các tài nguyên lợi hại nhất đều đến hỗ trợ Hứa Chính Kiệt. Diệp Lâm Quân cũng đi theo Văn Hy trà trộn vào bên trong. Hôm nay, một khi Hứa Chính Kiệt có bất kỳ ý nghĩ gì, Diệp Lâm Quân sẽ lập tức ngăn cản, phòng thí nghiệm thứ hai chiếm diện tích rất lớn, kích thước bằng 8 khinh khí cầu. Cơ sở vật chất bên trong dường như là tiên tiến nhất trên toàn thế giới. Hứa Chính Kiệt và đoàn đội đã chuẩn bị tốt mọi thứ. Sau đó, thí nghiệm thứ 10 bắt đầu. Hứa Chính Kiệt liếc nhìn mọi người, mang theo sự phấn khích kỳ lạ bắt đầu. Diệp Lâm Quân trong nhóm người căng thẳng chờ đợi. Đừng xảy ra chuyện gì, nhất định phải phù hộ. Trong lòng Văn Hy không ngừng cầu khẩn. Thí nghiệm cuối cùng cũng bắt đầu, Hứa Chính Kiệt cống hiến hết mình. Sau ngày hôm nay, tôi sẽ khiến thế giới chấn kinh. Thí nghiệm tiến hành. Văn Hy làm trợ thủ, chảy đầy mồ hôi lạnh để hoàn thành nhiệm vụ của mình. Diệp Lâm Quân bắt đầu canh chừng mọi thứ. Thời gian trôi qua từng giây từng phút một. 1 giờ. 2 giờ. 7 giờ. Cuối cùng, thời khắc quan trọng nhất cũng đã. Đồng tử Hứa Chính Kiệt co rút lại, phấn khích chưa từng có .ans đang làm gì thế, đây là thời khắc quyết định chiến thắng của anh ta. Bản thất thập sư la chỉ nhìn thấy sự kết hợp năng lượng vật chất trong cỗ máy, trái tim của Hứa Chính Kiệt như muốn bay ra khỏi cổ họng. Kèm theo âm thanh nặng chu, cuộc đời khi phông như va óc đắp năng lượng vật chất kết hợp hoàn hảo. Nhưng tình hình Diệp Lâm Quân và Văn Hy lo lắng vẫn chưa xảy ra, thật bai ua tẻ hấy sóc hai người lo lắng lần thí nghiệm này có thể làm nổ tung toàn bộ căn cứ. Nhưng đây chỉ là một thí nghiệm mà thôi. Hơn nữa còn thành công rồi. Điều quan trọng nhất là Hứa Chính Kiệt không hề biểu hiện rất bất kỳ điều gì không bình thường. Chính là một thí nghiệm bình thường, bỏ đi mà làm người nhé, mấy thằng Diệp Lâm Quân và Văn Hy nhìn nhau, ý tứ rất rõ ràng, lẽ nào chúng ta nghĩ nhầm rồi sao? Thí nghiệm thành công rồi, mọi người đều đang hoan hô, thật bai ua tẻ hấy sóc, ý nghĩa của lần thí nghiệm này là cuối cùng Hứa Chính Kiệt đã nâng cấp vũ khí giết người lên một tầm cao mới. Có thể nâng cấp lên bản 3.0. Không xảy ra chuyện gì. Diệp Lâm Quân và Văn Hy rất vui mừng. Sau đó Diệp Lâm Quân rời đi. Về phần Hứa Chính Kiệt sau khi kết thúc thí nghiệm, anh ta lộ ra nụ cười không thể giải thích được. Văn Hy, Diệp Lâm Quân đừng nghĩ rằng tôi không nhìn thấy các người đang canh chừng tôi. Khi Diệp Lâm Quân vừa mới đến, tôi đã sớm phát hiện rồi. Hứa Chính Kiệt cười lạnh, Văn Hy vẫn luôn canh chừng anh ta, thật ra anh ta đã sớm biết. Vì vậy, anh ta dùng cách gậy lưng đập lưng ông. Thật ra anh ta đã sớm theo dõi nhất cử nhất động của Văn Hy, tôi không biết mình làm cái quái gì. Bao gồm cả hồ sơ cuộc gọi của Văn Hy. Chỉ cần Văn Hy có bất kỳ động tĩnh gì bất thường, Hứa Chính Kiệt sẽ là người biết đầu tiên. Cho nên khi Văn Hy mời Diệp Lâm Quân đến đây, anh ta đã biết. Vì vậy, Hứa Chính Kiệt thu lại kế hoạch điên cuồng hôm nay, làm thí nghiệm bình thường. Lúc này mới làm hài lòng Diệp Lâm Quân và Văn Hy, tại sao bạn lái làm như vậy Diệp Lâm Quân? Thật ra tao đã thành công tôi. Dù sao thí nghiệm thứ 10 của tao cũng đã thành công rồi. Điều này sẽ làm cho kế hoạch của tao càng thành công hơn. Đợi đấy đi,
rất nhanh tao sẽ âm thầm tiến hành thí nghiệm thật sự. Tất cả chúng ta dai sai rồi, Hứa Chính Kiệt cười rất điên cuồng. Lúc này, Diệp Lâm Quân và Văn Hy hoàn toàn không biết gì cả, bạn CS đang làm đúng, đặc biệt là Văn Hy. Cho dù thế nào cô ta cũng không ngờ, cô ta có vị trí rất cao trong căn cứ, thật ra đang bị giám sát. Những người đã từng là đồng nghiệp, bây giờ để nghe lời Hứa Chính Kiệt, trông chừng cô ta thay Hứa Chính Kiệt. Bên kia, thời gian Diệp Lâm Quân đến xem Hứa Chính Kiệt, mười mấy cao thủ đến từ nước ngoài đã đến. Sau khi bọn họ tìm được vị trí của Lê Quân, điên cuồng phát ra công kích, chỉ vì muốn bắt Lê Quân hoặc là giết Lê Quân. Sau khi cao thủ đầu tiên đáp xuống sân, đột nhiên xung quanh xuất hiện rất nhiều cao thủ. Có Điện Phượng Hoàng chúng tôi ở đây, ai dám động vào thiên tài của Lạc Việt chúng tôi chứ? Đúng, có chúng tôi đây, ai dám động vào một ngọn tóc của Lê Quân? Nếu như các người đã từ xa đến để rất Lê Quân, vậy thì vĩnh viễn ở lại đây đi. Hết đội cao thủ này đến đội cao thủ khác xuất hiện. Đến cả chiến đội bí mật mà Diệp Lâm Quân sắp xếp bên cạnh Lê Quân cũng không có cơ hội xuất hiện. Những người này đều là thế lực võ đạo Lạc Việt, bọn họ đều muốn nhận Lê Quân làm đồ đệ. Nghe thấy Lê Quân gặp nạn, những thế lực này đều xuất hiện. Đúng lúc đây là một cơ hội. Những cao thủ nước ngoài đều không ngờ người bọn họ muốn giết, vậy mà lại có nhiều người bảo vệ như vậy. Một trận chiến lớn nổ ra, cuối cùng bên bảo vệ Lê Quân đã giành thắng lợi, những cao thủ đến từ nước ngoài đều bị giết hết không còn một ai. Lần này đến cứu Lê Quân vậy mà lại có đủ 74 thế lực. Trong số này vẫn còn một số thế lực có cường giả thất trọng thiên. Đủ để thấy giá trị của Lê Quân cao thế nào. Hoàn toàn là món đồ ai cũng muốn có. Thật sự quá cảm ơn mọi người rồi. Nguy hiểm được giải trừ, hai nhà Lý Trịnh dẫn Lê Quân xuất hiện. Những thế lực này, có một số là tự đến, một số là hai nhà Lý Trịnh liên lạc để làm chỗ dựa. Euro ó điều này cũng thể hiện ra thiên phú của Lê Quân. Nếu như mọi người đã đến rồi, vậy chúng ta nói một chút xem thiên tài này rốt cuộc là thuộc về môn phái nào được không? Lần này rất nhiều thế lực cổ đều xuất hiện, tất nhiên không phải là nhàn rỗi. Chỉ là vì muốn thu nhận Lê Quân. Vốn dĩ có một số thế lực tương đối mạnh muốn trực tiếp đến đưa Lê Quân đi, nhưng bọn họ không ngờ lại có 74 thế lực đến đây. Thật sự quá đáng sợ rồi. Cho nên Lê Quân thuộc về môn phái nào là vấn đề rất khó giải quyết. Đúng, phải thương lượng một chút. Thiên tài như vậy mà đặt trong một môn phái bình thường thì tuyệt đối là sỉ nhục. Có điều thiên nhai các chúng tôi là lựa chọn rất tốt. Một mình Lê Quân đốt cháy cả giới võ đạo Lạc Việt. Không lâu sau, Diệp Lâm Quân đưa Lê Quân và những người khác đến Sơn Trang Bạch Vân. Hai nhà Lý Trịnh nhìn thấy cảnh tượng này, đều bị dọa sợ. Nhóm võ giả này cũng không nhiều lời, sau khi định ra quy tắc đơn giản thì bắt đầu. Các thế lực lớn đều cho gia tộc đứng sau Lê Quân rất nhiều lợi ích. Ví dụ như các tài nguyên tu luyện, tương đương với việc khiến các gia tộc bình thường một bước lên trời. Rất nhanh đại điển thu nhận bắt đầu. Hơn nữa lần này, không chỉ là nhận Lê Quân làm đồ đệ mà là thu nhận đồ đệ trên toàn Lạc Việt. Những thế lực cổ này muốn thu được càng nhiều nhân tài càng tốt. Dù sao Lê Quân cũng chỉ là một, tất cả những thế lực khác đều phải đối mặt với vấn đề suy yếu. Euro ó một số thế lực suy yếu, tự động từ bỏ tranh giành Lê Quân, bọn họ đến đây để tìm những thiên tài khác. Người Lạc Việt rất nhiều. Tất nhiên sẽ có rất nhiều thiên tài. Cho nên đại điển thu nhận đồ đệ hôm nay, có rất nhiều người đến. Tình hình như vậy cũng là tình hình mà đội trưởng Viêm Long và tộc Bảo Long muốn nhìn thấy. Dù sao phát động thực lực Lạc Việt cũng là một chuyện tốt. Sau khi đại điển bắt đầu, các thế lực bắt đầu điên cuồng cướp thiên tài. Đến cả Lý Từ Nhiệm và Chí Nam Yên cũng bị nhìn chúng. Có điều thân phận của hai người này đặc biệt, không có ai trực tiếp đến cướp. Sau khoảng một tiếng mọi người đã cướp được khá nhiều thiên tài. Chỉ còn lại một mình Lê Quân. Cũng chính là trọng điểm của đại điển thu nhận đồ đệ. Điện chủ Điện Phượng Hoàng, cường giả thất trọng thiên. Điện chủ Điện Thất Diệu, cường giả thất trọng thiên. Điện chủ Điện Thiên Vũ, cường giả thất trọng thiên, hơn trăm thế lực bắt đầu lấy ra quân bài mạnh nhất. Các thế lực có cường giả thất trọng thiên vừa xuất hiện, các thế lực khác đều thay đổi sắc mặt. Dù sao bọn họ không có cường giả cấp độ này, cho dù có thu nhận được Lê Quân, cũng không nhất định sẽ bảo vệ được. Nhớ đâu có người đến cướp thì sao?
không bảo vệ được. Cho nên sau khi 10 mãi thế lực này xuất hiện, những thế lực khác đều âm thầm từ bỏ. Hoàn toàn không thể tranh giành được. Lúc trước bọn họ cũng là đánh giá thấp mức độ ảnh hưởng của Lê Quân. Cho đến bây giờ, mới biết giới trẻ này có bao nhiêu người muốn cướp. Các người thương lượng một chút đi, có thể lựa chọn cũng chỉ có 10 mấy thế lực này. Cuối cùng vấn đề khó được phước cho Diệp Lâm Quân và những người khác. Từ trong 10 mấy thế lực này, chọn cho Lê Quân một sư môn. Euro ó gì nói đó, có cường giả thất trọng thiên, thì an toàn và tương lai của Lê Quân không có vấn đề gì cả. Dù sao cường giả thất trọng thiên cũng rất hiếm có. Diệp Lâm Quân giết liên tiếp 5 người, 5 trong bảng Lạc Việt. Lý Tử Nhiệm và người nhà bắt đầu thương lượng, mọi người tranh cãi đến khí thể ngút trời, Diệp Lâm Quân ngồi một bên. Mới bắt đầu mọi người rất phấn khích bàn luận, nhưng cuối cùng đột nhiên nhận ra một vấn đề. Nếu như chỉ chọn một trong những thế lực đó, vậy những thế lực khác làm sao? Nhất định sẽ tức giận, thậm chí còn kết thù. Những ngày sau này, e rằng hai nhà Lý Trịnh sẽ không dễ sống, thậm chí còn bị tàn phá. Cho nên chọn cái nào cũng không được, nhất thời mọi người đều khó xử. Bởi vì 10 mấy thế lực này, thực lực của bọn họ gần như tương đương nhau. Chọn một thế lực, tuyệt đối sẽ đắc tội với 10 mấy thế lực còn lại. Vấn đề khó. Thật sự là vấn đề khó. Nếu như chọn một thế lực, vậy thì thế lực đó nhất định sẽ bảo vệ an toàn cho Lê Quân, nhưng an nguy của những người khác, người ta không chắc chắn sẽ bảo vệ được. Nửa giờ trôi qua, mọi người đều không thương lượng ra kết quả. Ngược lại ai cũng căng thẳng toát mồ hôi lạnh. Chọn cái nào cũng không thích hợp. Tất cả đều là võ giả thông thần, một khi không vui sẽ giết chết hết bọn họ. Gia tộc các người đã ra kết quả chứ? Quyết định để đứa nhỏ đến môn phái nào chưa? Lúc này, có người đến hỏi. Thêm, cho chúng tôi thêm chút thời gian nữa, chúng tôi còn cần suy nghĩ thêm một chút. Mọi người do dự. Các người nhanh lên đi, các thế lực lớn đều đang thúc giục đấy. Chọc vào những người đó, đều không thể sống yên được đâu. Lúc này mọi người càng khó xử, không biết lựa chọn thế nào. Lúc này, giọng nói của Diệp Lâm Quân vang lên, chuyện này giao cho tôi đi. Tôi đến chọn cho ánh mắt mọi người đều rơi trên người Diệp Lâm Quân, đột nhiên có người sáng mắt. Để ba Lê Quân lựa chọn thì quá tốt rồi. Những người chúng ta đừng tham gia quá nhiều rồi, chúng ta mau đi thôi. Đúng đúng đúng, để ba Lê Quân chọn là tốt rồi. Đây là quyền lợi của anh ta. Mọi người lần lượt đồng ý nhưng đều có ý nghĩ riêng. Nếu để Diệp Lâm Quân lựa chọn, vậy thì mọi hậu quả sẽ đều do Diệp Lâm Quân gánh chịu. Nếu các thế lực khác muốn gây phiền phức thì sẽ đến tìm Diệp Lâm Quân, không có bất kỳ quan hệ gì với những người bọn họ cả. Nhưng thế lực mà Lê Quân chọn chúng, lại có thể trở thành chỗ dựa cho bọn họ chỉ cần tận hưởng mà thôi. Bất cứ nguy hiểm nào đều do một mình Diệp Lâm Quân gánh vác. Đây thật sự là một chuyện tốt mà. Chuyện này do ba của đứa trẻ phụ trách, chúng tôi không tham gia nữa. Cuối cùng, bà cụ và nhóm người kéo Lý Tử Nhiệm và những người khác rời khỏi Sơn Trang Bạch Vân, để lại Diệp Lâm Quân và Lê Quân. Dù sao mọi người cũng biết, Lê Quân sẽ không xảy ra chuyện gì, xảy ra chuyện cũng chỉ có thể là Diệp Lâm Quân thôi. Cuối cùng Diệp Lâm Quân nắm tay Lê Quân đến hiện trường. Ánh mắt hàng trăm thế lực đều nhìn ba đứa trẻ. Ba Lê Quân, anh đã quyết định xong chưa? Điện chủ Điện Thiên Vũ lạnh giọng hỏi. Những người khác bắt đầu thúc giục. Muốn Diệp Lâm Quân nhanh chóng lựa chọn. Diệp Lâm Quân quét qua mọi người một vòng, cười nói, xin lỗi, mọi người ngồi ở đây đều không có tư cách thu con gái tôi làm đồ đệ. Không nói lời khiến người khác kinh sợ thì không thôi, đừng quái lại với tép mọi người đều im lặng như tờ. Hàng trăm thế lực, hàng nghìn người đều ngẩn ra, thật xấu hổ với mình không có tư cách. Anh đang làm gì thế? Lời của Diệp Lâm Quân vang vọng trong tâm trí của mỗi người, trực tiếp giống như tiếng sấm. Bản thất thập sư La Chi gạt bỏ hàng trăm thể lực thì không nói, chính là còn có 13 cường giả thất trọng thiên. Trận hình này còn đáng sợ hơn nhiều so với việc cao thủ thần bí chém giết ở nước Chiến Ưng. Kết quả đến miệng Diệp Lâm Quân lại biến thành không có tư cách. Thật bai ua tẻ hấy sóc phải là người mạnh thế nào mới có thể nói ra lời này chứ? Bỏ đi mà làm người nhé, mấy thằng thật sự quá buồn cười. Ha ha ha! Lúc này, mọi người đều cười. Nhìn Diệp Lâm Quân giống như đang nhìn một tên ngốc vậy. Nhóc con, tôi không biết cậu có thân phận gì. Lời nói này,
nếu như để tôi nghe thêm một lần nữa tôi nhất định sẽ không khách sao đâu. Cho dù cậu có là ba của đứa trẻ. Điện chủ Điện Thiên Vũ cảnh cáo nói. Những cao thủ khác cũng đều như vậy. Vậy mà dám nói bọn họ không xứng. Vậy ai xứng chứ? Tôi không biết mình Asan Apem cái quái gì thiên phú của con gái tôi không phải các người ngồi này có thể bảo vệ được. Các người quá yếu. Tại sao bạn lái làm như vậy chúng tôi đi trước đây, sau này đừng có nhắm vào con gái tôi nữa. Nói xong, Diệp Lâm Quân muốn đưa Lê Quân rời đi. Ngây ngốc, đừng làm như vậy nhữ nhé mọi người đều ngây ra. Đi rồi, tất cả chúng ta dai sai rồi có phải người này bị điên không? Vậy mà lại coi thường hàng trăm thế lực ở đây, đến cả 13 cường giả thất trọng thiên cũng không đặt vào trong mắt. 13 người đấy. Đừng quái lại với tép lúc trước nước chiến ưng xuất hiện 5 người đã đủ đến chấn động thế giới rồi. Bây giờ nếu không vì các loại lợi ích, sao có thể đến 13 người chứ? Thật xấu hổ với mình kết quả tất cả mọi người đều bị Diệp Lâm Quân coi thường. Nhìn thấy bóng lưng Diệp Lâm Quân sắp rời đi, mọi người ngây ra, đồng thời cũng đều tức giận chấm ans đang làm gì thế cậu ta dám đi. Cản cậu ta lại cho tôi. Điện chủ Điện Thiên Vũ tức giận hạ lệnh. Trong thoáng chốc. Có vô số cao thủ ngăn trước mặt Diệp Lâm Quân. Diệp Lâm Quân dừng bước, anh nở nụ cười, thôi cũng được, để các người xem sao lại không đủ tư cách. Diệp Lâm Quân quay người nhìn nhóm người điện chủ Điện Thiên Vũ, ngoắc ngoắc ngón tay, cường giả thất trọng thiên cùng nhau lên đi. Ngông cuồng. Diệp Lâm Quân quá ngông cuồng rồi. Ý chính là ngoại trừ cường giả thất trọng thiên, những người khác đều không đặt vào mắt. Không, thất trọng thiên cũng không đặt vào mắt. Nhóc con muốn chết sao? Một cao thủ lục trọng thiên ở bên cạnh không nhịn được nữa, lập tức giết về phía Diệp Lâm Quân. Dầm! Diệp Lâm Quân không thèm quay đầu lại, cánh tay phải phất nhẹ một cái, đột nhiên, một cỗ lực áp qua. Phụt! Vị cao thủ lục trọng thiên kia lập tức bay đi. Lần này, sắc mặt mọi người đều thay đổi. Hóa ra Diệp Lâm Quân mạnh như vậy. Nhóc con tôi đã sớm khó chịu với cậu rồi. Tôi đến đấu với cậu. Điện chủ Điện Thiên Vũ lập tức giết đến. Cường giả thất trọng thiên quả nhiên vô cùng nổi bật. Ông ta vừa triển khai kỹ năng, trời đất đã thay đổi, mọi người chỉ cảm giác trời đất xoay chuyển. Diệp Lâm Quân cười lạnh, yếu ớt. Dầm. Anh chỉ bình tĩnh đánh ra một đấm. Phụt. Điện chủ Điện Thiên Vũ hoàn toàn không chống lại được, trực tiếp bay đi. Chấn động. Mọi người chấn động. Ai cũng không ngờ, Diệp Lâm Quân lại mạnh như vậy. Đến cả cường giả thất trọng thiên cũng không phải là đối thủ của anh. Tôi đến đấu với cậu điện chủ điện thất diệu cũng ra tay. Bốp! Diệp Lâm Quân lại đấm một đấm qua. Cường giả thất trọng thiên thứ hai thất bại. Tôi đến. Điện chủ điện Phượng Hoàng ra tay. Bốp! Cường giả thất trọng thiên thứ ba bị đánh bại. Người thứ tư. Người thứ năm. Người thứ 13. 13 cường giả thất trọng thiên đều bị Diệp Lâm Quân đánh bại. Mỗi người đều là một đấm. Làm xong tất cả, Diệp Lâm Quân dẫn Lê Quân quay người rời đi. Hàng nghìn người có mặt ở đó, đều ngẩn ra nhìn ba con Diệp Lâm Quân, cũng không có bất kỳ ai dám ngăn cản nữa. Chấn động. Vô cùng chấn động. Một người mà đánh bại 13 cường giả thất trọng thiên. Đây là thực lực gì chứ? Cao thủ trong bảng sao? Tuyệt đối là cao thủ trong thiên bảng. Bọn họ thật sự không có tư cách. Nhóm người Lý Tử Nhiệm nhìn thấy hai người đi ra, lập tức hỏi tình hình. Rốt cuộc Lê Quân bị ai thu làm đồ đệ vậy? Mọi người đều tiến lại hỏi. Mong chờ, bản thân quốc đời khi phong như vã óc nấp thập sư la chỉ những Diệp Lâm Quân lại lắc đầu, không có, không ai thu nhận Lê Quân làm đồ đệ cả. Hửm, gạch chéo. Thật bai ua tẻ hãy sóc tẻ hấy sóc hả? Sắc mặt mọi người đều thay đổi, không hiểu nhìn ba con hai người. Xảy ra chuyện gì, sao lại không thu nhận? Mọi người đều tò mò hỏi, bỏ đi mà làm người nhé mấy thằng ngàm người nhé mấy thằng mọi người đều cho rằng xảy ra chuyện rồi. Không có gì. Chỉ là bọn họ cảm thấy mình không xứng làm sư phụ của Lê Quân, sao dám nhận Lê Quân làm đồ đệ chứ? Diệp Lâm Quân cười nói. Đối với lời nói của Diệp Lâm Quân, tất nhiên mọi người đều không tin. Có người lập tức đi vào trong sơn trang Bạch Vân hỏi. Rất nhanh đã quay lại. Thật sự là như vậy. Bọn họ nói thiên phú của Lê Quân quá cao, không ai có tư cách nhận Lê Quân làm đồ đệ. Nghe thấy đáp án này,
mọi người đều kinh sợ nhìn Lê Quân. Thiên phú của đứa trẻ này cao như vậy sao? Xem ra cao đến mức mọi người không thể tưởng tượng nổi. Tôi không bay, tôi không biết ê mính A-san áp em cái quái gì, ê mính A-san áp em cái quái gì vậy, không phải người nhận Lê Quân làm đồ đệ sẽ vô cùng tài giỏi sao? Ngôi sao sáng của giới võ đạo sao? Tại xá đừ đừng làm như vậy, nhữ nhét làm như vậy, nhữ nhéo bạn lại sáo bạn lái làm như vậy, ái làm như vậy, cơ thể Lý Văn Chấn kích động run rẩy. Tuyệt đối là như vậy. 13 cường giả thất trọng thiên đều không dám nhận Lê Quân làm đồ đệ, thiên phú đó đã đủ nói rõ tất cả rồi. Tương lai nhà chúng ta nhất định bay lên cành cao rồi, còn lớn hơn lúc trước tưởng tượng nhiều. Tất cả ba bạn CS đang làm đúng, CS đang làm đúng, chỉ ất cả chúng ta dai sai rồi, chúng ta dai sai rồi. Nghe thấy thiên phú này của Lê Quân, mọi người đều lộ ra phấn khích. Có điều mong đợi của bọn họ không hề sai. Một người làm quan cả họ được nhỏ, đừng qua đừng quái lại với ta, pái lại với tép. Lê Quân sẽ được một môn phái cực lớn thu làm đồ đệ, những người khác cũng sẽ phát tài theo. Hơn nữa sức mạnh lớn nhất đang ở bên cạnh, thật xấu hổ với mì, thật xấu hổ với mình. NH sau khi nhóm người Diệp Lâm Quân rời đi, trong sơn trang Bạch Vân vẫn im lặng như tờ. Mọi người vẫn chìm trong chấn động vừa rồi Diệp Lâm Quân mang đến. Anh ta vậy mà lại mạnh như thế sao? Anh đang làm gì thế? Có điều mọi người đều biết, Lạc Việt đánh bại Liên Minh Chúa Tể thế nào chấm ANS đang anh đang làm gì thế? Làm gì thế? Nếu không có gì ngạc nhiên, anh ta chính là Trấn Thiên Vương trên thiên bảng. Thật sự đáng sợ. Bản thất thập sư la chi thập sư la chỉ điện chủ điện Thiên Vũ không khỏi hít một ngụm khí lạnh, quốc đó quốc đời khế phong như vã óc đấp khẩn như vã óc đấp, đó là cao thủ trên thiên bảng, đấy, thật bai ua tẻ hấy sóc, những cường giả thất trọng thiên bọn họ đều không có tư cách. Ngay khi mọi người đang muốn giải tán, đột nhiên bầu không khí sơn trang Bạch Vân thay đổi. Mọi người đều cảm thấy rùng mình. Dầm, có một người bước vào sơn trang Bạch Vân. Một thân áo choàng đen, rõ ràng là thần bí mà đáng sợ. Ánh mắt của hàng nghìn người đều bị anh ta thu hút. Anh là ai? Muốn làm cái gì? Có người cảnh giác hỏi. Người kia cười, hỏi hay lắm. Tôi là Diệp Lâm Quân, tôi đến để giết sạch tất cả các người. Diệp Lâm Quân. Mọi người đều ngẩn ra. Không phải vừa rồi Diệp Lâm Quân đưa con gái rời đi rồi sao? Sao lại quay lại rồi? Đúng rồi. Giết sạch bọn họ. Đây là... Mọi người đều không kịp suy nghĩ. Người này đã vung lưỡi kiếm tử thần bắt đầu tàn sát. Phụt. Phập. Một cuộc thảm sát đơn phương bắt đầu. Người thần bí giả mạo Diệp Lâm Quân vừa mới gặp mặt đã bắt đầu tàn sát. Thực lực của anh ta quá mạnh rồi. Đến cả cường giả ngũ trọng thiên ở trước mặt anh ta cũng chỉ như gà chó vậy, hoàn toàn không có bất kỳ sức lực phản kháng. Điều quan trọng nhất chính là dường như sơn trang Bạch Vân bị phong ấn lại vậy, bên người hoàn toàn không nghe được bất kỳ âm thanh nào bên trong. Người bên trong cũng hoàn toàn không chạy được ra bên ngoài. Giết giết giết! Người thần bí giả mạo Diệp Lâm Quân, giết đến đỏ mắt. Thực lực đáng sợ đều được thể hiện ra, hàng trăm thế lực hoàn toàn không thể chống cự được. Cho dù mọi người liên thủ, còn có 13 cường giả thất trọng thiên, cũng không thể chống lại được. Thua liên tiếp. Người chết càng ngày càng nhiều, tràn đầy sơn trang Bạch Vân. 13 cường giả thất trọng thiên vốn dĩ vẫn còn sức lực, nhưng vừa rồi đấu với Diệp Lâm Quân, mọi người đều bị thương. Đối mặt với kẻ địch mạnh như vậy, chỉ có thể bị đánh bại. Máu chảy thành sông, xương chất thành núi. Hàng nghìn cao thủ bị giết chết trong thời gian ngắn. Anh là Diệp Lâm Quân. Giống hệt công pháp của Diệp Lâm Quân. Trước khi 13 cường giả thất trọng thiên chết, trong mắt đều là kinh sợ. Bọn họ vừa rồi mới giao đấu với Diệp Lâm Quân, rất rõ ràng một điểm. Cho nên bọn họ đều nghỉ ngờ người trước mắt là Diệp Lâm Quân. Chết đi! Sau khi người thần bí giả mạo Diệp Lâm Quân làm xong mọi chuyện, lấy một chiếc khăn tay trắng ra, lau hai tay. Ánh mắt anh ta nhìn xung quanh, khóe miệng nở nụ cười. Sau đó, anh ta rời khỏi sơn trang Bạch Vân. Những người này đều không ngờ đại điển thu nhận đồ đệ lại biến thành một cuộc thảm sát, hàng nghìn cao thủ đều bị giết chết không còn một ai. Trong đó còn bao gồm 13 cường giả thất trọng thiên. Nếu như chuyện này bị truyền ra, sợ sẽ làm chấn động toàn thế giới. Hàng nghìn cao thủ nhanh chóng bị giết chết, chuyện này đối với giới võ đạo mà nói là một cú đả kích chí mạng. Các cao thủ đã chết không ngờ lại gặp phải họa như vậy.
Diệp Lâm Quân cũng không ngờ, sẽ có người giả mạo anh để giết hàng nghìn cao thủ này. Công pháp giống y hệt, hơn nữa hoàn toàn không có dấu vết của sự mô phỏng theo. Dù sao những thế lực muốn thu nhận Lê Quân này, đúng lúc có mâu thuẫn với Diệp Lâm Quân. Anh có động cơ thảm sát, còn phải công pháp của anh. Hơn nữa toàn bộ những người ở đây đều chết hết rồi, hoàn toàn không có nhân chứng, tương đương với việc không có manh mối. Điểm quan trọng nhất là mặc dù Đại Điển Thu Đồ Đệ nhận được sự chú ý của toàn thế giới. Nhưng có thể tiếp cận thăm dò tin tức hoàn toàn không có một ai. Dù sao người đến đây cũng toàn là cao thủ, không thể để người khác tiếp cận. Cộng thêm việc có người lên kế hoạch tất cả chuyện này căn bản đã khóa chắc rồi, chính là Diệp Lâm Quân làm. Không lâu sau khi người thần bí kia rời đi một nhóm người đến đây. Bọn họ là phủ thiên sách nổi danh như tộc Bảo Long, hơn nữa còn duy trì sự cân băng của tộc Bảo Long. Thân là cơ cấu võ đạo lớn mạnh nhất Lạc Việt bây giờ bọn họ đã ra mặt rồi, tất nhiên phải xử lý chuyện của Lạc Việt. Sau khi Đại Điển Thu nhận đồ đệ xảy ra chuyện ngoài ý muốn, cao thủ phủ thiên sách đuổi đến đầu tiên. Bọn họ bao gồm 4 người, mật danh là Thiên Long, Địa Hổ, Huyền Lang, Hoàng Hùng. Sau khi bước vào Sơn Trang Bạch Vân, mọi người đều bị cảnh tượng trước mặt dọa sợ. Xảy ra chuyện gì vậy? Mọi người kinh ngạc bắt đầu điều tra xung quanh. Chết rồi, đều chết hết rồi, không có một ai sống sót. Cúa đáng sợ rồi, đều là một chiêu chí mạng. Cường giả thất trọng thiên cũng như vậy. Kết quả sau khi điều tra rất chấn động. Đúng rồi, có nhìn thấy một nhà Diệp Lâm Quân đâu không? Bọn họ mới là trọng điểm của Đại Điển Thu nhận đồ đệ này. Thiên Long cao gần 2 mét hỏi. Địa Hổ chọc đầu lắc đầu, không nhìn thấy. Huyền Lang mặc đồ trắng, lạnh lùng, không hề có tình cảm gì nói, cả nhà Diệp Lâm Quân đều không ở đây. Hoàng Hùng là nữ giới duy nhất trong 4 người kinh ngạc hô lên, tôi phát hiện ra một điều rất quan trọng. Cái gì? 3 người lập tức vây lại. Những người này đều chết giống nhau. Trên gương mặt xinh đẹp của Hoàng Hùng tràn đầy ngưng trọng. Điều này không phải nói rõ bọn họ bị một người giết chết sao? Thiên Long hỏi. Đúng vậy. Chính là một người giết chết, hơn nữa còn dùng một loại ma công. Chính là tin tức mấy ngày trước tộc Bảo Long truyền đến, công pháp mà Diệp Lâm Quân sử dụng giống hệt công pháp của Đại Ma Đầu. Hoàng Hùng lạnh giọng nói. 3 người khác tiếp tục nhìn thi thể. Huyền Lang mặt không cảm xúc nói, thật sự là ma công. Giống hệt Đại Ma Đầu kia. Đúng, không sai. Chính là anh ta. Những người này trực tiếp khẳng định. 4 người nhìn nhau, cách nghĩ đều giống nhau. Theo tin tức, những tà môn ngoại đạo kia đều nhận Diệp Lâm Quân làm chủ. Diệp Lâm Quân còn đến cứu bọn họ. Những điều này đều nói rõ Diệp Lâm Quân là ma đầu mới. Vậy thì có thể khẳng định, hôm nay những người này bị chết đều là do Diệp Lâm Quân giết. Mọi manh mối và chứng cứ đều chỉ ra Diệp Lâm Quân đã làm chuyện này. Dường như chứng cứ đã xác thực. Không có lý do chứng minh là người khác làm. Động cơ giết người rất đơn giản. Những người này vọng tưởng muốn nhận con gái anh ta làm đồ đệ, anh ta tức giận giết hết toàn bộ. Hơn nữa tính khí của những loại ma đầu này là vui buôn thất thường. Khi làm việc không quan tâm đến lý do. Đúng, chuyện này đã không còn nghi ngờ gì nữa, chính là Diệp Lâm Quân làm. Cho dù có người muốn hãm hại anh ta, cũng không có thực lực này. Có thể giết tất cả mọi người trong thời gian ngắn ngủi mấy phút, bao gồm cả 13 cường giả thất trọng thiên. Đúng, chuyện này đã xác định rồi, chính là do Diệp Lâm Quân làm. 4 người Thiên Long lập tức phán đoán. Hoàng Hùng thu thập hết chứng cứ. Lúc trước tộc Bảo Long đã nói đến vấn đề này, nhắc nhở Phủ Thiên Sách phải chú ý đến Diệp Lâm Quân, thân phận của anh ta quá đặc biệt. Đúng vậy. Lúc trước chúng ta không để ý. Bây giờ suy nghĩ không ngờ nhất Phú Kiên Vương lại là một đại ma đầu, vậy thì là chuyện đáng sợ thế nào chứ? Đối với giới võ đạo Lạc Việt, đối với Lạc Việt có bao nhiêu nguy hiểm chứ? Hoàng Hùng nhắc nhở. Nghe thấy vậy, mọi người đều chảy đầy mồ hôi lạnh. Đúng vậy, nhìn xem anh ta tùy ý ra tay, chính là một đoàn công kích mang tính hủy diệt với giới võ đạo Lạc Việt. Còn nữa dưới tay anh ta có một nhóm tà môn ngoại đạo, ai cũng là một quả bom hẹn giờ. Một khi xảy ra chuyện, sẽ là một đại họa. Mấy người nói. Chuyện này nên giải quyết thế nào? Địa Hổ hỏi. Thứ nhất, lập tức tiêu hủy mọi thứ ở hiện trường, phong tỏa tin tức, không được để chuyện này truyền ra ngoài, coi như không có chuyện gì xảy ra cả.
Thứ hai, lập tức báo cáo với Phủ Thiên Sách và Tộc Bảo Long để bọn họ quyết định xem nên xử lý thế nào, quyền hạn của chúng ta không đủ. Thiên Long đề ra phương án, mọi người lập tức làm theo. Đúng rồi, mục đích lần này chúng ta đến đây, mọi người đều quên rồi sao? Hoàng Hùng nhắc nhở nói. Đúng vậy, lần này chúng ta đến đây là để xem thiên phú của Lê Quân con của Diệp Lâm Quân. Những người khác đều chợt nhận ra Phủ Thiên Sách đến đây chính là vì Lê Quân. Những người khác có thể không tin về thiên phú của Lê Quân nhưng Phủ Thiên Sách bọn họ tuyệt đối tin tưởng. Lần này cử bọn họ đến đây, chính là đặc biệt thăm dò thiên phú của Lê Quân. Trên cơ bản bọn họ muốn đưa Lê Quân về Phủ Thiên Sách. Dựa vào thiên phú như vậy của Lê Quân, quả thật không ai có tư cách để nhận cô bé làm đồ đệ. Cuối cùng Lê Quân sẽ vào Phủ Thiên Sách hoặc là tộc Bảo Long. Bây giờ xem ra, Lê Quân này Phủ Thiên Sách chúng ta nhất định phải có được. Ba cô bé chính là một đại ma đầu, thiên phú của cô bé cao như vậy, nếu như bị nuôi dưỡng thành một đại ma đầu, vậy thì sau này sẽ không thể tưởng tượng nổi. Đáng sợ, loại đại ma đầu này lại có thiên phú cao như vậy sao? Ông trời thật là bất công mà, ánh mắt Thiên Long chớp động, xem ra, còn phải làm chuyện thứ ba. Thu Lê Quân đến Phủ Thiên Sách. Cuối cùng chuyện này bị Phủ Thiên Sách cưỡng ép xuống, không có bất kỳ tin tức nào truyền ra ngoài, đến và Diệp Lâm Quân và Tiêu Phong cũng không biết. Không ai biết Lạc Việt đã xảy ra chuyện gì. Giới võ đạo đã bị tổn thất một lực lượng lớn. Đây cũng chính là điều mà người hãm hại Diệp Lâm Quân muốn thấy, gây nên mâu thuẫn giữa Diệp Lâm Quân và tộc Bảo Long. Hai nhà Lý Trịnh vẫn đang đắm chìm trong sự vui thích về thiện phú của Lê Quân, đến Diệp Lâm Quân cũng không chú ý. Nhưng không ngờ lại xảy ra một chuyện chưa bao giờ có, anh đã bị ấn lên danh hiệu đại ma đầu. Lúc này, mấy người Thiên Long của Phủ Thiên Sách đã họp mặt với những người chức cao của đội trưởng Viêm Long, cái gì? Các cấp cao kia đội trưởng Viêm Long đều rất ngạc nhiên. Không ngờ lại xảy ra một chuyện như vậy. Bọn họ rất muốn giải thích cho Diệp Lâm Quân nhưng sự thật đẫm máu bày ra trước mặt. Các người đợi đi, anh, ta nhất định sẽ có hành động tiếp theo. Đội trưởng Viêm Long hỏi, đúng rồi, mọi người nói xem sư phụ của Nhất Vũ Kiên Vương, đại ma đầu đó là ai? Theo lời giải thích của Phủ Thiên Sách, Diệp Lâm Quân đã nhận được quyền thừa kế của ma đầu kia. Chờ đến khi anh thi triển công pháp thì bảo đảm tộc Bảo Long và những tà môn ngoại đạo sẽ nhận ra ngay lập tức. Bởi vì có thể từ trên người anh nhìn thấy bóng dáng của đại ma đầu đó. Trước đây, Bắc Ma bị ma đầu coi như con kiến. Ma đầu mà ngay cả tộc Bảo Long và Phủ Thiên Sách đều sợ hãi mới chính thực sự là đại ma đầu. Cho nên vệ binh Viêm Long muốn biết là thần thánh phương nào. Đó là vị thần đã từng là sát thần đứng đầu thiên bảng Lạc Việt, Hỏa Vân Tà Thần. Mấy người Phủ Thiên Sách hít vào một hơi. Hiển nhiên Hỏa Vân Tà Thần này đã mang đến cho họ một sự uy hiếp lớn. Bây giờ Hỏa Vân Tà Thần ở đâu? Ngay lập tức có vệ binh Viêm Long hỏi. Không ai biết ông ta đã đi đâu, cho dù có biết thì thiên hạ luôn có chuyện thiên cơ, các người cũng không biết được. Hoàng Hùng lạnh lùng nói, bây giờ xem ra Hỏa Vân Tà Thần vẫn còn sống. Còn truyền thừa cho Diệp Lâm Quân, đây là một tai họa chưa từng có đối với giới võ lâm và Lạc Việt. Ừ, đúng vậy, từ xưa đến nay chính tà luôn đối đầu với nhau. Cho dù trước đó Diệp Lâm Quân đã có nhiều đóng góp cho Lạc Việt, nhưng dù sao anh ta cũng là truyền thừa của tà thần. Nếu ngày nào đó anh ta bạo phát thì ai có thể ngăn cản đây? Đúng vậy, một khi con cái của anh ta lớn lên, chúng có thể trở thành ác quỷ. Tuy nhiên, vệ binh Viêm Long vẫn đặt niềm tin vào Diệp Lâm Quân. Tôi vẫn luôn tin tưởng Nhất Vũ Kiên Vương. Bất kể lúc nào, anh cũng nên tin tưởng người đàn ông kia. Đúng vậy, cho dù công pháp của anh ấy có tà môn thế nào thì trái tim của anh ấy vẫn luôn chính trực. Không sai, chúng tôi vẫn luôn tin tưởng Nhất Vũ Kiên Vương. Nghe thấy mọi người ở vệ binh Viêm Long đều đồng lòng tin tưởng Diệp Lâm Quân như vậy, những người ở Phủ Thiên Sách đều sợ ngây người. Bọn họ không ngờ Diệp Lâm Quân lại có uy vọng cao như vậy trong lòng mọi người. Dưới tình huống bằng chứng đã được xác thực, bọn họ vẫn tin tưởng như vậy. Điều này khiến họ rất tức giận. Được rồi, mọi người đừng lo lắng về chuyện này nữa. Đúng vậy, vốn dĩ các người không đủ tư cách để can thiệp. Các người nghe cho kỹ, chuyện này nhất định phải bảo mật, đặc biệt không được nói cho Diệp Lâm Quân. Phủ Thiên Sách quyết định chính họ sẽ tự xử lý vấn đề này.
Diệp Lâm Quân không biết là mình đang bị Phủ Thiên Sách và tộc Bảo Long theo dõi. Cuối cùng, Phủ Thiên Sách đưa ra phương án là quan sát hành tung của Diệp Lâm Quân và xem hành động tiếp theo của anh trước. Thứ hai, cần phải đưa Lê Quân vào Phủ Thiên Sách, để Phủ Thiên Sách huấn luyện đặc biệt, không để cô bé lớn lên trở thành một ma đầu. Rất nhanh đã mấy ngày trôi qua. Làm sao vậy, mấy ngày trước còn tới tìm Lê Quân, sao bây giờ lại không có? Đúng vậy, theo lý mà nói, Lê Quân thiên phú như thế, không phải nên có càng nhiều thế lực tới cửa hơn sao? Hai nhà Lý Trịnh rất khó hiểu. Từ khi làm lễ thu đồ đệ thì không có bất cứ tin tức gì. Có vẻ như sự quan tâm của mọi người với Lê Quân thoáng cái đã biến mất, không còn ai đến tìm cô bé nữa. Mọi người đều quên mất cô ấy. Chỉ có Diệp Lâm Quân là hài lòng nhất. Tình hình bây giờ là tốt nhất, không ai làm phiền Lê Quân, không ai dám nhận cô bé làm đồ đệ. Có vẻ như mình răn đe trong lễ thu đồ đệ vẫn có hiệu quả. Dù sao Diệp Lâm Quân đã đánh bại 13 cường giả thất trọng thiên. Dù những người khác có nghe thấy một chút tiếng gió thì cũng sẽ không còn dám đến nhận Lê Quân làm đồ đệ. Nhưng Diệp Lâm Quân không ngờ lại có chuyện xảy ra, những người đó đều chết hết. Sở dĩ không ai dám nhận đệ tử là vì bị Phủ Thiên Sách và tộc Bảo Long bức ép áp chế, không có lý do khác. Một nơi nào đó ở Lạc Việt. Một nhóm người bí mật tụ tập. Trong trận chiến ở Sơn Trang Bạch Vân, chúng ta đã tiêu diệt uy lực của võ lâm Lạc Việt mức độ lớn rồi. Tiếp theo, chúng ta sẽ tạo một đợt sóng gió nữa. Một người cầm đầu cười lạnh nói. Vẫn là phải mượn tay Diệp Lâm Quân sao? Có người hỏi. Đương nhiên, mượn tay Diệp Lâm Quân thì mới có thể hoàn thành nhiệm vụ của chúng ta. Lần này, còn phải nhờ vào anh ra tay. Mọi người đều nhìn vào một người trong góc. Anh ta chính là người ngày hôm đó đã đóng giả Diệp Lâm Quân đại khai sát giới ở Sơn Trang Bạch Vân. Ừ, một giọng nói yếu ớt phát ra. Hành động càng sớm càng tốt. Nhóm người này chuẩn bị thực hiện một âm mưu gây chấn động. Ở một nơi khác, Hứa Chính Kiệt cũng đang chuẩn bị bắt đầu kế hoạch đáng sợ của mình. Trong khoảng thời gian này, anh ta xác định là Diệp Lâm Quân không còn nhìn chằm chằm vào mình nữa nên anh ta rất yên tâm to gan lên kế hoạch. Chẳng bao lâu nữa, tôi sẽ lấy được quyền hạn phòng thí nghiệm số 1. Đến lúc đó, phòng thí nghiệm số 1 có thể thực hiện các thí nghiệm của tôi một cách hoàn hảo. Hứa Chính Kiệt cười điên cuồng. Kế hoạch trước đó của anh ta là hoàn thành ở phòng thí nghiệm số 2, nhưng nó đã bị Diệp Lâm Quân và Văn Hy phá hủy. Hôm nay Hứa Chính Kiệt lựa chọn thực hiện kế hoạch điên rồ trong phòng thí nghiệm số 1. Phòng thí nghiệm số 1 là phòng thí nghiệm lớn nhất và tốt nhất tại căn cứ khoa học kỹ thuật Thần Long. Xác suất kế hoạch điên rồ của Hứa Chính Kiệt thành công sẽ tăng lên rất nhiều. Nguy hiểm sắp xảy ra. Diệp Lâm Quân là người có khứu giác nhạy bén, càng bình tĩnh thì mạch nước, ngầm càng dâng cao. Mọi thứ quá bình yên. Anh luôn cảm thấy sắp có chuyện lớn xảy ra. Anh còn đích thân đi kiểm tra tình hình khắp nơi. Không có gì bất thường. Đương nhiên, Diệp Lâm Quân không quan tâm đến vấn đề liên quan đến Lê Quân. Dù sao, anh nghĩ mình đã răn đe tất cả các thế lực. Ngày hôm đó, khi Diệp Lâm Quân đang hỏi Tây Thiên Vương xem có chuyện gì bất thường xảy ra hay không, thì Phủ Thiên Sách đã đến tìm anh. Diệp Lâm Quân vẫn còn ngạc nhiên và tò mò về Phủ Thiên Sách. Nói cho cùng, Phủ Thiên Sách và tộc Bảo Long mới là nền tảng bảo vệ đất nước. Bọn họ đang kiểm soát căn cơ và bí mật lớn nhất của Lạc Việt. Các người có chuyện gì vậy? Diệp Lâm Quân hỏi. Bốn người Thiên Long cảnh giác nhìn Diệp Lâm Quân. Cuối cùng, Thiên Long nói ra mục đích của mình, Nhất Phủ Kiên Vương đúng không? Mục đích của chúng ta rất đơn giản, là vì con của anh. Hoàng Hồ nói cụ thể, Phủ Thiên Sách trên cơ bản quyết định nhận con anh về bồi dưỡng. Chúng tôi đến để xem thiên phú cụ thể của con anh. Không cần, tôi sẽ đích thân dạy con mình, không cần nhờ người khác. Ngay khi Diệp Lâm Quân nói câu này, sắc mặt của bốn người Thiên Long đều thay đổi. Nếu quả thật như vậy Lê Quân sẽ trở thành một mối đe dọa. Đúng lúc này, một giọng nói vang lên, tại sao không để Phủ Thiên Sách, bồi dưỡng. Đó là nơi tốt nhất cho Lê Quân. Hai nhà Lý Trịnh giận dữ nhìn chằm chằm vào Diệp Lâm Quân. Bà cụ và bọn họ vội vàng đi tới trước mặt bốn người Thiên Long, chúng tôi mong sao mong trăng, cuối cùng cũng chờ được các người. Hôm nay, Phủ Thiên Sách bảo vệ tộc Bảo Long đã không phải là một bí mật. Mọi người đều biết chúng có sức mạnh như thế nào.
Tất nhiên họ hy vọng rằng Lê Quân sẽ được Phủ Thiên Sách thu nhận. Ơ ó điều với năng lực của bọn họ thì rất khó để liên hệ với Phủ Thiên Sách hoặc tộc Bảo Long. Nên hôm nay Phủ Thiên Sách đến, mọi người đều rất phấn khích. Ừ, chúng ta đến đây vì đứa trẻ, nhưng đứa trẻ đâu? Hoàng Hùng hỏi, Lê Nguyên, đưa Lê Quân ra đây. Lý Tử Nhiệm nhanh chóng đưa Lê Quân đến giữa sân. Bộ người Thiên Long bắt đầu kiểm tra và phân tích thiên phú của Lê Quân. Phủ Thiên Sách có một phương pháp đặc biệt để đo lường mức độ thiên phú. Thông thường thiên phú được chia thành 9 cấp độ. Cấp 4, cấp 5 đã là thiên phú dị bẩm rồi. Cấp 6 hoặc 7 có thể được gọi là thiên tài. Cấp độ thứ 8 càng là hiếm thấy, 1.000 năm có thể xuất hiện một người. Sau khi kiểm tra thiên phú của Lê Quân, cả 4 người đều ngạc nhiên. Cấp 9. Cấp 9 cao nhất. Thì ra thứ hạng của thiên cơ là chính xác. Không điêu chút nào. Tài năng của Lê Quân hoàn toàn có thể nằm trong danh sách. Thậm chí có thể nói Lê Quân bị đánh giá thấp. Mọi người suy đoán là tài năng cấp 7, nhưng không ngờ lại là cấp 9. Như vậy đi, tôi thay mặt cho Phủ Thiên Sách quyết định, hôm nay sẽ mang đứa trẻ này về Phủ Thiên Sách để bồi dưỡng. Vốn là Phủ Thiên Sách còn muốn quan sát một chút nhưng sau khi thấy được thiên phú này Thiên Long trực tiếp đưa ra quyết định. Tôi không đồng ý. Người hai nhà Lý Trịnh đang phấn khích nghe thấy những gì Diệp Lâm Quân nói thì nụ cười đều biến mất. Nụ cười của 4 người Thiên Long cũng biến mất. Vốn là một chuyện tốt đẹp, nhưng nó đã bị một câu nói của Diệp Lâm Quân phá hủy. Không đồng ý, Diệp Lâm Quân, anh có cái gì không đồng ý? Anh có thể tìm được nơi tốt hơn Thủ Thiên Sách không? Một số người đã đặt câu hỏi. Diệp Lâm Quân lạnh lùng nói, tôi tự dạy Đỗ Lê Quân là được rồi. Tôi sẽ bảo vệ con gái mình. Không cần người khác. Nhưng anh nghĩ lại xem, con gái có thể cả đời lớn lên dưới đôi cánh của anh không? Anh không muốn Lê Quân trở thành bình hoa chứ? Một số việc cần phải tự mình trải nghiệm. Chỉ có như vậy con bé mới có thể trưởng thành. Lời nói của Đoàn Lên Nguyên khiến Diệp Lâm Quân cảm động. Anh phải sẵn sàng bảo vệ vợ và con gái mình cả đời, nhưng Lê Quân quả thực cần phải trưởng thành. Cô bé đã khác với những đứa trẻ khác ngay từ khi mới sinh ra, đó chính xác là số mệnh. Nếu mình vẫn giữ Lê Quân bên cạnh để bảo vệ thì quả thực rất không tốt cho sự trưởng thành của Lê Quân. Nhưng bây giờ giao Lê Quân cho Phủ Thiên Sách, Diệp Lâm Quân không hề yên tâm. Hiện tại anh không thể kiểm soát được Phủ Thiên Sách, nếu có gì bất thường xảy ra, anh sẽ không thể xử lý được. Sở dĩ trước đây Lê Quân được phép đến thành Vô Song là vì anh có thể nắm thành Vô Song trong tay. Tình hình bây giờ hoàn toàn khác. Nhất Phú Kiên Vương, đây là quyết định của Phủ Thiên Sách, cũng là mệnh lệnh. Nếu không tin, anh có thể hỏi vệ binh Viêm Long. 4 người Thiên Long quyết định bọn họ sẽ không tiếc giá nào, họ phải đưa Lê Quân đi ngay hôm nay. Hoàng Hùng nhẹ nhàng nói, xin Nhất Phú Kiên Vương yên tâm, tài năng của con anh thật tuyệt vời. Chúng tôi đảm bảo rằng cô bé chẳng những sẽ không phải chịu một chút ấm ức nào ở Phủ Thiên Sách, mà cô bé sẽ được coi là hạt giống số 1 để bồi dưỡng. Tương lai cô bé sẽ bảo vệ đất nước. Huyền Lang vẫn luôn không lên tiếng cũng phụ họa, Phủ Thiên Sách là võ viện cổ đại mạnh nhất Lạc Việt. Không thể so sánh với thế lực giang hồ. Con gái bảo bối của anh đến đó cũng không ai hại nó đâu. Diệp Lâm Quân, anh không đồng ý thì cũng vô dụng. Lê Quân phải đến Phủ Thiên Sách. Người hai nhà Lý Trịnh mắng. Lý Tử Nhiệm cũng nhìn Diệp Lâm Quân với vẻ mặt phức tạp. Hạo Quân, chúng ta không thể bảo vệ Lê Quân cả đời được. Cách tốt nhất là để con bé tự bảo vệ mình. Vẻ mặt Diệp Lâm Quân trông có vẻ phức tạp. Mệnh lệnh hôm nay của Phủ Thiên Sách và vệ binh Viêm Long cùng với người nhà vợ khuyên bảo ngoài ra còn có những lo lắng về tương lai của Lê Quân, anh thực sự rất loạn. Được rồi, để Lê Quân đến Phủ Thiên Sách thử xem thử trước. Nếu không tốt, tôi sẽ đưa nó về bất cứ lúc nào. Cuối cùng Diệp Lâm Quân cũng đồng ý. Được, có thể, để cô bé thích ứng một thời gian. Nếu các người không có việc gì nữa thì chúng ta sẽ dẫn nhỏ đi. 4 người Thiên Long đều sốt ruột, hận không thể đưa Lê Quân đi ngay. Chậm đã, chúng tôi muốn từ biệt Lê Quân. Sự việc xảy ra bất ngờ, mọi người đều không kịp chuẩn bị. Cho nên mọi người lần lượt chào tạm biệt Lê Quân. Lý Tử Nhiệm là người gần cuối chia tay Lê Quân, khóc rất to. Diệp Lâm Quân là người cuối cùng nói lời tạm biệt với Lê Quân, cũng có những giọt nước mắt trong mắt anh. Đứa trẻ Lê Quân này quá hiểu chuyện,
còn chủ động an ủi Diệp Lâm Quân đừng khóc. Diệp Lâm Quân sợ mình không chịu nổi nỗi đau chia tay nên đã bỏ đi trước, không muốn nhìn thấy cảnh chia tay với Lê Quân. Đi đến bên ngoài biệt thự, Diệp Lâm Quân châm thuốc hít một hơi. Khoảng vài phút sau, tiếng bước chân hồn loạn vang lên, bốn người Thiên Long và Lý Tử Nhiệm đều xông tới chỉ vào mũi Diệp Lâm Quân hét lớn, Diệp Lâm Quân mau giao đứa trẻ ra đây. Hả, Diệp Lâm Quân khó hiểu. Giao đứa bé, ý anh là gì? Lê Quân đang ở trong phòng ngủ của con bé. Diệp Lâm Quân ngạc nhiên nói. Anh nói láo, không thấy đứa nhỏ, rõ ràng là anh đã giấu đi. Địa hổ quát lên ngay tại chỗ. Một đôi mắt hổ nhìn chằm chằm vào Diệp Lâm Quân. Đúng vậy, nhất định là anh đã giấu con đi. Bây giờ còn giả bộ. Đúng vậy, anh là người cuối cùng thấy Lê Quân, sau đó Lê Quân liền biến mất. Không phải anh thì còn ai? Anh không muốn Lê Quân gia nhập phủ Thiên Sách, cần gì phải dùng cách này. Hầu như tất cả mọi người có mặt đều la mắng Diệp Lâm Quân. Vừa rồi mọi người tạm biệt Lê Quân, cuối cùng sau khi Diệp Lâm Quân rời đi, bốn người Thiên Long đã đến phòng đón Lê Quân đi, kết quả là Lê Quân đã không còn thấy nữa. Mọi người nhanh chóng tìm một vòng quanh biệt thự, nhưng không hề có một chút dấu vết nào của Lê Quân. Cô bé đã biến mất. Điều đầu tiên mọi người nghĩ đến là Diệp Lâm Quân đã giấu Lê Quân. Dù sao Diệp Lâm Quân là người cuối cùng gặp Lê Quản. Sau khi anh ra ngoài, Lê Quân đã biến mất. Có nghĩa là vấn đề nằm ở chỗ anh. Mặt Lý Tử Nhiệm đen lại, cô nhìn Diệp Lâm Quân thất vọng nói, em biết anh luyến tiếc Lê Luân, em cũng luyến tiếc. LT nhưng Lê Quân còn có thế giới của riêng mình, anh kiềm chế con bé như vậy thì có nghĩa gì không? Mau giao Lê Quân ra đây. Nếu không em sẽ thất vọng với anh. Những người khác thúc giục, mau giao Lê Quân ra đây, mấy đại nhân còn đưa Lê Quân về phủ Thiên Sách. Bốn người Thiên Long rất tức giận, nhưng vì e ngại sức mạnh của Diệp Lâm Quân nên bọn họ không dám nổi giận. Mọi người đều nhìn chằm chằm vào Diệp Lâm Quân để anh ấy giao Lê Quân ra. Diệp Lâm Quân cũng ngốc luôn. Anh thậm chí không biết chuyện gì đã xảy ra. Phải mất mười mấy giây, Diệp Lâm Quân mới phản ứng lại. Anh run rẩy, nắm chặt tay, lo lắng hỏi, các người. Các người nói gì vậy? Không thấy Lê Quân sao? Anh còn ở đây giả bộ, rõ ràng là giấu Lê Quân đi, do còn vặn lại chúng tôi Lê Quân mất tích. Lý Tử Nhiệm đột nhiên cao giọng, không sai. Không thấy Lê Quân. Nếu anh giấu đi thì em cầu xin anh giao Lê Quân ra đây. Âm sau khi nhận được câu trả lời khẳng định, não của Diệp Lâm Quân đập đùng đoàng. Đã có chuyện. Xảy ra chuyện lớn. Canh phòng nghiêm ngặt nhưng Lê Quân vẫn bị bắt đi. Lại còn là dưới mũi của mình. Thật không thể chịu nổi. Đúng, anh quá coi thường chúng tôi, phải không? Có chúng tôi ở đây thì kẻ địch làm sao có thể lặng yên không tiếng động đưa người đi. Hoàng Hùng cũng phụ họa, Huyền Lang nhìn Diệp Lâm Quân bằng ánh mắt lạnh lùng. Không ai có thể bắt được người dưới mũi chúng tôi, lại còn không hay biết. Như vậy chỉ có thể chứng tỏ anh đang nói dối. Đúng vậy, trừ phi chỉ có một khả năng. Chính anh âm thầm giấu đứa nhỏ, rồi đổ cho người khác. Bốn người Thiên Long chỉ về phía Diệp Lâm Quân. Diệp Lâm Quân là người cuối cùng nhìn thấy Lê Quân. Hơn nữa, bốn người Thiên Long đã biết thân phận Trấn Thiên Vương của anh, lấy thực lực của anh làm tất cả những chuyện này cũng không thành vấn đề. Diệp Lâm Quân mỉm cười, bắt người đi ngay dưới mắt các người thì chỉ có thể nói là các người kém cỏi. Anh đang tìm cái chết. Huyền Lang nói từng chữ một. Toàn thân toát ra sát khí lạnh lẽo. Dù thế nào đi nữa, tất cả mọi người có mặt đều tin rằng chính Diệp Lâm Quân đã giấu Lê Quân. Dù sao thì nó cũng gần giống như vụ tàn sát trước đó ở Sơn Trang Bạch Vân, gần như là chứng cứ vô cùng xác thực. Tôi không có thời gian nói nhảm với các người, tôi đi tìm Lê Quân. Diệp Lâm Quân phớt lờ những người khác và chuẩn bị rời đi. Anh dám, Huyền Lang dừng lại trước mặt Diệp Lâm Quân. Cút ngay. Nếu không đừng trách tôi giết anh. Sát khí trong mắt Diệp Lâm Quân dâng lên. Huyền Lang tránh ra giọng nói của Thiên Long vang lên. Huyền Lang chậm rãi tránh đi. Tại sao không tôi ra tay, tôi sẽ không thua. Hơn nữa còn mọi người nữa. Huyền Lang rõ ràng không phục Diệp Lâm Quân. Ngay cả khi anh là cường giả thiên bảng. Huyền Lang là người có khả năng chiến đấu cao nhất trong bốn người, thực lực vượt xa Thất Trọng Thiên. Chúng ta tốt nhất không nên xung đột với anh ta, đừng có ép anh ta. Thiên Long giải thích. Vậy làm sao bây giờ? Theo dõi anh ta, từ giờ trở đi theo dõi anh ta.
chỉ cần đi theo anh ta thì nhất định có thể tìm được đứa nhỏ. Thiên Long ra lệnh. Bốn người yên tâm đi, chúng tôi nhất định sẽ để anh ta giao đứa nhỏ. Lê Nguyên nhất định phải để anh ta giao đứa nhỏ. Hai nhà Lý Trịnh lấy lòng. Việc này không cần mọi người nhúng tay, để chúng tôi tự giải quyết. Bốn người Thiên Long rời khỏi đây. Tiếp theo, Diệp Lâm Quân có thể sẽ có những động thái lớn. Anh ta không muốn đứa trẻ đi cùng chúng ta. Lý do rất đơn giản. Anh ta không muốn đứa trẻ này được chúng ta bồi dưỡng thành người chính phải. Anh ta muốn tự mình bồi dưỡng nó. Thiên Long phân tích. Chúng ta theo dõi anh ta thật kỹ, sau đó đưa đứa bé trở lại. Điều này rất quan trọng. Chúng ta phải tìm người hỗ trợ, nếu không Diệp Lâm Quân sẽ khó đối phó được. Được, lập tức liên hệ với Phủ Thiên Sách và báo cáo tin tức trung thực. Sau khi Diệp Lâm Quân rời khỏi đây, ngay lập tức liên lạc với thuộc hạ cũ khắp nơi và bắt đầu truy tìm tung tích của Lê Quân. Anh đã phái tất cả những người mạnh nhất Tây Thiên Vương ra ngoài, chỉ để tìm ra tung tích của Lê Quân. Những người khác thì lo lắng như kiến bò trên chảo nóng. Nhưng một điểm tốt là bên kia không trực tiếp động thủ với Lê Quân mà là bắt cô bé đi. Rõ ràng là họ có kế hoạch khác, nói không chừng là hướng về phía chính mình. Nghĩ đến đây, Diệp Lâm Quân hơi an tâm. Lê Quân lúc này vẫn chưa rời Lạc Việt. Cô bé bị đưa đến chỗ nào đó ở Lạc Việt. Đúng lúc này, một nhóm người xuất hiện. Điều quan trọng nhất là nhóm người này. Diệp Lâm Quân đã từng nhìn thấy nhóm người này. Khi đó ở gần Nghĩa Trang thành Phượng Thiên, đám người võ sĩ đảo Đông Ca đi cùng nhà họ An. Vừa văn lúc đó Diệp Lâm Quân đụng phải, đám người kia liền thay đổi, buộc nhà họ An phải xin lỗi. Khi đó, Diệp Lâm Quân nhận ra có thể nhóm người này đang có một âm mưu nào đó, liền phái đám người Tây Thiên Vương theo dõi thật kỹ. Nhưng cho đến bây giờ, nhóm người này vẫn chưa có một chút biểu hiện khác thường gì. Cho nên bên này Tây Thiên Vương quan sát vẫn luôn được ổn định. Nhưng những người này chỉ là người lập kế hoạch chứ không phải người thực hiện. Bọn họ không có bất kỳ hành động gì, như vậy bộ phận tình báo của Tây Thiên Vương sẽ không phát hiện ra. Hóa ra tất cả mọi thứ ở Sơn Trang Bạch Vân đều do nhóm người này lên kế hoạch. Bây giờ, họ đã phái cường giả bắt Lê Quân. Chuột đồng thật may mắn. Đám đông cúi đầu trước một bóng đen. Trong ánh sáng yếu ớt có một bóng đen, đó là chuột đồng trong miệng đám người, Ono Ichiro. Anh ta có biệt danh là võ sĩ bóng ma, nghĩa là anh ta giống cái bóng. Ngoài việc luyện tập kiếm đạo ở đảo Đông Ca, chuột đồng còn luyện một thuật pháp đặc biệt, nhãn thuật, nếu anh ta trốn đi thì căn bản không ai có thể tìm được. Anh ta có thể ẩn nấp ở bất cứ đâu, gần như hòa làm một thể với môi trường. Nó hơi giống với thủ lĩnh của tổ chức giết thần mà trước đây Diệp Lâm Quân đã giết ở nước Chiến Ưng. Nhưng nói riêng về nhân thuật, chuột đồng mạnh hơn. Ảnh Minh mạnh về kỹ thuật ám sát, còn chuột đồng mạnh về kỹ thuật tàng hình. Vì vậy, khi Ono Ichiro bắt được Lê Quân, bốn đại cao thủ của Thiên Long không có bất kỳ phản ứng nào. Ngay cả Diệp Lâm Quân, người ở bên ngoài tương đối xa, cũng không nhận ra. Nói cho cùng, Diệp Lâm Quân không nhận thấy dấu vết của sự dao động năng lượng. Mọi người, nhiệm vụ của tôi đã hoàn thành. Tiếp theo là đến các người. Ono Ichiro nhanh chóng rút lui. Mấy võ sĩ đảo Đông Ca nhìn Lê Quân, đồng thanh, được rồi, bắt đầu thôi. Diệp Lâm Quân đã đoán trước rằng nhóm người đảo Đông Ca này có kế hoạch từ trước, nhưng anh không ngờ nhóm người này lại có động thái lớn như vậy. Còn trực tiếp hướng đến anh. Bên kia, Diệp Lâm Quân đã phái hết lực lượng có thể phái ra ngoài. Gần như toàn bộ Lạc Việt đang điên cuồng tìm kiếm tung tích của Lê Quân. Diệp Lâm Quân biết sốt ruột là vô dụng. Anh ngồi, tĩnh tâm lại nhưng lòng vẫn không tĩnh lặng được. Anh đang buộc mình phải bình tĩnh lại. Bây giờ anh rất hối hận, nên tiếp tục lắp chip định vị vị trí cho Lê Quân. Nếu không, lúc này anh đã biết Lê Quân đang ở đâu. Thật hối hận. Sau khi cứu Lê Quân, anh sẽ cấy ghép con chip một lần nữa. Người của Thiên Long vẫn nhìn chằm chằm vào Diệp Lâm Quân. Không thể nào, con gái bị bắt đi mà anh ta vẫn bình tĩnh như vậy. Nhìn Diệp Lâm Quân đang an tĩnh thiền định, địa hổ bất mãn. Điều đó có nghĩa là con gái anh ta không hề bị bắt. Tôi không thể chịu đựng được nữa. Cuối cùng họ không nhịn được, bước ra ngoài. Diệp Lâm Quân, anh cứ luôn miệng nói con gái bị kẻ địch bắt đi. Lúc này anh không nên lo lắng đi khắp nơi tìm sao. Làm sao có thể bình tĩnh ngồi thiền ở đây? Hoàng Hổ hỏi thẳng. Diệp Lâm Quân không mở mắt ra nói,
chuyện của Diệp Lâm Quân tôi không đến lượt anh lo. Tâm trạng tôi không tốt, tránh ra. Nghe thấy Diệp Lâm Quân thái độ mạnh như vậy, bốn người Thiên Long trở nên tức giận. Họ đã bao giờ bị đối xử như vậy? Là tổ chức cổ mạnh nhất ở Lạc Việt, bọn họ gần như nằm ngoài bất kỳ quy tắc nào, ngay cả vệ binh Viêm Long cũng không thể ra lệnh cho bọn họ. Địa vị như vậy quyết định sự cao quý của họ. Ai dám nói chuyện với họ như thế này? Dám bảo họ cút? Ăn gan hùm mật gấu. Diệp Lâm Quân, tôi cảnh cáo anh một lần cuối cùng, mau giao đứa nhỏ ra đây. Đừng ép tôi động thủ, tôi đã nhịn anh đủ rồi. Huyền Lang không chịu nổi nữa. Từ lâu anh ta đã muốn thách đấu với Trấn Thiên Vương. Đột nhiên, Diệp Lâm Quân mở mắt, vậy thì đừng nói nhảm nữa, bắt đầu chiến đấu đi. Đây là thời khắc khó chịu nhất với Diệp Lâm Quân, nhưng Huyền Long, Thiên Long cứ vo ve bên tai như ruồi. Diệp Lâm Quân có ý định giết người. Anh muốn đánh bay bốn người này. Ba người Thiên Long muốn ngăn cản nhưng đã quá muộn. Bầu không khí dương cung bạt kiếm hết sức căng thẳng. Huyền Lang có vẻ rất hưng phấn, chế nhạo, để tôi xem thử xem người đứng thứ 20 thiên bảng mạnh thế nào. Một đấm cho anh. Diệp Lâm Quân đã giơ nắm đấm lên và đánh ra. Rầm. Diệp Lâm Quân do nắm đấm này lên mặt đất rung chuyển, gió lớn đần dân ngưng tụ, sức mạnh đang ùn ùn kéo đến. Sắc mặt mấy người Thiên Long thay đổi đáng kể. Cường giả trong thiên bảng quả nhiên đủ mạnh. Ngay cả sắc mặt Huyền Lang cũng thay đổi chóng mặt nhưng anh ta càng trở nên hào hứng hơn. Diệp Lâm Quân càng mạnh mẽ thì anh ta càng hứng thú. Huyền Lang cũng bắt đầu chuyển công pháp mạnh nhất. Anh ta sẽ đọ cao thấp với Diệp Lâm Quân. Ngay tại lúc chỉ mảnh treo chuông, Tây Thiên Vương đột nhiên vội vàng chạy tới. Vương, có tin tức. Cô ấy hét về phía Diệp Lâm Quân. Cuộc chiến đột ngột bị phá hủy. Nghe vậy, Diệp Lâm Quân đột ngột thu tay lại, cùng Tây Thiên Vương vội vàng rời đi. Lần sau anh sẽ không may mắn như vậy. Trước khi đi, Diệp Lâm Quân để lại cho Huyền Lang một câu nói. Huyền Lang tức chết đi được. Nghe xem anh ta nói gì, tôi nghi ngờ anh ta không dám nên mới tránh mặt tôi như thế này. Huyền Lang tức giận nói. Mấy người Thiên Long nhìn nhau. Thật sự là như vậy sao? Anh ta sợ hãi sao? Họ không thể nghĩ ra lý do nào khác. Sau tất cả, họ luôn cho rằng Diệp Lâm Quân đã giấu Lê Quân chứ không phải bị bắt đi. Đi chúng ta đi theo, tiếp tục theo dõi anh ta, để xem anh ta có thủ đoạn gì. Bên kia, Diệp Lâm Quân đi theo Tây Thiên Vương đến căn cứ Giang Bắc. Vương, chúng ta vừa mới nhận được tình báo. Có người đưa Lê Quân đến một hòn đảo nhỏ ở Đông Hải Lạc Việt, công khai tìm sư phụ cho Lê Quân. Diệp Lâm Quân cau mày, con gái tôi đến lượt người khác tìm sư phụ sao? Đã được tôi cho phép chưa? Không sai, đồng thời điều kiện để nhận Lê Quân làm đồ đệ là phải lấy bảo vật ra. Bảo vật của ai giá trị càng cao thì có thể nhận Lê Quân làm đồ đệ. Tây Thiên Vương vừa nói lời không sợ chết này. Sắc mặt của Diệp Lâm Quân thay đổi dữ dội. Cái gì, vậy mà cũng nhận được con gái ta làm đồ đệ sao? Các người đây là đang thách thức điểm mấu chốt của tôi. Cả người Diệp Lâm Quân lệ khí ngập trời, cả trời đất đều là một sự sơ sát tiêu điều. Mọi người xung quanh lập tức khó thở, thậm chí ngạt thở. Lệ khí đáng sợ và sát khí ngập trời. Sau khi người của Thiên Long đến, họ cảm thấy kinh hãi, cái này, đây không phải là tà môn ngoại đạo sao? Tà khí đáng sợ. Đây là lần đầu tiên họ cảm nhận được lệ khí toát ra từ Diệp Lâm Quân. Càng coi Diệp Lâm Quân là ác ma. Nếu không diệt trừ ác ma này, Lạc Việt sớm muộn gì cũng sẽ đại loạn. Lê Quân nắm chặt bàn tay nhỏ bé của mình, thở dài mình vẫn chưa đủ mạnh mẽ. Điều duy nhất cô bé chờ đợi Diệp Lâm Quân đến cứu. Nhưng cô bé cũng cần phải làm những chuyện trong khả năng như ghi nhớ mọi người ở đây. Ngay cả khi tất cả đều được che mặt nhưng cô bé vẫn phải nhớ các đặc điểm. Ngay cả lời bọn họ nói. Lê Quân cũng phải nhớ hết. Đến lúc đó ba sẽ có thêm manh mối. Thủ lĩnh võ sĩ đảo Đông Ca che mặt, chế nhạo, hôm nay chúng ta nhìn xem hạt giống đệ nhất thiên tài Lạc Việt có thể mang lại cho chúng ta bao nhiêu giá trị. Ha ha ha, mỏi mắt mong chờ. Mọi thứ đã sẵn sàng sau đó đợi những thế lực muốn thu nhận đệ tử tới. Rầm. Ngay sau đó, có một âm thanh ầm ầm trên hòn đảo. Một chiếc trực thăng đến. Người đầu tiên bước vào. Đến từ thế lực Lạc Việt cổ điện chủ Điên Cuồng Phong, Chiến Thần.
Cuồng phong. Sức mạnh gần bằng 8, phương trời, cường giả thứ 19 trong thiên bảng Lạc Việt cao. Hơn Diệp Lâm Quân một bậc. Trên thực tế, sau giao ước của các vị thần và các loại sóng gió, các thế lực cổ xưa khác nhau đã lần lượt xuất hiện. Nhưng các thế lực mạnh hơn và cổ hơn vẫn đang trong tình trạng bế quan không bao giờ xuất hiện. Không biết thế lực đảo Đông Ca từ đâu mời bọn họ đến. Điều đó đủ cho thấy họ rất lợi hại. Dầm. Người thứ hai bước vào. Điện chủ Huyền Lôi Tôn Giả, cường giả thứ 15 trong thiên bảng Lạc Việt. Người thứ ba, thành chủ Phong Thành Kiếm Chí Tôn, cường giả thứ 13 trong thiên bảng Lạc Việt. Người thứ tư bước vào. Người thứ năm. Ngay sau đó đại diện của mười mấy thế lực tiến vào địa điểm, gần như xếp hạng từ thứ 11 đến 20 trên thiên bảng Lạc Việt đều ở đây. Người thứ 16 tiến vào. Anh ta là Huyền Minh Kiếm Thần từ Điện Huyền Minh, đứng thứ 12 trong thiên bảng Lạc Việt. Người thứ 17 tiến vào. Anh ta là một đạo sĩ đến từ núi Ngũ Long, nổi tiếng với những thuật pháp của mình. Xếp thứ 11 trong thiên bảng Lạc Việt. Hai người vừa bước vào đấu trường, tất cả mọi người đều há hốc mồm. Ngoại trừ 10 người đứng đầu thiên bảng Lạc Việt, tất cả những người khác đều tới đây. Một nửa của thiên bảng, thật là đáng sợ. Không chỉ có thế lực Lạc Việt đến. Kể cả các quốc gia lân cận xung quanh Lạc Việt, hàng chục thế lực cổ đại hùng mạnh cũng đã đến. Về cơ bản, tất cả các thế lực được mời đã đến. Có thể nói là kẻ mạnh đều quy tụ về đây. Thế lực của người này còn lớn hơn thế lực người kia, phe này lâu đời hơn phe kia. Hầu hết đều là những cái tên mà mọi người chưa bao giờ nghe nhắc đến trên đời. Nhưng tất cả đều vô cùng đáng sợ kinh người. Đặc biệt là một nửa người trên đất nước có tên trong thiên bảng Lạc Việt đều đã đến đây. Nghĩ lại bỗng cảm thấy Trấn Thiên Vương này đáng sợ biết nhường nào. Nhưng ở đây lại có người xếp trên anh. Bọn họ vô cùng đáng sợ. Hơn nửa tiếng sau, tất cả những người muốn thu nhận đồ đệ cuối cùng cũng đến rồi. Trần Đại Hội thu nhận đồ đệ cũng sắp được bắt đầu. Mà người bị thu thành đồ đệ chỉ có một mình Lê Quân. Tỷ ó rằng đây chính là âm mưu của võ sĩ đảo Đông Euroa. Chỉ là bây giờ âm mưu cụ thể vẫn chưa được tiết lộ. Tài năng của Lê Quân quá cao rồi. Còn được mệnh danh là thiên tài vô song, ngàn năm mới có một người. Ngay cả những cao thủ hàng đầu trong bảng thiên tài cũng muốn mang người về để bồi dưỡng, sau đó trở thành nền tảng cho thế lực của bọn họ trong tương lai. Vì vậy khi thấy Lê Quân được nhắc đến trong thư mời, một nửa người trên đất nước có tên trong thiên bảng Lạc Việt lũ lượt kéo nhau đến đây. Tôi muốn mang đứa nhỏ này về nhận làm đồ đệ, mấy người có điều kiện gì không? Điện chủ của Điện Huyên Lôi, Huyên Lôi Tôn Giả lạnh lùng nói. Câu này vừa nói ra giống như rông sấm đang gào thét. Chấn động đến mức khiến tai của mọi người ong ong ù đi. Xin chào Huyên Lôi Tôn Giả đại nhân, điều kiện để thu nhận đứa nhỏ này làm đồ đệ rất đơn giản, nhưng phải xem ông định dùng cái gì để đổi. Mọi người đang có mặt ở đây đều như nhau. Ai có thể đưa ra mức giá cao nhất thì đứa nhỏ này sẽ thuộc về người đó. Hơn nữa phía chúng tôi cũng đảm bảo sau khi thu nhận đứa trẻ này làm đồ đệ thì vẫn có thể rời hòn đảo này một cách an toàn. Sau khi nghe thấy lời giải thích của nhóm thế lực này, mọi người dần dần hiểu ra. Nhiều người thở phào nhẹ nhõm. Ban đầu có mấy thế lực yếu hơn một chút sợ rằng sau khi thu nhận Lê Quân làm đồ đệ thì sẽ bị những kẻ mạnh trực tiếp cướp đi. Nhưng bây giờ lời hứa hẹn của thế lực đảo Đông Ca đã khiến bọn họ an tâm hơn. Sau khi thu nhận Lê Quân làm đồ đệ, bọn họ vẫn có thể rời đi một cách an toàn. Bởi vì cho đến nay, tất cả mọi người vẫn chưa có hiểu biết nhiều về thế lực đã bắt được bé Quân này. Nhưng đối phương lại có được tất cả thông tin về bọn họ. Vì vậy mọi người chắc chắn rằng dù là thế lực mạnh nhất là Ngũ Long Đạo Nhân cũng sẽ không dễ dàng khiêu chiến thế lực thần bí này. Vì vậy sau khi nhận bé Quân làm đồ đệ thì sẽ vô cùng an toàn. Bằng cách này, đại hội thu nhận đồ đệ mới có thể công bằng nhất. Sau khi bọn họ quy định quy tắc, tất cả mọi người bắt đầu suy nghĩ, rốt cuộc thì bọn họ phải dùng cái gì để đổi thì mới có thể thu nhận Lê Quân làm đồ đệ. Những người có mặt ở đây đều là những nhân vật vô cùng lớn, chắc chắn trong tay có không ít bảo vật. Bây giờ chỉ còn phụ thuộc vào việc bảo vật của người nào có giá trị lớn nhất. Đại hội thu nhận đồ đệ bên này đã sắp bắt đầu mà bên phía Diệp Lâm Quân và những người khác vẫn chưa tìm thấy vị trí của hòn đảo ở đâu. Đặc biệt là đám người Tây Thiên Vương sắp phát điên vì tìm kiếm.
Diệp Lâm Quân lo lắng đến mức giống như con kiến đang bò trên chảo nóng. Mà trong lúc này rất nhiều người cũng đang tìm kiếm anh. Ví dụ như đám người Lý Tử Nhiệm, muốn yêu cầu anh giao đứa bé ra, đừng gây rắc rối nữa. Vệ binh Viêm Long Bằng cũng đang đi tìm anh, muốn biết tình huống của anh ra sao. Vào lúc này, có càng nhiều người hỏi thì tâm trạng của Diệp Lâm Quân càng khó chịu. Nếu có người nào dám khiêu khích như Huyền Lang thì không chừng Diệp Lâm Quân sẽ thật sự giết chết người đó, tuy nhiên viện quân yêu cầu hỗ trợ của đám người Thiên Long đã đến chỗ của mình rồi. Những cao thủ của Phủ Thiên Sách và tộc Bạo Long cũng đang trên đường chạy đến. Bọn họ vẫn luôn nhìn chằm chằm vào Diệp Lâm Quân, vừa có chút gió thổi cỏ lay là bọn họ sẽ ra tay trước để ngăn chặn Diệp Lâm Quân ngay. Vô cùng gấp gáp, trên trán Diệp Lâm Quân toát ra mồ hôi lạnh. Biết một chút manh mối, nhưng lại không tìm được, chuyện này khiến người ta gấp gáp biết chừng nào. Đồng thời anh cũng tự trách mình rất nhiều. Lẽ ra lúc đầu, anh không nên mềm lòng, không nên để Lê Quân đến Phủ Thiên Sách, như vậy thì những chuyện sau đó cũng sẽ không xảy ra. Chuyện này cũng phải trách đám người của Phủ Thiên Sách. À, Diệp Lâm Quân tức giận gầm lên. Nếu như Lê Quân xảy ra bất kỳ chuyện gì thì cả đời này anh sẽ không bao giờ tha thứ cho bản thân mình. Rõ ràng Lê Quân đã mất tích, vẫn có rất nhiều người oan ức đang giấu chuyện này. Nhưng vào lúc này, Diệp Lâm Quân không quan tâm đến tất cả những chuyện đó nữa. Phốc, cuối cùng Diệp Lâm Quân vì quá lo lắng, không nhịn được nữa há miệng phun ra một ngụm máu. Cha, cha ra rồi. Vương, cuối cùng cũng đã tìm thấy hòn đảo đó rồi. Đang lúc tuyệt vọng thì có tin tức của Tây Thiên Vương. Vị trí của đảo nhỏ Đông Hải cụ thể đều ở bên trong. Tây Thiên Vương đánh dấu một vị trí. Đi thôi, lập tức sắp xếp phương tiện di chuyển nhanh nhất cho tôi. Diệp Lâm Quân nóng lòng đến mức hận không thể lập tức bay đến đó. Chỉ là thực lực của anh vẫn chưa đạt tới trình độ đó. Ngay sau đó, Tây Thiên Vương đã sắp xếp một máy bay chiến đấu tốc độ siêu thanh để đưa Diệp Lâm Quân đến đảo nhỏ Đông Hải. Ngay khi bên phía Diệp Lâm Quân vừa có hành động thì bốn người phía Thiên Long cũng lập tức cảnh giác. Nhanh chóng điều tra xem Diệp Lâm Quân đi đâu, chúng ta phải nhanh chóng đuổi theo. Ngoài ra, thông báo để viện quân của Phủ Thiên Sách và tộc Bạo Long thay đổi tuyến đường, đuổi theo chúng ta. Phủ Thiên Sách cũng đuổi theo ngay lập tức. Dù sao thì hành động của Diệp Lâm Quân cũng không phải quá bí mật. Chỉ cần bọn họ ra lệnh hoặc dùng thủ đoạn mạnh bạo thì sẽ dễ dàng biết được tất cả những điều này. Diệp Lâm Quân ở phía trước, bọn họ ở phía sau. Trên máy bay, Diệp Lâm Quân chỉ có một suy nghĩ duy nhất, phải nhanh chóng đến hòn đảo, cứu Lê Quân ra ngoài. Trên đảo, đại hội thu nhận đồ đệ bắt đầu. Các lực lượng khác nhau bắt đầu bày ra từng món đồ có giá trị. Bảo bối của tôi chính là kỹ năng chiến đấu cấp cao. Kỹ năng chiến đấu thương minh. Ồ, sau khi mọi người nghe thấy cái tên này thì nhao nhao hít vào một hơi. Dám lấy kỹ năng chiến đấu này ra luôn sao? Thật là đang sợ. Bảo bối của tôi là cây thương thiên thần. Ồ, nhìn thấy cây thương thiên thần bóng loáng kia, mọi người lại hít vào một hơi. Cây thương thiên thần này được đúc từ sắt trong mảnh thiên thạch rơi xuống trái đất, được biết đến với việc có thể đâm xuyên mọi thứ. Ai sở hữu nó thì chắc chắn sẽ được gia tăng sức mạnh. Đồ vật mà tôi lấy ra là một số bảo vật có giá trị vô cùng cao. Sau đó các thế lực lớn bắt đầu lần lượt trưng ra báu vật của mình. Mỗi một món đồ đều có giá trị vô cùng cao, âm thanh hít vào liên tục vang lên bên tai. Thế nhưng vẻ mặt của võ sĩ đảo Đông Ca vẫn rất bình tĩnh. Rõ ràng là không có món đồ nào trong số này là thứ mà bọn họ muốn. Những nhân vật thực sự lợi hại vẫn chưa ra tay đâu. Mấy chục thế lực ở các quốc gia xung quanh Lạc Việt cũng lần lượt đưa ra những con át chủ bài của mình. Đại hội thu nhận đồ đệ dần bước vào giai đoạn cao trào. Giá trị của những món bảo vật mà bọn họ mang ra cũng càng ngày càng lớn, những thứ mang ra đều là bảo vật khiến mọi người chấn động. Nhưng những người đứng đầu của nhóm võ sĩ đảo Đông Ca Vân lắc đầu. Rốt cuộc thì những thứ này vẫn không đạt đến mong đợi của bọn họ. Đến tôi. Lúc này, thành chủ Phong Thành Kiếm Chí Tôn của Phong Thành đứng lên. Bảo vật của tôi là một thanh thiên xương kiếm, được đúc từ dung hợp của băng sâu ngàn năm, có thể so sánh với phong lôi kiếm của tôi. Phong Thành Kiếm Chí Tôn lấy ra một thanh kiếm, nhiệt độ của toàn bộ khu vực lập tức giảm xuống, tất cả mọi người đều có thể cảm nhận được hơi lạnh thấu xương.
Nhìn thấy thanh kiếm này xuất hiện, đôi mắt của nhóm võ sĩ đảo Đông Ca cũng từ từ sáng lên. Đây mới là món đồ mà bọn họ cảm thấy hứng thú. Bảo vật của tôi là một viên thần dược, có thể khiến một người bình thường trở thành một cường giả thất trọng thiên. Sau khi điện chủ của điện Huyền Minh kiếm thần xuất hiện, mọi người đều cảm thấy hít thở không thông. Viên thần dược này quá đáng sợ rồi phải không? Đôi mắt của đám võ sĩ đảo Đông Ca càng sáng hơn. Thứ này càng khiến bọn họ hứng thú hơn. Công dụng của loại thần dược này quá lớn rồi. Hiệu quả của thuốc có thể nói là quá tuyệt vời. Nhưng sau đó, mọi người đều hướng sự chú ý vào một người. Ngũ Long đạo nhân đứng thứ 11 trong thiên bảng Lạc Việt. Anh ta không giống những võ giả khác, thứ mà anh ta tu luyện là thuật pháp đạo môn. Ngay cả võ giả mạnh cũng phải cúi đầu. Nếu không thì anh ta cũng sẽ không đứng thứ 11 trong thiên bảng. Đến bây giờ thì anh ta chính là người duy nhất trong sân chưa đưa ra bất kỳ món bảo vật nào. Khuôn mặt của Ngũ Long đạo nhân vô cùng lạnh lùng, ra hiệu bằng mắt một cái. Đồ đệ đứng bên cạnh lập tức lấy ra một chiếc hộp gỗ. Bảo vật của sư phụ tôi là một trong những pháp khí trấn núi của núi Ngũ Long, ấn thần lôi. Đồ đệ nhỏ nói, loại pháp bảo này của đạo môn cũng giống như binh khí của võ giả, càng làm tăng thêm năng lực chiến đấu. Thực ra pháp bảo này rất dễ hiểu. Trong cuộc sống của những người bình thường cũng có. Chẳng hạn như người cao tuổi thích đi chùa chiền, đạo quán để cầu xin điều gì đó, như là những thứ giúp tăng vận khí, cầu tài lộc giàu sang. Những thứ đó cũng giống như pháp bảo. Chỉ là ấn thần lôi của Ngũ Long đạo nhân là để giết người. Đồ đệ nhỏ liếc mắt nhìn toàn bộ mọi người rồi nói, ấn thần lôi chứa một thiên lôi khác, có thể kích phát ra thiên lôi. Uy lực thật lớn, thất trọng thiên võ giả không thể cầm cự nổi. Lời này vừa nói ra mọi người có mặt đều phát điên cả rồi. Ấn thần lôi này mạnh hơn nhiều so với vị tiểu lôi thần mà lúc trước Diệp Lâm Quân sử dụng ở nước Chiến Ưng. Sấm sét của tiểu lôi thần được đánh thức và điều khiển bởi con người, nhưng bên trong ấn thần lôi có chứa thiên lôi, uy lực hoàn toàn không thuộc một cấp độ nào cả. Mọi người kinh hãi nhìn ấn thần lôi. Vậy không phải có nghĩa là ấn thần lôi có thể xóa sổ hầu hết những người tại chỗ sao? Nếu ở trong tay cường giả, chẳng hạn như Ngũ Long đạo nhân, vậy thì có thể giết tất cả mọi người ngay tại chỗ. Nếu thất trọng thiên cường giả bình thường mà sở hữu được thần khí này thì có thể khiêu chiến cường giả thuộc thiên bảng. Thậm chí là bản thân đạo sĩ Ngũ Long, ai mà không muốn có loại thần khí này chứ? Đôi mắt của tất cả mọi người ở đây đều sáng lên. Nếu ấn thần lôi mà thuộc về mình thì tốt biết mấy. Khi các võ sĩ thấy ấn thần lôi xuất hiện, trong mắt của hầu hết mọi người đều sáng cả lên. Đây là những gì họ thực sự muốn. Ngay sau khi ấn thần lôi vừa ra, mọi người cũng có thể biết kết quả. Lê Quân hoàn toàn thuộc về đạo sĩ Ngũ Long, những người khác không thể nào cướp được. Trong đám người đảo Đông Ca có một võ sĩ tiến lên, nhận lấy ấn thần lôi từ đệ tử của đạo môn Ngũ Long. Bởi vì họ phải xác minh thật giả ở hậu đài. Toàn bộ bảo vật vừa rồi của mọi người đều được đưa vào hậu đài để nghiệm chứng thật giả. Mặt khác, họ sẽ thông qua so sánh kết quả cuối cùng để quyết định xem ai có thể nhận Lê Quân làm đồ đệ. Đối với bọn họ, chuyện bảo vật có bị đám người này lén lút mang đi hay không, bọn họ chẳng để ý chút nào. Thậm chí không nghĩ về nó. Dẫu sao thế lực to lớn như vậy, ai mà lại đi làm ba cái chuyện trộm gà trộm chó chứ? Nhưng tất cả đều đã nghĩ sai. Kế hoạch âm mưu ban đầu của đám võ sĩ đảo Đông Ca này là chuyển hết kho báu đi. Bảo vật do cao thủ giao cho ban nãy từ lâu đã bị bọn họ chuyển đi từng cái một, bây giờ chỉ còn lại một ấn thần lôi mà thôi. Rút, mọi người rút hết cho tôi. Sau khi cô được ấn thần lôi, các võ sĩ lần lượt rút lui. Cuối cùng các người cũng rời đi, đem đứa nhỏ này qua đi, người lãnh đạo ra lệnh. Khoan đã. Ngay lập tức, anh ta bôi máu vào mặt Lê Quân. Cuối cùng Lê Quân bị mang lên phía trước. Khi các cao thủ nhìn thấy Lê Quân bước ra, mọi người càng bình tĩnh hơn. Ngay cả đạo sĩ Ngũ Long cũng không nghĩ nhiều. Trước hết các người chờ một chút, sẽ có kết quả ngay thôi, bảo vật của mọi người cũng sẽ được trả lại. Sau khi nhận được câu trả lời khẳng định, mọi người đều cảm thấy an tâm hơn. Nào ngờ lúc này tất cả bảo vật đều đã bị lấy đi, người trong sân cũng bị lấy mất. Đây là âm mưu của đám người đảo Đông Ca này. Đầu tiên, mời nhóm cao thủ này đến đây, sau đó lấy hết bảo vật của họ. Thứ hai,
ước tính địa điểm và kế hoạch rồi tiết lộ cho Diệp Lâm Quân để Diệp Lâm Quân có thể đến đây. Thứ ba, sau khi bọn họ rút lui, Diệp Lâm Quân sẽ đến đó ngay, đến lúc đó Diệp Lâm Quân sẽ đại chiến một trận với đám cao thủ này. Bước cuối cùng là tái hiện lại cảnh trên sơn trang Bạch Vân giết sạch đám cao thủ này, giá họa cho Diệp Lâm Quân. Có lẽ lần này cũng không cần giá họa, Diệp Lâm Quân tức giận lên có khi sẽ tự giết bọn người này luôn. Dù Diệp Lâm Quân có đấu không lại thì hai bên cũng sẽ cắt chết lưới rách. Đến lúc đó bọn họ phái người đến thu hoạch. Dù thế nào thì cũng sẽ là đả kích lớn đối với giới võ đạo ở Lạc Việt. Sau hai lần, sợ là giới võ đạo Lạc Việt sẽ tổn thương 1/3 nguyên khí, đây đối với võ sĩ đảo Đông Ca đúng là kết quả quá tốt. Không chỉ như thế, nhóm người này cũng mời các thế lực cổ xưa từ các quốc gia lân cận xung quanh Lạc Việt, nhưng thế lực đảo Đông Ca không đến. Mục đích của họ rất đơn giản, trong khi tấn công giới võ đạo Lạc Việt, họ cũng tấn công giới võ đạo của một số quốc gia xung quanh. Bằng cách này, võ sĩ đảo Đông Ca hoàn toàn có thể vươn lên. Đây cũng là âm mưu của đại hội nhận đồ đệ lần này. Họ đã bắt Lê Quân đi và tập hợp các thế lực cổ xưa và các cao thủ võ thuật ở Lạc Việt và khu vực lân cận lại. Muốn mượn tay của Diệp Lâm Quân để tiêu diệt đến mức tối đa những kẻ này và gây tổn hại nặng nề cho giới võ đạo ở Lạc Việt và các nước xung quanh. Không thể không nói, họ lên kế hoạch thật tài tình. Bây giờ đã có rất nhiều người đã bị lừa. Ví dụ, các ngũ long đạo nhân đang ngồi chờ đợi. Ngoài ra, tin tức mà Tây Thiên Vương cha được phát hiện được cố tình tung ra từng chút một. Mục đích là chỉ để những cao thủ như Diệp Lâm Quân và ngũ long đạo nhân gặp nhau, từ đó dẫn đến một trận đại chiến, sử dụng cùng một phương pháp để giết tất cả mọi người. Nếu Diệp Lâm Quân chết trong trận chiến này, người của họ sẽ ra tay thu hoạch mọi thứ. Nếu Diệp Lâm Quân không chết, đó sẽ là tình huống tốt nhất. Sau đó, họ có thể biến Diệp Lâm Quân thành một đại ma đầu. Để Diệp Lâm Quân chiến đấu với các cao thủ Lạc Việt trong ổ đấu, như vậy sẽ càng phá hủy và làm suy yếu sức mạnh của võ đạo Lạc Việt. Vài phút trôi qua, thế lực võ sĩ đảo Đông Ca đều đã kéo đi, chỉ còn lại các đạo sĩ Ngũ Long và Lê Quân cả người đầy máu. Đúng lúc này, Diệp Lâm Quân đang ở trên máy bay chiến đấu nhận được tin tức từ Tây Thiên Vương. Đó là một vài bức ảnh. Trong ảnh, Lê Quân bê bết máu, bộ dạng đáng thương khiến người ta đau xót. Khi Diệp Lâm Quân nhìn thấy bức ảnh, cơn tức giận của anh càng tăng lên, cả người như phát điên. Trên cánh tay anh nổi gân xanh, như muốn xé toạc da của anh bất cứ lúc nào. Trên mặt anh đầy vẻ dữ tợn, đôi mắt của anh cũng đầy tức giận. Sát khí khủng khiếp tỏa ra từ trên người anh, tất cả mọi người đều cảm nhận được luồng sát khí khủng khiếp này, da đầu tê dại, khí lạnh dưới lòng bàn chân xông lên tận đỉnh đầu. Trong mắt anh biến thành màu đỏ như máu, giống như một ma thần. Những người đi cùng anh đều sợ hãi, vì sợ rằng Diệp Lâm Quân sẽ tức giận và giết tất cả bọn họ. Diệp Lâm Quân vô cùng tức giận. Sự tức giận của một người ba. Ai có thể chịu được chứ? Trên hòn đảo, 10 phút trôi qua. Nhưng tất cả những người tổ chức đại hội thu đệ tử đã biến mất, một người cũng không còn. Lúc này, đạo sĩ Ngũ Long nhận ra có điều gì đó không ổn. Đi xem đi, hình như bọn họ cũng đi rồi. Ngay khi đạo sĩ Ngũ Long vừa lên tiếng, mọi người đã phát hiện ra sự kỳ lạ, rối rít vào hậu đài để kiểm tra. Vừa nhìn một cái họ đã phát hiện ra vấn đề. Đối phương đã bỏ chạy cả rồi, mang theo toàn bộ bảo vật của mọi người. Không còn gì sót lại. Tìm kiếm trên đảo, một bóng người cũng không thấy. Đối phương sớm đã bỏ chạy hết. Đạo sĩ Ngũ Long trong phòng đấu giá nói, không cần tìm, bọn họ đã rời đi rồi. Rất xa. Đạo sĩ Ngũ Long vừa mới cảm thụ xong, cảm giác về ấn thần lôi đã hoàn toàn biến mất. Có nghĩa là nó đang ở rất xa. Nhưng đạo sĩ Ngũ Long vẫn giữ được vẻ trấn định trên mặt. Bởi vì anh ta cũng chả mất cái gì. Mặc dù ấn thần lôi đã bị mất đi, nhưng anh ta đã lấy được Lê Quân. Mang con bé theo, chúng ta rời đi, đạo sĩ Ngũ Long ra lệnh. Đồ đệ bước tới và chuẩn bị đưa Lê Quân đi. Khoan đã. Đột nhiên có người hô lên. Đạo sĩ Ngũ Long thế này là có chút không thích hợp phải không? Nhóm người kia rõ ràng là kẻ dối trá. Đồ của chúng tôi đều bị lấy mất. Ừ, bảo vật của chúng tôi đều bị mất, các người không nên mang đi đâu nhỉ? Tất cả mọi người đều nhìn chăm chăm vào thầy trò đạo sĩ Ngũ Long.
Một tia sáng lạnh lùng lóe lên trong mắt đạo sĩ Ngũ Long, vậy thì liên quan gì đến bần đạo? Đúng, sư tôn nói đúng. Các người làm mất đồ lại đi tìm bọn tôi làm gì chứ? Cũng có phải bọn tôi lấy đâu. Đúng vậy, liên quan gì đến chúng tôi? Hơn nữa, đứa trẻ này là chúng tôi dùng ấn thần lôi đổi lấy. Các người, mọi người nhất thời không nói nên lời. Cũng không biết phải nói gì. Có sao nói vậy, chuyện này quả thực chẳng liên quan gì đến đạo sĩ Ngũ Long cả. Anh ta chẳng làm gì sai. Nhưng tình hình hiện tại rất lúng túng. Mọi người đều mất đồ, đạo sĩ Ngũ Long hết lần này đến lần khác đều nhận được đồ tốt, để anh ta rời đi hả? Không thể nào. Không được, các người không thể mang đứa nhỏ này đi. Mọi người dừng lại. Con của tôi, ai dám mang đi? Một giọng nói vọng xuống như sấm khiến cả đám hoảng hốt. Người yếu hon trực tiếp bị sốc đến nôn ra máu. Tất cả mọi người lúc này đều chết lặng, bao gồm cả cao thủ thiên bảng lúc này cũng thất thần một lúc. Yạc giác, bùm, bùm, ngay khi âm thanh truyền đến, một bóng người từ trên trời rơi xuống, trực tiếp giẫm lên đỉnh của sảnh đấu giá. Sau khi hạ xuống, mặt đất càng thêm run rẩy. Rầm rầm rầm, mọi người đều chấn động. Sau khi hạ xuống, Diệp Lâm Quân trước hết ôm lấy Lê Quân. Anh bắt đầu kiểm tra tình hình của Lê Quân. Khi chắc chắn rằng Lê Quân vẫn ổn, anh mới thở phào nhẹ nhõm. Có điều anh đã cố để không rơi nước mắt. Sau đó, những thủ hạ đi cùng Diệp Lâm Quân vội vàng chạy tới. Chăm sóc đứa nhỏ cẩn thận. Diệp Lâm Quân giao đứa trẻ cho họ. Anh nhìn đám đạo sĩ Ngũ Long bằng một đôi mắt đáng sợ. Dám động đến đứa con của tôi, các người đều phải chết. Diệp Lâm Quân thật sự vô cùng tức giận. Khí tức này thật đáng sợ. Rít, chẳng lẽ anh là Trấn Thiên Vương? Có người đoán thân phận thực sự của Diệp Lâm Quân qua khí tức của anh. Đừng quan tâm tôi là ai, dù sao thì các người cũng sẽ chết. Những người liên quan đến chuyện này đều sẽ chết. Diệp Lâm Quân đỏ mắt, sát khí ùn ùn kéo đến tuôn ra. Mọi người có mặt ở đây đột nhiên cảm thấy áp lực. Ngay cả những cao thủ của thiên bảng cũng cảm thấy bị đe dọa. Lúc trước bọn họ cảm thấy Trấn Thiên Vương vừa mới được đưa vào thiên bảng, khoảng cách với bọn họ vẫn là không nhỏ. Hiện tại xem ra anh cũng không yếu. Trấn Thiên Vương nghe chúng tôi giải thích. Ai đó muốn nói sự thật nhưng Diệp Lâm Quân vừa đến nơi, không biết chuyện gì đã xảy ra, càng không biết rằng kẻ thực sự dàn dựng âm mưu đã bỏ đi từ lâu. Theo anh, kẻ đã bắt Lê Quân và tổ chức cuộc đấu giá nằm trong đám người này. Dù sao giết hết bọn họ cũng không sai. Giết Diệp Lâm Quân ngay lập tức đấm một quyền. Mấy tên thất trọng thiên cường giả lập tức bắt đầu ngăn trở. Bùm! Chỉ là cú đấm của Diệp Lâm Quân quá khủng khiếp. Một quyền đấm ra, thần quỷ kinh hãi, thiên địa thất sắc. Thật giống như mang sức mạnh của trời. Phụt! Phụt! Tất cả các cao thủ tóe máu tại chỗ, toàn bộ bay ra ngoài. Những người khác vẫn chưa kịp phản ứng, Diệp Lâm Quân đã lấn người tiến lên. Đoàng đoàng đoàng, bùm bùm bùm. Trong không gian nhỏ hẹp, đủ loại kỹ năng chiến đấu bộc phát, giao đấu từng quyền với Diệp Lâm Quân. Diệp Lâm Quân nghiền ép hệt như một chiếc xe tăng, quanh thân anh không ngừng có người bị đánh bay ra ngoài. Mặc dù những người đến tham gia đấu giá đều là cao thủ thất trọng thiên hoặc cũng là cao thủ gần thất trọng thiên. Nhưng trước mặt Diệp Lâm Quân, hoàn toàn không có cách nào ngăn cản được anh. Anh giống như con quỷ từ địa ngục cửu u. Thần Phật khó ngăn. Chẳng mấy chốc, hầu hết những người ngăn chặn anh đều đã ngã xuống. Phải biết họ đều là những cao thủ nhưng vẫn không có cách nào ngăn nổi một Diệp Lâm Quân tức giận. Đồ đệ của Hỏa Vân Tà Thần. Hóa ra là truyền thừa của đại ma đầu kia. Tôi cứ nói mãi sao lại có thể mạnh như vậy, hóa ra là truyền nhân cuối cùng của Tà Thần. Sau khi quan sát trận chiến của Diệp Lâm Quân, các đạo sĩ Ngũ Long đã nhìn thấy công pháp của Diệp Lâm Quân. Đừng nhìn Diệp Lâm Quân mỗi khi ra chiêu đều là những quyền cước thông thường. Nhưng quyền cước thông thường này có khi lại là sát chiêu của Hỏa Vân Tà Thần. Một quyền một cước hàm chứa sức mạnh và tốc độ lớn đến cực hạn. Thiên hạ võ công, vô kiên bất phá, duy khoái bất phá. Chính là đạo lý này. Sau khi đơn giản hóa các chiêu thức phức tạp, đó là tốc độ và sức mạnh. Diệp Lâm Quân bây giờ nhanh hơn những người khác, mạnh mẽ hơn những người khác. Vì vậy nên anh đại sát tứ phương. Đây cũng chỗ đứng căn bản của Hỏa Vân Tà Thần.
dù là công hay tư, chúng ta cũng đều không thể để cho tên truyền nhân của ma đầu này rời khỏi đây được. Đạo sĩ Ngũ Long và cao thủ thứ 9 trong thiên bảng liếc nhìn nhau, họ đã có ý định giết người. Rất nhanh, Diệp Lâm Quân đã giải quyết xong những người khác. Chỉ có cường giả thứ 9 trong thiên bảng là đứng được. Trận chiến giữa những cao thủ thiên bảng sắp diễn ra. Nhưng có một điều là Diệp Lâm Quân vừa rồi tức giận đến vội vàng muốn giết người. Nhưng đến khi thực sự ra tay, anh vẫn giữ lại đường lui chỉ đánh cho đám người này tàn phế chứ không trực tiếp giết chết. Sau đó, anh sẽ hỏi ai bắt Lê Quân. Các đại nhân thiên bảng, nhất định phải hạ gục đại ma đầu này. Anh ta gần như bất khả chiến bại. Những người nằm trên mặt đất bắt đầu hô lên. Niềm hy vọng của họ đều nằm ở trên người cao thủ thứ 9 thiên bảng. Tất nhiên, họ cho rằng Diệp Lâm Quân dù mạnh đến đâu cũng không thể hơn được cao thứ 9 thiên bảng. Xét cho cùng, theo bảng xếp hạng, Diệp Lâm Quân đứng cuối bảng. Dù anh có mạnh mẽ đến đâu, đạo sĩ Ngũ Long, Huyền Minh Kiếm Thần, những cường giả này tuyệt đối có thể áp chế anh. Đây là thứ hạng của Thiên Co Các đã sắp xếp, có quyền uy tuyệt đối. 99% không thể nào sai được. Một mình tôi có thể giết anh ta điện chủ điện Cuồng Long, chiến thần Cuồng Long đứng dây. Về thứ hạng, tôi ở trước anh ta, dù sao anh ta cũng sẽ không phải đối thủ của tôi. Anh không không. Đạo sĩ Ngũ Long còn muốn nhắc nhở gì nữa, chiến thần Cuồng Long đã giết lên rồi. Cơn giận Cuồng Long. Chiến thần Cuồng Long vừa ra tay đã thi triển sát chiêu cuối cùng. Trong phút chốc, cả hội trường bị thành bình địa. Sức mạnh của cua ổng Long điên cuồng bùng nổ, không ngừng áp chế Diệp Lâm Quân. Cả người anh ta như một con cuồng long, trong nháy mắt thân hình tăng vọt, không khí dâng trào xung quanh. Dần dần biến thành một con cuồng long, muốn nhấn chìm Diệp Lâm Quân. Đây là bản lĩnh của người đứng thứ 19 thiên bảng. Phá Diệp Lâm Quân hừ lạnh một tiếng. Một quyền đánh ra bất ngờ xé toạc chân khí cuồng long. Phụt! Một nắm đấm đánh vào trên người chiến thân cuồng long. Trong nháy mắt chiến thân cuồng long bị đánh bại, cả người bay ra ngoài. Anh quá xem thường anh ta là chuyên nhân của tà thân. Trạng thái hiện tại của anh ta sắp mê muội thành một đại ma đầu rồi ừ, chúng ta cùng tiến lên. Sau khi nhìn thấy sức mạnh của Diệp Lâm Quân, những cao thủ còn lại của thiên bảng muốn hợp lực để giết Diệp Lâm Quân. Điện chủ Huyền Lội Điện, Huyền Lôi Tôn Giả. Thành chủ Phong Thành Kiếm Chí Tôn. Điện chủ Điện Huyền Minh. Huyền Minh Kiếm Thần. Lần lượt từng cường giả tiến lên ngoại trừ đạo sĩ Ngũ Long, tất cả 7 người mạnh nhất trong thiên bảng đều đồng loạt ra tay giết Diệp Lâm Quân, Huyền Lôi Công. Phong Lôi Kiếm. Huyền Minh Kiếm. Thất đại cao thủ thiên bảng phối hợp ăn ý, và 7 người liên thủ. Những kỹ năng chiến đấu mạnh nhất lần lượt đánh về phía Diệp Lâm Quân. Khóa hết mọi không gian và con đường để Diệp Lâm Quân trốn thoát, để anh phải cứng đối cứng. 7 chiêu bạo kích đều phát ra. Bọn họ không tin Diệp Lâm Quân có thể ngăn cản bọn họ, càng không tin Diệp Lâm Quân có thể sống sót. Giết! Diệp Lâm Quân tràn đầy tinh thần chiến đấu, lửa giận trong mắt bắn tung tóe. Anh tung ra một quyền mạnh nhất. Dưới một quyền này, ma thần gì cũng chẳng còn dầm, cú đấm này phá vỡ hoàn toàn tốc độ âm thanh. Một quyền đánh ra. Một đợt khí thật dài phun ra. Nó giống như một chiếc máy bay đang bay trên bầu trời. Tốc độ của cú đấm này phá vỡ tốc độ âm thanh, sức mạnh phá vỡ sông núi. Đây là một cú đấm không thể tưởng tượng được. Bùm! Một quyền đánh ra. Kỹ thuật chiến đấu của 7 cao thủ mạnh nhất đều đã bị phá. Rắc rắc! Phong Lôi Kiếm gáy lìa. Cút, mày cũng phải chịu thua. Nghe thấy những lời khiêu khích của đạo sĩ Ngũ Long, Diệp Lâm Quân không nói hai lời, đánh ra một quyền. Dầm! Hòn đảo không thể chịu được áp lực mạnh. Lại lần nữa chìm xuống. Mắt thấy một quyền đánh lên người đạo sĩ Ngũ Long. Chỉ thấy đạo sĩ Ngũ Long miệng niệm thần chú, tay bấm quyết. Một câu thần chú được tạo ra biến thành rào cản che chở. Anh ta gắng gượng ngăn trở một quyền của Diệp Lâm Quân. Thấy vậy, tất cả mọi người có mặt đều vui mừng khôn xiết. Chắc chắn, đạo sĩ Ngũ Long đủ mạnh. Anh ta là người duy nhất trong lĩnh vực này có thể đỡ được cú đấm của Diệp Lâm Quân. Điều này trước đây chưa bao giờ xảy ra. Tiếp tục. Bùm. Diệp Lâm Quân tung thêm một quyền. Đạo sĩ Ngũ Long bắt chước làm theo và một lần nữa tạo ra một câu thần chú, dẫn gió tạo thành kết giới che chở, một lần nữa chặn lại một quyền này.
Có điều sắc mặt anh ta hơi đổi, cơ thể run rẩy. Rõ ràng, đánh một câu thuật pháp như vậy đối với anh ta là tiêu hao cực lớn. Tôi xem anh có thể gánh đến khi nào. Bùm! Quyền thứ ba nổ ra. Đạo sĩ Ngũ Long sắc mặt tái nhợt, bộ dáng run rẩy. Bùm! Quyền thứ tư nổ ra. Máu trào ra từ khóe miệng của đạo sĩ Ngũ Long. Bùm! Quyền thứ năm nổ ra. Đạo sĩ Ngũ Long nôn ra máu dữ dội, cả người gần như không cầm cự được. Bùm! Quyền thứ sáu nổ ra, kết giới được tạo thành từ thuật pháp trực tiếp bị phá vỡ. Phụt! Đạo sĩ Ngũ Long trực tiếp bay ra ngoài. Mỗi lần hình thành một thuật pháp, đối với anh ta là tiêu hao quá lớn. Đặc biệt là đòn tấn công của Diệp Lâm Quân ở cấp độ này. Nếu không phải Diệp Lâm Quân muốn xem thuật pháp này có kết quả như thế nào thì Diệp Lâm Quân chỉ cần dùng một quyền là đã giải quyết được. Đạo sĩ Ngũ Long trước mặt Diệp Lâm Quân chỉ có thể phòng thủ. Các thuật pháp tấn công hoàn toàn không thể sử dụng. Lúc này, không có ai đứng. Nói, ai bắt con gái của tôi? Đứng ra đây. Diệp Lâm Quân nhìn mọi người, hỏi. Không, không phải chúng tôi, không liên quan gì đến chúng tôi cũng bị người ta hãm hại. Đúng vậy, có người đã sắp đặt tất cả, mọi người bắt đầu giải thích. Đúng lúc này, Lệ Quân tỉnh dậy, cô bé hét lên, ba, không phải họ. Là người khác, con biết. Diệp Lâm Quân nhanh chóng đến ôm lấy Lệ Quân. Đi, chúng ta rời đi. Bây giờ Lệ Quân đã biết ai là người đứng sau màn, Diệp Lâm Quân không cần phải kiểm tra lại. Những người này, anh nể mặt đứa trẻ nên sẽ không giết, cũng coi như vì Lạc Việt để dành một phần võ lực. Sau khi Diệp Lâm Quân đưa Lê Quân đi bằng máy bay chiến đấu, một người lặng lẽ xuất hiện trên đảo. Anh ta như một thần chết bắt đầu thu hoạch sinh mạng. Nhìn thân ảnh sát khí đằng đằng, mọi người đều cảm thấy ón lạnh không thể giải thích được. Bọn họ giống như những con cừu non sắp bị giết thịt vậy. Diệp Lâm Quân, không phải anh đã rời đi rồi sao? Sao lại quay về vậy? Ngũ Long đạo nhân không nhịn được hỏi. Không đúng, anh ta không phải là Diệp Lâm Quân. Huyền Minh kiếm thần kinh ngạc hô lên. Sau đó, mọi người cảm nhận được khí tức không giống Diệp Lâm Quân. Rút, rút nhanh. Mọi người phản ứng lại, lập tức rút lui. Chỉ là vừa mới đấu với Diệp Lâm Quân một trận ai cũng đều bị thương nặng, làm sao có thể chạy thoát chứ? Đều ở lại đây đi. Trong mắt người vừa đến tràn đầy sát khí. Anh ta bắt đầu bừa bãi tàn sát mọi người trên đảo. Mấy phút sau trên đảo đều là thi thể. 9 cao thủ trên thiên bảng và những cao thủ khác đều không thoát được. Hòn đảo nhỏ chìm. Qua một thời gian nữa, nó sẽ bị nước biển cuốn trôi hoàn toàn. Làm xong hết những việc này, người đó còn lấy khăn trắng ra lau máu trên tay như thói quen. Sau đó rời đi. Sau khi người này rời đi được một phút, các cao thủ của Phủ Thiên Sách cũng đúng lúc đến đây. Thời gian đúng lúc. Sau khi nhóm người Thiên Long và người của Phủ Thiên Sách đến đây đều bị cảnh tượng trước mắt dọa sợ. Hòn đảo nhỏ đã bị chìm xuống. Tất cả mọi người đều chết hết. Cái. Mọi người đều bị cảnh tượng trước mắt dọa cho không nói lên lời. Thiên Long tiếc nuối cảm thán. Ai, chúng ta đến muộn một bước rồi. Trên mặt mọi người tràn đầy tức giận và tự trách. Rõ ràng bọn họ biết Diệp Lâm Quân vội vàng đến đây, nhất định sẽ xảy ra chuyện lớn. Rõ ràng đã điên cuồng đuổi theo phía sau nhưng khi đuổi đến, vẫn không thể ngăn cản những chuyện bi thảm này xảy ra. Bọn họ rất hối hận. Tại sao không thể nhanh hơn một chút chứ? Sớm ngăn Diệp Lâm Quân lại một chút có phải tốt hơn không? Nhưng chuyện đã xảy ra rồi. Bọn họ chỉ có thể hối hận mà thôi. Đây là Ngũ Long đạo nhân xếp thứ 11 trên thiên bảng. Đây là người thứ 12 trên thiên bảng. Bọn họ đếm từng thân phận của người chết. Càng đếm càng đáng sợ. Một nửa thiên bảng Lạc Việt đều ở đây, còn có các thế lực cổ lớn mạnh, thậm chí còn có các thế lực cổ ở các khu vực lân cận. Lần này lực lượng của giới võ đạo Lạc Việt đã bị suy yếu rất nhiều, còn tổn thất nhiều hơn so với ở Sơn Trang Bạch Vân. Dù sao lần này những người tham gia đều là thất trọng thiên, hoặc là những cường giả gần thất trọng thiên. Toàn bộ đều bị giết sạch. Đây là tổn thất quá lớn rồi. Giới võ đạo Lạc Việt bị tổn thất quá nhiều nguyên khí rồi. Tình hình này chưa từng có. Mau đến đây, nơi này vẫn còn một người sống. Hoàng Hùng rất nhanh đã phát hiện có một người sống. Mọi người lập tức tiến lên trước. Huyền Lang lạnh giọng hỏi,
có phải người giết là Diệp Lâm Quân không? Là. Người này phụt ra một ngụm máu, toàn thân run rẩy, dùng hết sức mạnh toàn thân, muốn nói ra sự thật. Anh ta muốn nói là người khác. Những lời đến bên miệng, lại không thể nói ra được. Phụt. Cuối cùng không thở được, phụt một phát chết luôn. Diệp Lâm Quân quả nhiên là mày Huyền Lang gầm lên. Trước khi chết, người này luôn nói là. Cộng thêm đám người Hoàng Hồ kiểm tra một lượt, quả thật chính là công pháp tà thuật. Vừa rồi chỉ có Diệp Lâm Quân ở đây, ngoại trừ anh ta, còn có thể là ai nữa. Cho dù chuyện này có chỗ không hợp lý, nhưng sự thật ở trước mắt. Những tình tiết kia đều bị bỏ qua. Chứng cứ xác thực, chắc chắn là Diệp Lâm Quân. Địa Hồ tức giận nói, Diệp Lâm Quân cũng quá tàn nhãn rồi. Động một cái là giết hết toàn bộ. Đúng vậy, ma đầu chính là ma đầu, coi mạng người như cỏ rác, thảm sát vô tội. Hoàng Hùng hít sâu một hơi, thật ra những người này cũng không làm sai gì cả, nhiều nhất cũng chỉ là muốn nhận con gái của anh ta làm đồ đệ thôi. Chuyện này có gì sai sao? Sao phải ra tay tàn nhãn như vậy chứ? Diệp Lâm Quân điên rồi, anh muốn đi theo con đường Hỏa Vân Tà Thần sao? Anh ta muốn lật đổ toàn bộ giới võ đạo Lạc Việt sao? Thiên Long hét lên, không, tôi nghĩ anh ta muốn nhắm vào cả Lạc Việt. Một chiếc mũ bị chụp vào đầu Diệp Lâm Quân. Bây giờ chỉ số nguy hiểm của anh quá cao rồi, trực tiếp uy hiếp đến an nguy của Lạc Việt. Nếu như không diệt trừ Diệp Lâm Quân, anh ta tuyệt đối sẽ là một tai họa nguy nhất đối với Lạc Việt. Huyền Lang nhìn những người kia, khi mới bắt đầu các người không nên ngăn tôi lại. Để tôi giết anh ta là tốt rồi, nhưng anh chắc chắn sẽ giết được anh ta sao? Những người khác lần lượt chất vấn. Nếu như trước khi xảy ra chuyện này, thì Huyền Lang tràn đầy lòng tin. Nhưng hôm nay anh ta nhìn thấy cảnh tượng chấn động thế này. Một nửa giang sơn của thiên bảng Lạc Việt đều không phải là đối thủ của anh ta. Hơn nữa ở đây có nhiều cao thủ thất trọng thiên như vậy mà đều chết hết. Làm sao đánh được anh chứ? Diệp Lâm Quân quá mạnh. Được ném cho danh hiệu ma đầu, vậy chính là rất mạnh. Đại hội thu nhận đồ đệ của các thế lực đảo Đông Ca được diễn ra rất hoàn hảo. Thu được rất nhiều bảo bối, lại làm tổn hại nghiêm trọng đến giới võ đạo Lạc Việt, còn tạo thành danh hiệu siêu cấp đại ma đầu của Diệp Lâm Quân. Chuyện này trọng đại, có thể gây lên chấn động rất lớn. Cần phải xác nhận lần nữa. Sau khi quân tiếp việc của Phủ Thiên Sách và tộc Bảo Long đến, thảo luận nói. Biết rồi, mọi người lại thu nhập chứng cứ, sắp xếp các manh mối. 100% thủ đoạn giết người này là từ Hỏa Vân Tà Thần. Không hề sai. Diệp Lâm Quân vừa đến nơi này, hơn nữa còn xảy ra một trận chiến lớn, đây cũng là chắc chắn. Sau khi thu nhập bằng chứng và sắp xếp manh mối, chắc chắn không có gì sai. Chính là Diệp Lâm Quân đã sát hại toàn bộ những cao thủ ở đây, làm tổn hại nghiêm trọng đến giới võ đạo Lạc Việt. Được rồi, tin tức có thể lên báo rồi. Sau khi tin tức lên báo, có ý là gì, có nghĩa tất cả mọi người đều biết rõ ràng. Diệp Lâm Quân trở thành kẻ thù của Lạc Việt. Phải đối mặt với cuộc thảo phạt của giới võ đạo Lạc Việt, thậm chí ngay cả giới võ đạo ở những khu vực xung quanh cũng sẽ lần lượt đánh dẹp Diệp Lâm Quân. Vấn đề quá lớn. Xảy ra chuyện lớn rồi. Trên đường trở về, Diệp Lâm Quân cũng nhận ra điểm này. Sắp xảy ra chuyện rồi. Thông qua mọi thứ mà Lê Quân miêu tả cho anh, Diệp Lâm Quân đã đoán ra được anh bị người khác hãm hại. Đây là một bàn cờ. Vì Lê Quân, anh nhất định phải nhảy vào. Hơn nữa đối phương đã tính toán hết mọi thứ, đặc biệt là điểm yếu của Diệp Lâm Quân. Tình hình gấp gáp đến nỗi anh không còn thời gian để suy nghĩ đến thứ khác, lúc này mới bị trúng kế. Euro ó điều đối với Diệp Lâm Quân mà nói, chỉ cần cứu được Lê Quân, những cái khác đều không là gì cả. Cho dù bị hãm hại, bị oan uổng, anh cũng có thể chịu đựng được. Vương, bây giờ cần quay lại không? Đàn em hỏi. Bây giờ quay lại đã muộn rồi, người Phủ Thiên Sách đã đến rồi. Diệp Lâm Quân hít sâu một hơi, nếu như không ngoài ý muốn thì, tất cả người trên đảo Đông Ca đều đã chết hết rồi. Đột nhiên, nhớ đến cái gì đó, Diệp Lâm Quân lập tức liên lạc với Tây Thiên Vương, Tây, nhanh chóng điều tra một chút về những người ở Sơn Trang Bạch Vân. Anh nhận ra một vấn đề cực kỳ nghiêm trọng. Sau mấy phút, Tây Thiên Vương đã truyền đến tin tức. Vương, hàng nghìn võ giả ở Sơn Trang Bạch Vân đều đã bị giết chết hết rồi, không ai còn sống.
chỉ có điều phủ thiên sách bọn họ đều đè chuyện này xuống. Vương, như thể bọn họ đã đặt hết những tội danh ở Sơn Trang Bạch Vận lên đầu anh vậy. Tây Thiên Vương còn nói cái gì đó, Diệp Lâm Quân đã không thể nghe vào nữa rồi. Hóa ra ván cờ này đã sớm tính xong rồi, quan trọng là anh hoàn toàn không biết. Cuối cùng anh cũng biết tại sao Phủ Thiên Sách lại chống đối anh như vậy, thái độ đối với anh cũng không tốt. Còn không xấu sao, anh cũng là Nhất Phủ Kiên Vương mà. Chẳng trách Phủ Thiên Sách lại muốn đưa Lê Quân đi như vậy. Loại tình huống này ai cũng sợ, con gái của một ma đầu, có thiên phú lớn như vậy, ở lại bên cạnh ma đầu, còn làm sao nữa? Không rửa sạch được rồi. Lần này, anh có 100 cái miệng cũng không thể nói rõ được. Nếu như là đội trưởng Viêm Long thì anh chỉ cần nói một câu, đội trưởng Viêm Long sẽ tin. Nhưng bây giờ là do Phủ Thiên Sách và Tộc Bảo. Long cũng nhau xử lý. Đối diện với án thép như núi, bọn họ sẽ không tin rằng mình vô tội. Diệp Lâm Quân bắt đầu đau đầu. Vương, đối phương rõ ràng đã sớm bày trận tôi. Bọn họ muốn anh trở thành một ma đầu. Mỗi lần đều là sau khi anh rời đi, người của Phủ Thiên Sách lập tức đuổi đến, thời gian nằm giữ rất chuẩn. Đây rõ ràng là muốn Phủ Thiên Sách và Tộc Bảo Long đối phó anh, thậm chí còn gây lên đối chiến giữa anh và giới võ đạo Lạc Việt. Điều này sẽ là suy yếu thực lực của giới võ đạo Lạc Việt. Mấy đàn em đi cũng bắt đầu phân tích thế cục trước mắt. Diệp Lâm Quân nghe liên tục gật đầu. Bọn họ đều nói rất đúng. Không đúng. Có nghỉ vấn. Đột nhiên Diệp Lâm Quân nghĩ đến một vấn đề. Giết hàng nghìn người và tất cả các cường gia thất trọng thiên trên đảo Đông Ca, không phải là chuyện đơn giản. Cho dù bọn họ đều bị thương nhưng chỉ trong một khoảng thời gian rất ngắn khi Phủ Thiên Sách đến, phải giết nhiều cao thủ như vậy, còn toàn thân lui đi. Không phải là một chuyện đơn giản. Còn không để lại bất kỳ dấu vết gì nữa. Điều này nói rõ người thảm sát không phải là một nhóm cao thủ, mà là vài người, thậm chí là một người. Ngoài ra Phủ Thiên Sách là cơ cấu võ cổ mạnh nhất Lạc Việt, người ở trong đều không phải người bình thường. Bọn họ cũng không phải là ngốc. Lẽ nào không nhìn ra manh mối sao? Những người chết kia, hoàn toàn là vì vết thương thứ hai. Lẽ nào bọn họ không nhìn ra sao? Nếu như thật sự không nhìn ra, chỉ có thể nói rõ một điểm công pháp mà người ra tay sử dụng giống hệt Diệp Lâm Quân. Vết khép hoàn hảo, không thể lại bất kỳ manh mối nào. Giống hệt công pháp của mình. Nghĩ đến đây, người Diệp Lâm Quân đầy mồ hôi lạnh. Hai lần thảm sát này, phương thức đổ tội cho mình hoàn hảo nhất chính là sử dụng công pháp của mình. Những công pháp của mình là do sư phụ hời truyền cho mình mà. Không thể là sư phụ tùy ý ra tay được. Vậy sẽ là ai đây? Còn có môn công pháp này. Hơn nữa nhìn dáng vẻ, thực lực người này tuyệt đối không thấp. Như vậy, mình càng không thể nói rõ. Vương bây giờ nên làm thế nào đây? Chắc rất nhanh anh sẽ trở thành kẻ thù của cả giới võ đạo Lạc Việt thôi. Vô số người muốn diệt trừ anh. Mấy người đàn em hỏi. Một người trong số đó nói, tôi cảm thấy tốt nhất Phương nên trốn đi trước, tránh tiếp xúc với Phủ Thiên Sách và những người khác. Như vậy thì tổn thất và ảnh hưởng sẽ đạt đến mức thấp nhất. Đúng, một khi tiếp xúc với bọn họ, nếu như xảy ra xung đột, càng ngày càng không nói rõ được. Diệp Lâm Quân xoa thái dương, lạnh giọng nói. Để tôi nghĩ xem làm thế nào, tốt nhất là lôi người đứng phía sau ra. Mặt khác nhóm thế lực trên đảo Đông Ca đã rời đi. Vất vả cho anh rồi. Mọi người cúi đầu trước người ra tay. Lần này tôi cũng mắc sai lầm, may mà người kia không nói ra sự thật. Hóa ra các thế lực đảo Đông Ca đã rời đi rồi nhưng Ono Elchiro vẫn luôn ở xung quanh. Anh ta nhìn thấy cảnh tượng một người chưa chết. Lần sau anh cẩn thận một chút là được. May mà ông trời giúp chúng ta, cuối cùng anh ta vẫn không nói ra. Ừ, chư quân vất vả rồi, có điều kế hoạch của chúng ta chỉ mới bắt đầu. Chúng ta cần phải tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa, để ma đầu Diệp Lâm Quân thành sự thật. Để anh ta không thể không chống lại giới võ đạo Lạc Việt. Chống lại Phủ Thiên Sách và Tộc Bảo Long. Kế hoạch của các thế lực đảo Đông Ca cũng chỉ mới bắt đầu. Đám người Thiên Long báo cáo hết mọi chuyện lên cho Phủ Thiên Sách và Tộc Bảo Long. Các cấp cao của Phủ Thiên Sách và Tộc Bảo Long bắt đầu cuộc họp. Không thể để anh ta cứ như thế được nữa. Thứ nhất, để đột trưởng Viêm Long lấy lại chức vị Nhất Phủ Kiến Vương của anh ta. Thứ hai, bắt đầu từ ngày mai sẽ toàn lực truy đuổi Diệp Lâm Quân. Chờ dù thế nào,
cũng phải bắt người về trước rồi mới tình tiếp. Thứ ba, nhất định phải mang con gái của Diệp Lâm Quân về phủ Thiên Sách. Điều đặc biệt cần phải chú ý chính là không được cho anh ta rời khỏi Lạc Việt. Một khi rời khỏi, chúng ta sẽ rất khó bắt được. Đây chính là quyết định của phủ Thiên Sách. Ba mệnh lệnh này được truyền đi, Lạc Việt bắt đầu náo động. Sau khi vệ binh Viêm Long nhận được tin tức từ Thiên Sách Phủ và tộc Bảo Long thì đều trợn tròn hai mắt. Nhất là khi nhìn thấy bằng chứng thép đó, ai nấy lại càng thêm bối rối. Bất kể thể nào đi nữa thì tôi cũng tin tưởng Nhất Phủ Kiên Vương. Chỉ vì thấy anh ấy tu luyện công pháp tà ma mà đã bảo anh ấy là tà ác. Ai mà tin chứ? Đúng vậy, cho dù công pháp Nhất Phủ Kiên Vương tu luyện đúng là vô cùng cực đoan. Nhưng anh ấy đã từng làm chuyện gì gây bất lợi cho Lạc Việt chưa? Sau khi trải qua mấy chuyện trước đó, trên dưới vệ binh Viêm Long đều cực kỳ tin tưởng vào Diệp Lâm Quân. Ngay cả khi đối mặt với bằng chứng vững như núi thì bọn họ cũng không tin. Bảo chúng ta hủy bỏ thân phận của Nhất Phủ Kiên Vương á? Không có khả năng. Nhanh trả lời lại cho Thiên Sách Phủ, bảo với họ là chúng ta không làm. Chúng ta không thể ra lệnh cho bọn họ. Bọn họ cũng đừng hòng ra lệnh cho chúng ta. Từ trên xuống dưới vệ binh Viêm Long đều không ai muốn xử phạt Diệp Lâm Quân cả. Đúng lúc này, vệ binh Viêm Long nhận được cuộc gọi vệ tỉnh từ Diệp Lâm Quân. Cái gì cơ, ngài nói là muốn chúng tôi hủy bỏ thân phận Nhất Phủ Kiên Vương và tất cả quyền lợi đặc biệt sao? Những người nghe thấy đều lộ ra vẻ mặt không thể tin được. Diệp Lâm Quân thế mà lại chủ động đề nghị hủy bỏ thân phận Nhất Phủ Kiên Vương và toàn bộ quyền lợi đặc biệt. Không kịp phí lời nữa, lập tức thực hiện đi. Ngoài ra, nghe tôi nói này, nghe cho kỹ nhé. Sau đó, Diệp Lâm Quân lại dặn dò thêm mấy câu nữa. Đã rõ, chúng tôi sẽ lập tức thực hiện, nhất định sẽ giữ bí mật tuyệt đối ạ. Cuối cùng thì vệ binh Viêm Long cũng thông qua phương án mà Thiên Sách Phủ gửi tới. Ba mệnh lệnh sắp được truyền đạt xuống dưới, nhưng trước khi ba lệnh cấm được ban hành, một tin tức khác đã gây chấn động khắp cả Lạc Việt. Thậm chí là toàn thế giới. Đó là chuyện Thiên Cơ Các đột nhiên cập nhật danh sách mới của thiên địa bảng của Lạc Việt. Địa bảng, cũng chính là bảng xếp hạng của các con trời, hầu như không có gì thay đổi. Nhưng chỉ có duy nhất xếp hạng của một người là có sự thay đổi. Đoàn Lê Quân vốn dĩ xếp hạng 20 nằm ở chót bảng đột nhiên nhảy vọt lên hạng 6. Đối với việc này, Thiên Cơ Các chỉ dùng 8 chữ để giải thích, thiên phú hàng đầu, ngàn năm có một. Ý tứ rất rõ ràng, Đoàn Lê Quân có thiên phú hàng đầu từ xưa đến nay. Những người khác dùng thực lực chân chính của bản thân để leo lên bảng xếp hạng, còn cô bé thì dựa vào thiên phú để lọt vào bảng xếp hạng đó. Nhưng đây không phải là điều khiến người ta chú ý. Đáng chú ý nhất chính là sự thay đổi của thiên bảng. Những cường giả từ hạng 11 đến hạng 19 trên thiên bảng đều bị xóa tên khỏi danh sách. Ngay lập tức lập có người mới bổ sung vào. Tin tức Ngũ Long đạo nhân và 9 đại cường giả của thiên bảng đã chết cũng lập tức được truyền ra ngoài. Tất cả đều chết, cho nên mới rớt ra khỏi bảng xếp hạng. Nhưng quan trọng nhất vẫn là sự thay đổi thứ hạng của người xếp hạng thứ 20, Trấn Thiên Vương. Từ hạng 20 nhảy thẳng lên hạng 6. Lý do Thiên Cơ Các đưa ra là, Trấn Thiên Vương một mình giết chết 9 đại cao thủ trên thiên bảng, đồng thời còn có 87 cường giả thất trọng thiên và 93 cường giả sắp bước vào thất trọng thiên nữa. Từ cấp bậc bát trọng thiên trở xuống, cậu ta là người vô địch. Có được thứ hạng này thì đúng là quá hiển nhiên rồi. Từ hạng 5 trở lên chính là các cường giả thuộc cảnh giới bát trọng thiên. Đó là một cấp độ hoàn toàn khác, nhưng ở dưới cấp bậc này, Trấn Thiên Vương là vô địch, bởi vậy cậu ta xếp hạng thứ 6. Nhưng tin tức có trọng lượng nặng nhất vẫn còn ở phía sau cơ Thiên Cơ Các tiếp tục công bố thân phận thật sự của Trấn Thiên Vương. Trấn Thiên Vương chính là truyền nhân của cường giả hạng 1 trên thiên bảng của Lạc Việt lần trước, tà thần tối thượng, siêu cấp đại ma đầu tà thần Hỏa Vân. Đã từng một thân một mình đánh bại tất cả các cường giả trên thiên bảng, thật sự là không có ai là đối thủ của ông ta cả. Có thể nói rằng quãng thời gian đó chính là thời đại của tà thần. Lần trước Thiên Sách Phủ và tộc Bảo Long xuất thế cũng là trong thời đại của tà thần. Những thế lực cổ xưa này... Cứ hễ nhắc đến tà thần Hỏa Vân là người nào người nấy đều sợ vỡ cả mật. Ở thời đại đó, bọn họ đều bị chỉ phối trong sự sợ hãi đối với tà thần Hỏa Vân. Vốn cho rằng tà thần Hỏa Vân đã hoàn toàn biến mất, nhưng tin tức này vừa được truyền ra đã khiến giới võ đạo của Lạc Việt nhớn nhác như ong vỡ tổ.
dù là những thế lực cổ xưa vẫn còn ẩn mình ở thế giới ngầm chưa xuất hiện cũng đều muốn điên luôn rồi. Truyền nhân của tà thần tối thượng. Này cũng quá là đáng sợ rồi đó. Hơn nữa, với xu thế này, truyền nhân của tà thần Hỏa Vân rất có khả năng sẽ đứng đầu thiên bảng lần nữa. Vậy thì sẽ là tận thế của Lạc Việt đó. Giới võ đạo Lạc Việt không muốn có một tà thần thứ hai xuất hiện nữa đâu. Nhất định phải tiêu diệt trước khi cậu ta trưởng thành. Chấn Thiên Vương nhất định phải chết. Quá sốc, toàn thế Lạc Việt đều đã bị sốc. Những thế lực cổ xưa vẫn luôn giấu mình rất kỹ đều đứng ngồi không yên, mà cho dù là người bình thường thì cũng không thể ngồi yên được. Nếu như xuất hiện cái thể loại ma đầu như thế này thì đối với ai mà nói cũng đều là thảm họa cả. Cứ như vậy, Chấn Thiên Vương sẽ trở thành kẻ địch của toàn thể Lạc Việt, ai ai cũng có thể tiêu diệt. Chẳng bao lâu sau, chuyện Chấn Thiên Vương đổ sát hơn chục ngàn võ giả ở Resort Thiên Lam và giết chết cao thủ thiên bảng ở đảo nhỏ Đông Hải đã được truyền đi khắp nơi. Tin tức Chấn Thiên Vương chính là Diệp Lâm Quân cũng lập tức được công khai. Từng phần bằng chứng được khui ra. Đồng thời, chuyện lúc trước tà môn ngoại đạo đi theo Diệp Lâm Quân cũng bị công bố, càng thêm khẳng định thân phận của Diệp Lâm Quân. Ngay sau đó, vệ binh Viêm Long cũng công bố tin tức hủy bỏ thân phận nhất Phũ Kiên Vương của Diệp Lâm Quân, khiến toàn thể Lạc Việt lại lần nữa chấn động. Lần này mọi người không cần vì e ngại thân phận của Diệp Lâm Quân mà không dám ra tay nữa. Hiện tại Diệp Lâm Quân đã không còn thân phận gì, mọi người ai cũng có thể đi giết anh cả. Tin tức lan nhanh cứ như thủy triều vậy. Sau khi Thiên Cơ Các tuyên bố tin tức, Diệp Lâm Quân cũng lập tức nhận được. Truyền nhân của tà thần Hỏa Vân. Chẳng lẽ sư phụ tùy ý kia chính là tà thần Hỏa Vân, người đã từng đứng đầu bảng xếp hạng thiên bảng sao? Diệp Lâm Quân thật sự rất sốc. Chẳng lẽ sư phụ rời khỏi nhà tù là bởi vì biết rằng dẫu sớm hay muộn thì cũng bị bại lộ thân phận sao? Nhưng mà nói sư phụ là ma đầu á? Không thể nào đâu, một ông cụ hiền lành như vậy, làm sao lại là ma đầu cho được? Không sai, đúng là trong công pháp sư phụ truyền lại cho mình có không ít phân cực đoan, nóng lòng thành công. Thực sự có thể xếp vào hàng tà môn ngoại đạo, nhưng mà sử dụng công pháp như thế nào thì còn phải xem trái tim của người sử dụng có chính trực hay không nữa cơ mà. Ví dụ như anh chuyên công pháp lại cho đám Tiêu Phong vậy, chẳng lẽ những người đó đều là ma đầu cả chắc? Không hề, ngược lại, đám Tiêu Phong còn đang tích cực cống hiến cho Lạc Việt nữa kìa. Ồ, mặt khác, Diệp Lâm Quân đã từng duyệt qua vô số người, ông cụ chẳng những không phải là ma đầu, mà ngược lại còn là người tốt nữa cơ. Tuy nhiên, sau khi đọc phần tư liệu tuyệt mật về tà thần Hỏa Vân mà Tây Thiên Vương đưa cho, Diệp Lâm Quân lại bắt đầu hoài nghi. Bởi vì tà thần Hỏa Vân trong tư liệu là một vị tà thân vô cùng tàn bạo và đáng sợ, giết người đối với ông ta cứ như là chuyện cơm bữa vậy, chỉ có thủ đoạn tàn nhẫn mà bạn không thể nghĩ tới, chứ chẳng có gì mà ông ta không làm được cả. Thử nhìn những tội ác được liệt kê ra mấy chục mặt giấy này đi. Tàn nhẫn, ngang ngược, vui giận bất thường, chẳng khác gì dã thú. Và còn nhiều những tính cách khác nữa. Đây là ấn tượng của mọi người đối với tà thần Hỏa Vân. Tội lỗi của ông ta chồng chất, ông ta là một đại ma đầu mà ai ai cũng muốn tiêu diệt. Ngay cả Diệp Lâm Quân cũng muốn làm gỏi tà thần Hỏa Vân luôn rồi đây này. Đây mà lại là sư phụ tùy ý của anh á. Không phải đâu đúng không? Làm sao mà Diệp Lâm Quân tin được đây? Có lẽ trong này có ẩn tình gì đó mà anh không biết. Bây giờ... trừ khi là đứng trước mặt sư phụ hỏi cho rõ ràng, nếu không thì dù như thế nào đi nữa anh cũng sẽ không tin. Bất kể như thế nào, Diệp Lâm Quân vẫn luôn cảm thấy tà thần Hỏa Vân trong truyền thuyết và sư phụ tùy ý của anh là hai người hoàn toàn khác nhau. Nhưng mà cố tình anh lại là truyền nhân của tà thần Hỏa Vân, đây là sự thật không thể nghi ngờ. Vương, sau này, ở Lạc Việt tạm thời sẽ không có chỗ nào cho anh sinh sống cả. Giới võ đạo và thiên sách phủ của Lạc Việt sẽ không bỏ qua cho anh đâu. Ấy thế mà bọn họ cứ hết lần này đến lần khác ra tay đối phó với anh, còn anh thì lại không thể giết bọn họ được. Tình cảnh này thật sự là khó khăn quá đi. Diệp Lâm Quân lâm vào trầm tư, anh đang suy nghĩ xem sau này phải làm sao bây giờ. Sau đó, thiên sách phủ lần nữa thông qua vệ binh Viêm Long để công bố tin tức mới, trực tiếp vạch trần Đoàn Lê Quân, con gái của Diệp Lâm Quân. Tại sao Diệp Lâm Quân lại không muốn để người khác nhận con gái mình làm đồ đệ? Nguyên nhân hiện tại đã rõ ràng. Đó là do Diệp Lâm Quân sợ người khác biết được chuyện anh là truyền nhân của tà thần Hỏa Vân. Dù sao bây giờ đứa trẻ này cũng đã trở thành truyền nhân của tà thần, trên người cô bé ít nhiều gì cũng có lây nhiễm khí tức của tà thần.
Nếu để cho những người khác biết được, thân phận của anh nhất định sẽ bị bại lộ, cho nên mới dẫn theo bé con trốn trốn tránh tránh, đều là vì kế hoạch ngày hôm nay. Thiên Sách Phủ một mặt truy kích Diệp Lâm Quân, mặt khác lại đưa bé Quân đến Thiên Sách Phủ, thanh tẩy truyền thừa của tà thần trên người cô bé, bồi dưỡng cô bé thành một nhân vật chính diện. Hiện tại, mỗi một tin tức truyền ra đều rất bất lợi với Diệp Lâm Quân. Từng bước một kích thích sự mâu thuẫn, đây là điều mà thế lực của đảo Đông Ca mong muốn. Đó chính là đẩy Diệp Lâm Quân vào tình thế tuyệt vọng, buộc anh phải phản kích, đối đầu với Thiên Sách Phủ và giới võ đạo của Lạc Việt. Bất kể là ai thắng thì bọn họ đều có thể ngồi không mà hưởng lợi. Nhưng điều khiến mọi người không ngờ đến chính là còn có người vượt qua được các thế lực của đảo Đông Ca và Thiên Sách Phủ bọn họ. Những kẻ đã từng truy đuổi tà thần, cũng chính là đám tà môn ngoại đạo trong mắt phe chính diện, vào thời điểm mấu chốt này, vậy mà bọn họ cứ từng người một ló đầu ra. Ở thời đại của tà thần, bọn họ đi theo bước chân của tà thần Hỏa Vân, ép cho đám người thuộc phe chính diện đến không ngóc đầu lên nổi, thật là nở mày nở mặt biết bao nhiêu. Nhưng sau khi thời đại của tà thần kết thúc, thứ bọn họ gặp phải chính là sự vây quét của Thiên Sách Phủ và tộc Bảo Long. Các thế lực lớn còn sống sót đều bị ép ẩn náu trong các ngóc ngách của Lạc Việt, trải qua quãng thời gian cực kỳ đen tối. Nếu không phải có tin tức về truyền nhân của tà thần được truyền ra, e rằng sinh, lão, bệnh, tử cả đời của họ đều phải trải qua ở trong bóng tối, không dám xuất hiện dù chỉ một chút. Nhưng bây giờ thì khác rồi. Truyền nhân của tà thần, đây chẳng phải là đang nói về sau chúng ta sẽ có thủ lĩnh sao? Chúng ta đã chờ đợi ngày này từ lâu lắm rồi. Không đợi được tà thần thì đợi đến truyền nhân của tà thần cũng được nha. Hy vọng vị truyền nhân này có thể dẫn dắt chúng ta xây dựng lại sự vinh quang của tà thần Hỏa Vân. Những tâm phúc trong nhóm tín đồ của tà thần đều lần lượt xuất hiện, bọn họ muốn đi theo Diệp Lâm Quân. Đây là điều mà không ai nghĩ tới cả. Những thế lực tà thần cổ xưa này vậy mà cứ từng nhóm xuất hiện, thực lực của bọn họ còn mạnh hơn không biết bao nhiêu lần so với nhóm tà môn ngoại đạo đi theo Diệp Lâm Quân. Năm đó, dưới sự dẫn dắt của tà thần Hỏa Vân, bọn họ có thể chống lại toàn bộ giới võ đạo của Lạc Việt, bây giờ bọn họ ẩn núp kín kẽ như vậy là vì tránh né Thiên Sách Phủ và tộc Bảo Long. Mau truyền ra tin tức, nếu ai dám động đến truyền nhân của tà thần, người đó sẽ là kẻ thù của chúng ta, tất cả chúng đều sẽ đi theo truyền nhân của tà thần. Ngay sau khi tin tức được truyền đi, Lạc Việt lại sôi trào lần nữa, ngay cả Diệp Lâm Quân cũng trợn tròn hai mắt. Đây là cái chuyện gì? Một đám tà ma ngoại đạo muốn đi theo mình á? Đây là ngại mình chưa đủ rắc rối có đúng không? Vốn dĩ đã phiền phức lắm rồi, bây giờ lại còn từng người một sáp vào nữa chứ? Động thái lớn của những nhóm tín đồ của tà thần lại càng chứng thực thân phận ma đầu của Diệp Lâm Quân, lần này thì đúng là có chối đằng trời. Nhưng mà nhóm người này xuất hiện lại khiến cho các thế lực của đảo Đông Ca đứng sau giật dây càng thêm hưng phấn, thật sự là muốn cái gì tới cái đó mà. Lúc trước bọn họ còn đang nghĩ Diệp Lâm Quân phải chiến đấu một mình, đối mặt với toàn bộ Lạc Việt thì quả là một cây làm chẳng nên non. Nhưng thật sự là không ngờ tới, tất cả các cao thủ của tà đạo đều xuất hiện, điều này khiến cho thực lực của Diệp Lâm Quân tăng lên đáng kể. Đó nhát như vậy thì khi đối kháng với giới võ đạo của Lạc Việt mới càng có lợi hơn, tất cả đều đang phát triển theo kế hoạch của bọn họ. Hai kẻ mạnh đối đầu với nhau thì nhất định cả hai bên đều sẽ bị tổn thương. Chỉ cần giới võ đạo của Lạc Việt bị tổn thất nặng nề thì đó sẽ là thời điểm để giới võ đạo của đảo Đông Ca quật khởi. Qua mấy ngày nữa chúng ta sẽ khởi động kế hoạch thứ hai. Phá hủy triệt để giới võ đạo tương lai của Lạc Việt. Nhóm tín đồ của tà thần xuất hiện cũng bắt đầu gây ra sự hỗn loạn ở khắp mọi nơi, Thiên Sách Phủ và giới võ đạo của Lạc Việt cũng nhờ vào đó mà phát huy năng lực. Nhất là bọn họ đã có lý do để chỉ trích vệ binh Viêm Long. Đã thấy sự ảnh hưởng chưa? Bây giờ mấy người còn dám nói không có ảnh hưởng gì nữa không? Vệ binh Viêm Long nghẹn lời tập thể. Những người đó cũng đâu phải là Diệp Lâm Quân. Không thể đoán được bọn họ sẽ làm ra những chuyện gì. Mà Diệp Lâm Quân chính là nguyên nhân mà bọn họ xuất hiện, những tai họa này có thể chụp hết lên đầu anh. Hiện tại, sự uy hiếp của Diệp Lâm Quân đã có thể so sánh với tà thần Hỏa Vân ngày đó rồi. Năm đó, tà thần Hỏa Vân thuộc dạng nguy hiểm cấp độ 8. Hiện tại, Diệp Lâm Quân đã là cấp độ 7. Đây cũng là đẳng cấp của Thiên Sách Phủ. Đã đủ lý do để những tổ chức bảo vệ quốc gia như Thiên Sách Phủ và tộc Bảo Long phải ra tay rồi. Truyền đạt mệnh lệnh,
bất kể thế nào cũng phải bắt được Diệp Lâm Quân trước khi anh ta hội họp với đại quân tín đồ của tà thần. Trong nhất thời, những cao thủ của giới võ đạo Lạc Việt đều dốc hết toàn bộ sức lực. Mặc dù những thế lực võ đạo này đều là tự mình làm vua, đã quen với sự tự do, xưa nay không tình nguyện bị ràng buộc, thế nhưng đó là bởi vì ràng buộc không đúng chỗ. Dưới sự can thiệp mạnh mẽ của Thiên Sách Phủ và tộc Bảo Long, có không ít thế lực võ đạo cổ xưa đều phải nghe theo lời của bọn họ. Chỉ là bình thường ít bị cai quản và can thiệp mà thôi. Tuy nhiên một khi đã xảy ra chuyện, Thiên Sách Phủ đưa ra mệnh lệnh thì tất cả các thế lực võ đạo này đều phải ngoan ngoãn hành động. Khắp nơi trên Lạc Việt đều vang lên âm thanh kêu gọi thảo phạt Diệp Lâm Quân. Trừ cái đó ra, các thế lực cổ xưa của mấy quốc gia tiếp giáp với Lạc Việt cũng bắt đầu kéo đến đòi thảo phạt Diệp Lâm Quân. Dù sao thì sau trận chiến trên đảo nhỏ, thế lực của bọn họ cũng bị tổn thất không ít, tất cả đều muốn đổ hết tội lỗi lên đầu Diệp Lâm Quân. Khắp nơi đều là động tĩnh long trời lở đất. Ngay lập tức, các thế lực của đảo Đông Ca cũng bắt đầu châm ngòi thổi lửa, gây chiến ở khắp nơi trên đất Lạc Việt, bọn họ giả mạo thành những người thuộc nhóm tà ma ngoại đạo đi theo Diệp Lâm Quân, sau đó bắt đầu gây chiến với các thế lực võ đạo. Những trận chiến nổ ra ở khắp mọi nơi, hai bên đều tử thương vô số. Ngay từ đầu là do bọn họ phái người giả mạo, châm ngòi ly gián, đến cuối cùng thì những tín đồ chân chính của tà thần cũng bắt đầu tranh đấu với giới võ đạo Lạc Việt. Khắp nơi đều là màn đọ sức giữa hai phe chính và tài. Gây chuyện xong, nhóm thế lực của đảo Đông Ca đều yên lặng rút lui, không có ai nhận ra sự tồn tại của bọn họ cả. Chuyện này càng lúc càng lớn. Từng thế lực cực kỳ cổ xưa đều chậm rãi ngoi lên mặt nước, từng nhóm thế lực ma đạo bị giới võ đạo Lạc Việt sỉ nhục bây giờ cũng ló đầu ra cả. Hai bên đánh nhau túi bụi. Giới võ đạo của Lạc Việt trở nên hỗn loạn, hoàn toàn hỗn loạn. Một thảm họa đang kéo đến. Các thế lực của đảo Đông Ca thì ngồi một bên xem hai bên tranh đấu, ngư ông đắc lợi. Giờ khắc này, tất cả mọi người đều đã biết Nhất Phú Kiên Vương Diệp Lâm Quân ngày trước đã trở thành đại ma đầu, là sự tồn tại mà ai ai cũng muốn thảo phạt. Hai nhà Lý, Trịnh cũng biết chuyện này. Tôi đã hiểu rồi, tại sao Diệp Lâm Quân chỉ là một người bình thường mà lại có thể trở thành chiến thần của một quốc gia, thậm chí còn trở thành Nhất Phú Kiên Vương. Hóa ra, cậu ta là truyền nhân của ma đầu nha. Công pháp cậu ta tu luyện đều là loại nóng lòng muốn thành công, dùng phương thức cực đoan nhất để đạt đến cấp độ tốt nhất trong một khoảng thời gian ngắn. Đúng vậy, tại sao cậu ta lại trưởng thành nhanh như vậy? Chẳng phải là vì nguyên nhân này đó sao? Cậu ta đã lựa chọn con đường tà môn ngoại đạo. Sau khi phân tích xong, tất cả mọi người đều chết lặng. Trong mắt người bình thường, cách trưởng thành của Diệp Lâm Quân chính là gian lận, không đi theo con đường chính đạo. Trong mắt các võ giả, anh là truyền nhân của tà thần, là đại ma đầu trong tương lai. Bây giờ không chỉ là vấn đề của riêng cậu ta nữa, mà tất cả những người có liên quan như chúng ta đều bị tai bay vạ gió cả. Cái tên trời đánh Diệp Lâm Quân này, làm hại chúng ta bây giờ cũng trở thành kẻ địch của toàn thể Lạc Việt rồi. Tất cả mọi người đều lo lắng đến muốn khóc. Nhất là Lý Từ Nhiệm, cô bị dọa đến mức sợ run cả người. Chỉ trong vòng một ngày ngắn ngủi, vậy mà lại có sự thay đổi lớn đến nhường này, cô vẫn luôn cảm thấy Diệp Lâm Quân có bí mật gì đó, không ngờ lại là cái này. Truyền nhân của tà thần đó trời ơi! Chẳng trách mà anh không muốn cho người khác nhận bé Quân làm đồ đệ, chính là vì sợ bí mật của mình sẽ bị lộ ra ngoài. Thậm chí đám Lý Từ Nhiệm cũng đã hiểu tại sao Diệp Lâm Quân vẫn luôn khiêm tốn như vậy. Trước mặt người nhà anh cũng chưa bao giờ để lộ thân phận hoặc là loại hình công pháp cả. Trước kia không rõ, nhưng bây giờ tất cả đều đã sáng tỏ, đó chính là do anh sợ thân phận truyền nhân của tà thần của mình bị bại lộ. Không phải do bọn họ đoán mò, mà là bây giờ tất cả đều đã bị phơi bày, khiến bọn họ chỉ có thể nghĩ như vậy thôi. Bọn họ cũng càng thêm chắc chắn bé Quân không hề mất tích, mà là bị Diệp Lâm Quân giấu đi. Chỉ sợ bên phía Thiên Sách Phủ sẽ phát hiện, tình huống bây giờ cực kỳ nguy hiểm. Không chỉ có Diệp Lâm Quân trở thành mục tiêu công kích, ngay cả bọn họ cũng đều bị hủy hoại. Tương lai của bé Quân xem như đã bị hủy rồi. Diệp Lâm Quân, tôi hận chết anh, Lý Từ Nhiệm gào lên. Bây giờ chúng ta chỉ lo lắng cho bé Quân thôi, con bé ở cùng với Diệp Lâm Quân thì quá nguy hiểm rồi. Lúc này, đoàn người Diệp Lâm Quân đang quay về Giang Bắc. Vương, tiếp đến chúng ta phải làm sao bây giờ? Bây giờ tôi tuyệt đối không thể xuất hiện được,
điều tôi lo lắng duy nhất chính là sự an toàn của người nhà. Đã thế này rồi thì trước tiên các cậu hãy dẫn bé Quân đến chỗ của mẹ tôi cái đã, những người khác thì nghe tin tức của tôi. Diệp Lâm Quân quyết định cứ tách bé Quân ra trước đã, dù sao cô bé đi theo bên cạnh anh sẽ có rất nhiều nguy hiểm, đây là điều mà anh không muốn nhìn thấy. Trong căn cứ khoa học kỹ thuật Thần Long, sau khi biết được tất cả tin tức, Hứa Chính Kiệt phá ra cười như điên, thật sự là ông trời cũng giúp tôi. Diệp Lâm Quân, chắc là anh cũng không ngờ tới sẽ có một ngày như thế này chứ gì. Kẻ thù của toàn bộ Lạc Việt nha. Ha ha ha, đúng là ông trời có mắt. Hứa Chính Kiệt cực kỳ kích động, anh ta siết chặt nắm đấm, trong mắt như sắp tơi ra ngoài. Ân cán giữa anh ta và Diệp Lâm Quân đã tích lũy rất sâu, anh ta cực kỳ vui vẻ khi nhìn thấy Diệp Lâm Quân như thế này. Hiện tại Diệp Lâm Quân rơi vào tình cảnh này, lại càng không có ai quản anh ta nữa. Một mình Văn Hy chẳng có tí lực uy hiếp nào cả, tôi đã lấy được tư cách sử dụng phòng thí nghiệm số 1 rồi. Tôi sắp sửa thực hiện kế hoạch vĩ đại của mình ở phòng thí nghiệm số 1. Lạ không ai có thể ngăn cản tôi hết, vẻ mặt Hứa Chính Kiệt trở nên cực kỳ điên cuồng. Mấy ngày nay, anh ta vẫn đang tìm cơ hội để bắt đầu kế hoạch, mặc dù Diệp Lâm Quân không còn để ý đến anh ta nữa, nhưng Văn Hy vẫn là một mối tai họa ngầm ở trong căn cứ khoa học kỹ thuật. Tình cờ chuyện của Diệp Lâm Quân vỡ lở ra, cơ hội của anh ta đã đến rồi, lần này anh ta không cần phải để ý đến Văn Hy nữa. Cho dù Văn Hy có phát hiện âm mưu của anh đi nữa thì lại thế nào? Không có Diệp Lâm Quân, cô ta chẳng làm được trò trống gì hết. Toàn bộ nhân viên trong căn cứ đều vô cùng tin tưởng vào mình, Văn Hy lấy cái gì mà ngăn cản? Hứa Chính Kiệt nhanh chóng đặt ra thời gian cụ thể, thậm chí đã sắp xếp ổn thỏa mọi chuyện liên quan đến thí nghiệm. Ngay lập tức, cả cơ sở đều sôi trào cả lên. Phòng thí nghiệm số 1 chính là phòng thí nghiệm lớn nhất. Mỗi lần mỏ ra nhất định phải tổ chức một công trình thí nghiệm siêu lớn. Chủ yếu là do các công cụ trong phòng thí nghiệm số 1 và một số thứ khác khi được khởi động sẽ cực kỳ tốn tiền, các thí nghiệm thông thường rất khó có thể chỉ trả được chi phí lớn như vậy. Phòng thí nghiệm số 1 rất hiếm khi được sử dụng, có khi một năm cũng chẳng được dùng lấy một lần nào. Lần này, Hứa Chính Kiệt đã được cấp phép sử dụng phòng thí nghiệm số 1, làm chấn động toàn bộ căn cứ. Thí nghiệm ngày mai sẽ bắt đầu. Sau khi Văn Hy nhận được tin tức thì sắc mặt thay đổi, mí mắt phải của cô ta không ngừng nhảy lên. Sẽ xảy ra chuyện, trực giác đầu tiên của cô ta là như thế. Văn Hy vẫn luôn quan sát Hứa Chính Kiệt, mặc dù anh ta đã có rất nhiều đóng góp xuất sắc trong các cuộc thí nghiệm trước đây, nhưng thí nghiệm tiếp theo của anh ta còn chưa tới mức phải sử dụng phòng thí nghiệm số 1, điều này rõ ràng là có vấn đề. Anh ta đã bắt đầu hành động, nhưng lãnh đạo của căn cứ và tất cả mọi người đều rất tin tưởng anh ta. Thậm chí còn cho rằng anh ta có thể dẫn dắt Liên minh Khoa học Kỹ thuật Thần Long bước lên một nấc thang mới. Không được, mình phải ngăn anh ta lại. Mà ở đầu bên kia, bé Quân được đưa đến nhà họ Trí ở Hải Phòng. Nhà họ Trí tất nhiên cũng biết chuyện này. Bé Quân đột ngột được đưa đến đây khiến cho mọi người đều hoảng sợ. Bé Quân, ba con đi đâu rồi? Trí Oánh mở miệng hỏi. Cô bé đã hiểu chuyện nên lắc đầu, bà nội à. Con cũng không biết ba đi đâu rồi. Vậy tiếp theo phải làm sao bây giờ? Trí Oánh biết rằng sau đó chắc chắn sẽ có rất nhiều người tìm đến cửa. Nhà họ Trí khó mà bảo vệ an toàn được cho cô bé. Hơn nữa bây giờ mọi người ai cũng đều muốn bắt Diệp Lâm Quân. Nếu như bọn họ không bắt được hay tìm thấy anh thì nhất định sẽ nhắm về phía người thân trong gia đình của anh, ví dụ như bé Quân và mình. Nếu có bọn họ trong tay thì sẽ lấy điều này ra để đe dọa Diệp Lâm Quân khiến anh xuất hiện. Cho dù Diệp Lâm Quân ở trong miệng của bọn họ là ma quỷ, nhưng khi đối mặt với mẹ ruột và con gái của mình chắc chắn sẽ ra mặt. Vậy thì cô và bé Quân phải nhanh chóng trốn đi mới được. Sau khi Trí Oánh cân nhắc kỹ càng những điều tốt xấu có liên quan, ngay lập tức muốn dẫn theo bé Quân trốn đi. Cô ơi, đã muộn rồi. Cháu vừa nhận được tin tức rằng việc bé Quân xuất hiện ở nhà chúng ta đã bị tất cả mọi người biết được rồi. Bây giờ đã có một số lượng lớn cao thủ đang tiến về phía nhà họ Trí chúng ta. Trí Nam Yến hoảng sợ lên tiếng. Vậy thì phải làm như thế nào mới được đây? Trong lòng Trí Oánh nóng như lửa đốt, như thể kiến bò trên chảo. Cộp, cộp, cộp. Đúng lúc này bên trong trang viên nhà họ Trí bỗng xuất hiện rất nhiều bóng đen. Họ trực tiếp lao về phía bé Quân cùng với Trí Oánh. Trí Nam Yến, người có thực lực mạnh nhất trong nhà họ, đứng chắn ở phía trước,
nhưng thậm chí còn không ngăn cản nổi một ngón tay của đối phương. Đưa người đi. Đám cao thủ thần bí này dẫn theo ba người Chí Oánh, Chí Nam Yến và Bé Quân cùng đi, sau đó ngay lập tức đã biến mất mà không hề để lại dấu vết gì. Ngay sau khi bọn họ vừa rời khỏi, từng nhóm cao thủ cũng lần lượt đến nơi. Người đâu rồi? Người đâu? Cái gì? Người đã bị đưa đi rồi sao? Là ai vậy? Đi thôi, mau đuổi theo. Hết nhóm cao thủ này đến nhóm khác đuổi theo. Chẳng mấy chốc tin tức cả ba người Bé Quân bị bắt đi đã lan truyền rộng rãi. Hơn nữa còn truyền đến tai của Thiên Sách Phủ. Cái gì, người đã bị bắt đi rồi à? Chẳng lẽ lại là một vài thế lực nước ngoài nào đó đã nhân lúc hỗn loạn mà bắt người đi hay sao? Nhất định là như thế rồi. Đây chính là cơ hội tốt của bọn họ. Tốt nhất là bắt được một đứa trẻ có tài như vậy. Nếu như bị giết thì đây chính là tổn thất lớn của Lạc Việt. Mau tìm, nhanh chóng cử người đi tìm thôi, nhất định phải tìm được đứa trẻ trở về. Mệnh lệnh này cũng quan trọng như lệnh bắt giữ Diệp Lâm Quân vậy. Tin tức về việc Bé Quân bị bắt cóc đã nhanh chóng truyền đến tai của hai nhà họ Lý và họ Trịnh. Lý Tử Nhiệm tức giận đến mức nổi bão. Diệp Lâm Quân rốt cuộc anh muốn làm gì vậy? Anh cứ nhất quyết phải đưa con đến chỗ mẹ, bây giờ thì tốt rồi. Tất cả mọi người đều bị bắt đi, cả đời này em sẽ không thể tha thứ cho anh được. Lý Tử Nhiệm bật khóc. Trong lúc nguy cấp mọi chuyện đen đủi cứ thế nối đuôi nhau mà đến. Diệp Lâm Quân trở thành kẻ thù của tất cả mọi người. Còn phòng thí nghiệm của Hứa Chính Kiệt sắp hoàn thành. Con gái và mẹ đều bị bắt đi. Khi con người gặp khó khăn thì đúng là sẽ kéo theo đủ loại chuyện rắc rối. Tình huống càng tồi tệ hơn cả trong tưởng tượng. Không lâu sau đám cao thủ mặc đồ đen và đeo mặt nạ xuất hiện ở bên ngoài nơi ở của Lý Tử Nhiệm. Tuy nhiên đã có rất nhiều cao thủ của Thiên Sách Phủ đứng canh giữ nơi đây từ lâu. Các người là ai? Hai bên chạm trán với nhau. Nhóm cao thủ áo đen lập tức chạy trốn. Sau khi Thiên Sách Phủ nhận được tin tức, càng chắc chắn rằng việc này là do thế lực nước ngoài tranh thủ lúc hỗn loạn muốn ra tay với người thân trong gia đình của Diệp Lâm Quân. Bây giờ anh là kẻ thù của cả Lạc Việt.